cái này hộp lại có thể tự thành độc lập không gian, và cái khác kinh thư có chút không giống, ngược lại để cho Diệp Thần mới liệu chưa kịp. Bất quá Thiên Võ Ngọa Long Kinh là vật gì, có thể tự thành không gian vậy coi là bình thường. Thậm chí cái này bên trong có thể còn có thiên nữ một chút bút tích. Diệp Thần ở nơi này phiến cửa đồng xanh trên nhìn thấy đồ, có rất nhiều không biết tên ngút trời hung thú, còn có các loại hoặc ngồi xếp bằng, hình thái khác nhau La Hán Pháp Tướng, Kim Cương Đại Năng. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, bảo tường uy nghiêm, trong bản vẽ máu sôi trào, Kim Cương giận dữ, phục thi ngàn dặm. Cửa chính trên khắc trước Phật môn Kim Cương, để cho Diệp Thần cảm giác cùng ngoại giới hơi có chút không cùng, lộ vẻ được càng dữ tợn. Diệp Thần bỗng nhiên lúc này nhớ lại, đã từng có một chàng thái cổ hạo kiếp, cuộn sạch chư thiên vạn giới, sách sử trên có ghi lại, đang là một đám sinh ra dị biến Kim Cương La Hán tạo thành. Bất quá như vậy niên đại quá mức rất xưa, thậm chí ở Hồng Quân Lão Tổ cùng Võ Tổ sinh ra thời đại trước, coi như mọi người muốn lấy được càng nhiều tin tức hơn, cũng không thể nào ra tay. Diệp Thần trên tay nắm màu vàng kim chìa khóa, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, cửa đồng xanh có cảm ứng, tự động mở ra, Diệp Thần bước đi vào bên trong. Hắn không có ở cửa đồng xanh chung quanh đi loạn, bởi vì hắn nhận ra được vùng lân cận có khí thức kinh khủng chập chờn cùng thất lạc thời không có chút tương tự, nếu như rơi vào trong đó, sợ rằng rất khó đối phó. Ở đó đồng xanh thần điện trong đó, cổ xưa yên tĩnh dơ lên trời trụ trống lên một phiến thương khung, mà vùng lân cận chung quanh tất cả linh khí cũng hướng một trang mong mỏng kinh thư hội tụ đi. Thoáng qua tới giữa, vô số huyết khí ánh sáng phóng lên cao, bao phủ vậy một trang Thiên Võ Ngọa Long Kinh, trên đó có thể gặp màu máu đường vân lan tràn ra, một lần lại một lần lặp lại, miễn cưỡng không ngừng. Diệp Thần trong lòng thầm giật mình, cái này Thiên Võ Ngọa Long Kinh năng lượng ba động, quả nhiên rất phi phàm. Tràn đầy khủng bố kinh người võ đạo quy tắc, tới nơi nào đều là một chuôi bén lợi kiếm, không chịu người bất kỳ khống chế. Hắn nhẹ nhàng ném ra trong tay vậy cái kim màu tím chìa khóa, tụ vào đến vậy đoàn quang mang bên trong, chỉ chốc lát sau, bạo động sôi trào Thiên Võ Ngọa Long Kinh từ từ an tĩnh lại. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống tới, trong mắt trong đó có tinh thần vận chuyển, vậy một món đại lộ hơi thở phá vỡ hư không cấm chế, cùng Thiên Võ Ngọa Long Kinh phối hợp chặt chẽ gần xa. Diệp Thần trong mắt trong đó nổ bắn ra một đạo tinh quang, đi lên mãnh sông lên, giống như vạch qua cái này mảnh hư vô thế giới kinh thiên một kiếm. Chính là đạo này thất luyện kiếm quang, phá vỡ bao quanh Thiên Võ Ngọa Long Kinh năng lượng. Thiên Võ Ngọa Long Kinh giống như vật vô chủ, chậm rãi bay xuống, bay vào Diệp Thần trong ngực. Diệp Thần đưa tay, nắm được vậy phiến Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Tiếp xúc trong nháy mắt, vô tận huyền diệu ý. Giống như cuồn cuộn nước lũ tràn vào trong cơ thể hắn, tu luyện công pháp ở hắn trong ý nghĩ từng cái thoáng qua. Một trang này Thiên Võ Ngọa Long Kinh hàm chứa khí tức viễn cổ chập chờn, bản thân chính là trong thiên địa thần vật. Diệp Thần thừa dịp này cơ hội, nhắm mắt tính tọa, yên tĩnh cảm hóa. Mà đang ở trong một cái chớp mắt này, đặt ở trong cơ thể hắn thật lâu không có dùng Hoang Ma Thiên Kiếm, bỗng nhiên có phản ứng, nhất thời từ ôn hòa điềm đạm nho nhã thay đổi là sát phạt dày đặc. Chủ động thoát khỏi Diệp Thần nắm trong tay, bộc phát ra vô tận uy nghiêm ma khí. Chuyện gì xảy ra, Diệp Thần cũng là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, không khỏi nhíu mày. Có thể một khắc sau, Hoang Ma Thiên Kiếm bên trên vậy ngập trời ma khí, hóa thành một kiện uy phong lẫm lẫm chiến bào, chủ động khoác ở Diệp Thần sau lưng. Một đạo mạnh mẽ thô bạo nghiêm nghị tới, dường như muốn nghiền ép hết thảy, dù là chỉ là tiết lộ một chút, đều đủ để làm vạn giới run rẩy. Chư thiên thần phục. Đây cũng là giữa trời đất chí cao tuyệt học Thiên Võ Ngọa Long Kinh uy lực, dù là chỉ là nho nhỏ một trang kinh thư, cũng có thể đưa tới thiên địa dị tượng. Lúc này Hoang Ma Thiên Kiếm khôi phục bình tĩnh, lần nữa nằm hồi Diệp Thần trong tay. Diệp Thần con ngươi một phiến đen nhánh, nhưng là nhưng dị thường sáng ngời. Hắn hấp thu Thiên Võ Ngọa Long Kinh tản ra cổ đạo khí vận, bồi bổ ngũ tạng lục phủ, trọng yếu hơn chính là tăng lên mệnh cách. Đây là một loại vô hình trong đó nâng cao, hắn nắm chặt quả đấm, chỉ cảm thấy được quanh thân còn quấn vô hình võ đạo lực, thế không thể đỡ. Ở nơi này một món tránh khí bồi bổ dưới, hắn tu vi lại có nơi không cùng, lại trực tiếp bước vào thái chân cảnh ba tầng thiên. Hắn bây giờ, có thể nói là trăm gia cảnh bên trong gần như tại vô địch tồn tại, trừ ra những cái kia chín tầng thiên siêu cấp thiên phú cường giả, cũng hoặc là nửa bước thiên quân, những người còn lại đều sẽ không là hắn đối thủ. Bất quá bách gia cảnh càng về sau,
nội tình liền sẽ bộc phát khủng bố. Huyết Long vậy đi theo Diệp Thần được lợi, lần trước hắn hấp thu Vĩnh Xương Tôn Vương vậy phương tiểu thế giới lòng đất năng lượng, còn chưa từng hoàn toàn luyện hóa. Lần này ở Thiên Võ Ngọa Long Kinh trợ giúp dưới, những năng lượng kia hoàn toàn đổi thành là long máu tươi, huyết long long thể cũng thay đổi được càng phát ra ngưng tụ và nội tình mạnh mẽ. Chủ nhân, lần đi Vĩnh Hằng hư không một chuyến, thu hoạch cũng không nhỏ, lúc ấy ta còn muốn đi ra vì ngươi quét sạch kẻ địch, có thể ai có thể nghĩ vậy Huyền Tôn cửa xanh mãnh như vậy. Hiện tại được không, lại tới cái so Huyền Tôn cửa càng cường đại hơn đồ, chủ nhân, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Diệp Thần trong cơ thể nơi có khí tức cũng nội liếm xong, thu vào đan điền, phân tán ở mỗi cái khí hải trong đó. Hắn hiện ở trong người phảng phất có 10.000 cái đan điền khí hải, có thể chứa mấy trăm ngàn mảnh tinh không năng lượng. Nghe được Huyết Long mà nói, hắn cười một tiếng, hiện tại, ta có thể nói là ta có đầy đủ chống lại rất nhiều bách giả cảnh cường giả vốn. Được, ha ha, ta liền thích người phần này cuồng ngông cùng tự tin. Diệp Thần cúi đầu, khẽ vuốt Hoang Ma Thiên Kiếm. Chính là vào giờ khắc này, Thiên Võ Ngọa Long Kinh lên một món u quang tiến vào Hoang Ma Thiên Kiếm bên trong, theo tới là một đạo kinh khủng hơi thở tỉnh lại. Diệp Thần thấy vậy, con người bỗng nhiên có giúp một cái, đối với Hoang Ma Thiên Kiếm trong đó ngủ say hồn phách, hắn nhưng mà hiểu quá rồi. Đây là, ở nơi nào? Mênh mông to lớn thanh âm, mang một chút mê mang, nhưng như cũng không cách nào che giấu vậy khí thế ngập trời. Cựu Nhật Chi Chủ. Diệp Thần không nghĩ tới hấp thu Thiên Võ Ngọa Long Kinh năng lượng sau đó, lại tỉnh lại Cựu Nhật Chi Chủ ngủ say hồn phách. Một đạo tàn ảnh hiện lên tại ở giữa thiên địa, tràn ngập ra còn có vô cùng to lớn khí thế, chính là ngủ say nhiều ngày Cựu Nhật Chi Chủ tàn hồn. Hắn chậm rãi mở mắt ra, con người bên trong có vô số ngôi sao lưu chuyển, viễn cổ bao la hơi thở đập vào mặt, nhiếp tâm hồn người. Đây cũng là chư thiên vạn giới một đời bá chủ. Cựu Nhật Chi Chủ lưu lại hồn phách. Cựu Nhật Chi Chủ hồn phách tỉnh lại, đối với Diệp Thần mà nói, vừa ở ngoài ý liệu lại đang tình lý trong đó. Thiên Võ Ngọa Long Kinh vốn là cùng Cựu Nhật Chi Chủ tức tương quan, vậy 95 trang có lẽ ngay tại Cựu Nhật Chi Chủ lưu lại bảo tàng trong đó. Thiên Võ Ngọa Long Kinh tản ra hơi thở, tỉnh lại ngủ say ở Hoang Ma Thiên Kiếm ở giữa Cựu Nhật Chi Chủ hồn phách. Đây là, ở nơi nào? Cựu Nhật Chi Chủ trong mắt dần dần từ mơ hồ đổi là rõ ràng, hắn có thể còn nhớ Diệp Thần hình dáng, một đôi tròng mắt động nhược ánh nến, dường như muốn lửa đốt mặc hư không. Diệp Thần từ sừng sững không nhúc nhích, cũng không bất kỳ sợ hãi hoặc là tôn kính ý. Hắn cùng Cựu Nhật Chi Chủ sớm đã có qua trò chuyện, hơn nữa đối phương còn muốn hợp tác với hắn, nhưng điều kiện là cùng ma tổ vô thiên liên thủ, buông tha giả thiên ma đế. Diệp Thần dĩ nhiên cự tuyệt này cùng thỉnh cầu. Nhưng đáp ứng Cựu Nhật Chi Chủ, giúp hắn cứu sống Võ Giao. Thằng nhóc, ta từ kiếm kia trận thoát thân sau đó, ngủ say đã biết bao lâu. Ngoại giới xảy ra hạng biến hóa. Đã có mấy tháng thời gian, ngoại giới thế cục ngược lại là không làm sao đổi. Ồ, người thực lực tiến cảnh nhanh như vậy, chưa chắc thật chỉ có mấy năm. Cựu Nhật Chi Chủ trong lời nói hơi có vẻ kinh ngạc, bất quá chợt hắn lại nghĩ thông suốt, trước kia hắn từng gặp qua Diệp Thần Thiên Phú. Tuyệt đối là trong một vạn không có một. Mới có thể có như vậy tu vi, tiến cảnh như gió thật giống như cũng không phải là quá mức ly kỳ. Hơn nữa Diệp Thần tốc độ tu luyện càng nhanh, đối hắn mà nói vậy càng có lợi. Chỉ cần Diệp Thần có thể gom đủ 8 đại thiên kiếm, là được rõ ràng thả hắn thần hồn. Cựu Nhật Chi Chủ cái này tơ hồn phách từ trong ngủ mê tỉnh lại, bất quá Hoang Ma Thiên Kiếm cũng không có vì vậy dừng lại, một đoàn đoàn ánh sáng màu trắng từ trong phiêu tán. Uyển như tinh không chỗ sâu đông lại vũ trụ tinh hoa, mỗi tiến vào Cựu Nhật Chi Chủ hồn phách một lần, hồn thể cảo hắn liền ngưng tụ một phần. Cựu Nhật Chi Chủ đóng chặt hai tròng mắt, phía trên đỉnh đầu, hư ảo bóng dáng xuất hiện, ngập trời khí sát phạt, giống như vậy vô tận kiếm mang, từng bước một đi lên leo, thẳng đến du ngoạn tuyệt đỉnh, phá vỡ một phiến mênh mông thương khung. Mở ra mây mù gặp trăng sáng. Vô số tinh thần trói lọi sau đó rơi xuống. Ào ào, ùn ùn kéo đến, vũ trụ tất cả chiều bái ánh sáng tựa như đều tụ tập ở nơi này, hướng một phương hướng, quỳ bái. Cựu Nhật Chi Chủ hồn phách, vậy đi theo đắm chìm trong cái này cùng dưới quang huy, Diệp Thần trong lòng liền muốn xem Cựu Nhật Chi Chủ rốt cuộc muốn làm gì. Còn nữa, cái này tinh huy rốt cuộc là gì? Bất quá trong sâu thẳm, có một cổ lực lượng vô hình đem Diệp Thần chắn,
dùng không cách nào tiếp xúc tới cựu Nhật chi chủ hồn thể. Như vậy, cuối cùng là qua nửa khắc đồng hồ thời gian, cựu Nhật chi chủ hồn phách chậm rãi tỉnh lại, theo tới, liền là khí thế biến hóa. Ta cái này tia hồn phách, chỉ còn lại có tàn hồn, thiếu sót trí nhớ có rất nhiều, làm ta bị đánh thức một khắc kia, thậm chí quên mình là ai, ta tồn tại ở cái này thế gian ý nghĩa rốt cuộc là cái gì. Cựu Nhật chi chủ tự lẩm bẩm, vậy một trang thiên võ ngọa long kinh bay lên không, đi tới trong tay hắn. Hắn yên tĩnh ngắm một trang này kinh thư, lại là cười một tiếng, rồi sau đó nói, năm đó ta trí nhớ chia rất nhiều phần, mỗi người bảo vệ một cái bí mật, càng chôn giấu được sâu bí mật, càng khó khăn hung hiểm, người thường nếu như muốn đột phá ta phong tỏa, khó như lên trời. Ta cùng ngươi có duyên phận, ngươi cứu ra ta bị trấn áp hồn phách, để cho hắn được tỉnh lại. Vừa vặn ta mới vừa lại từ một trang này thiên võ ngọa long kinh trên lấy được không thiếu trí nhớ, ngươi có thể xách lên yêu cầu, ta sẽ đem ta biết phương pháp tu luyện nói cho ngươi. Tuy nói ngươi không nguyện ý vì ta kế hoạch mà buông tha ngươi người bạn kia, nhưng ta tôn trọng ngươi ý chí, đồng thời thành tâm mời ngươi. Cựu Nhật chi chủ hồn phách thanh tỉnh rất nhiều, đồng thời đối Diệp Thần thi lấy ân huệ, như vậy thứ nhất, cựu Nhật chi chủ chỉ có thể mời chào tương lai một lớn mạnh mẽ đả thủ ra. Còn có thể thích lũy thiên đạo nơi thừa nhận ân huệ, là sau tỉnh lại chuẩn bị sẵn sàng. Hắn có thể chưa bao giờ buông tha cho trở về chư thiên vạn giới, lần nữa đoạt lại thuộc về hắn bá quyền. Tự mình sống lại chỉ là con đường thứ nhất, mà con đường thứ hai chính là cầm mình cường đại hồn phách cho võ giao thừa kế, lật đổ vạn khư thần điện thống trị. Cho nên ở trong này, cần mời chào có tiềm năng người, cựu Nhật chi chủ nhìn chúng Diệp Thần hạn mức tối đa. Ai ngờ đối mặt cái này cùng thiên đại ân huệ, Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái. Hắn cho tới nay đi luân hồi chi đạo, lấy luân hồi làm trụ cột, bước vào vô thượng đại lộ. Nếu như đón nhận cựu Nhật chi chủ ân huệ cùng truyền thừa, trước không nói có thể hay không phù hợp thời đại mới đại lộ, coi như có thể, Diệp Thần vậy tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Như vậy tới một cái, hắn liền trở thành cựu Nhật chi chủ người thừa kế, nhất định phải vứt bỏ luân hồi đại lộ, từ đó chuyển tu cái khác. Cảm ơn ý tốt, không quá ta tạm thời không cần, những cái kia bảo vật chôn giấu vị trí ngược lại là có thể nói cho ta. Diệp Thần cười trả lời. Cựu Nhật chi chủ cũng không bắt buộc, hắn gật đầu một cái, chặt lại nói tiếp, lần này ta trí nhớ trong đó nhiều hơn một ít những thứ đồ khác, có lẽ sẽ cần ngươi đi trước một cái địa phương nào đó thay ta lấy tới, nói chính xác, là thay võ giao với tay cầm. Nghe được võ giao tên chữ, Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên đông lại một cái. Võ giao nhưng mà cựu Nhật chi chủ con gái, vì nàng kế hoạch mà hy sinh. Năm đó võ giao sinh ra thời điểm, toàn bộ thái thượng thế giới cũng là chấn động, nếu như võ giao sau đó không chết, sắp có cực lớn có thể trở thành từ bi chủ. Từ bi lực lượng đại biểu thế gian hết thảy, tình thương, có thể bộc phát ra thần thánh chói lọi. Chỉ tiếc, về sau võ giao hóa thành một món hồn phách, ở hoang ma thiên kiếm bên trong ngủ say. Hết thảy tất cả. Cũng cùng cựu Nhật chi chủ sống lại kế hoạch tức tương quan, bất qua cụ thể quá trình là như thế nào, lại bao hàm những chi tiết, sợ rằng cái này một đoạn trí nhớ trong đó là không có. Mà cựu Nhật chi chủ lần này đạt được trí nhớ, chắc hẳn cùng võ giao có liên quan. Nàng ngủ say cùng ta thoát không khỏi liên quan, nhớ năm đó ta xuống một bàn lớn cờ, đem con gái mình vậy thành tựu con cờ, người có thể biết là vì sao. Cựu Nhật chi chủ thần sắc tưởng nhớ. Thậm chí mang theo một chút thống khổ nhớ lại. Diệp Thần cảm thấy có chút kỳ quái, lần trước hồi cựu Nhật chi chủ từng nói rõ, hắn là vì cho võ giao tạo một nơi đồ đựng, sau đó đem mình lực lượng thừa kế cho nàng, từ đó đối kháng vũ hoàng cổ đế. Chẳng lẽ trong này còn có những thứ khác ẩn tình sao? Diệp Thần lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không biết. Người khác chuyện nhà hắn cũng không sẽ mù dính vào, chỉ bất quá từ người góc độ mà nói. Vô luận có như thế nào nghịch thiên kế hoạch, có thể đem con gái làm tiền đặt cuộc cùng con cờ, không phải vô tình chính là tàn nhẫn. Cho dù là muốn cho con gái thừa kế đạo thống, nhưng cái này ở giữa cần trải qua ngày giờ quá mức rất lâu. Võ giao ban đầu, còn chỉ là một bé gái, không dành thế sự, ngây thơ, vốn có thể có một cái tốt đẹp tuổi thơ, nhưng bởi vì xuất thân, mà không thể không bị hiến tế, vĩnh viễn ngủ say ở hư vô này mờ mịt không gian trong đó. Cựu Nhật chi chủ lâm vào loại nào đó nhớ lại trong đó, hắn mở miệng nói, ban đầu ta có thể trở thành trưởng giáo, rất lớn trong trình độ là bởi vì là con gái ta võ giao ra đời lúc thân trong lòng dị tượng, mang tới tự ái cùng quan hoài thánh quang,
ngươi không phải cái thời đại kia người, không cách nào tưởng tượng ở nơi này chờ huy hoàng chiếu rọi xuống, bao nhiêu người từ cừu địch đổi là bằng hữu, toàn bộ thái thượng thế giới giết hại cùng cạnh tranh đều cơ hồ không còn gì vô tồn, bị con gái ta một người thay đổi. Mà nàng, cũng bị thái thượng thế giới người ký thác kỳ vọng rất lớn. Diệp thần có lẽ không tưởng tượng nổi cảnh tượng lúc đó, hắn kiên trì nhân tính bản về là tính bản ác, mỗi cái người đều là mang ác ra đời, chỉ có học tập nhân văn, tăng cường tu dưỡng, mới có thể át chế ở vậy một phần ác. Thái thượng thế giới cường giả rất nhiều người bản tính đều đã tạo thành, bằng vào thánh nữ hạ xuống mà mang tới thần quang liền có thể thay đổi bản tính, từ đó bỏ tối theo sáng, chân thực quá mức hoang đường. Liền liền chí cao vô thượng thiên đạo quy tắc cũng không dám bảo đảm đi. Ha ha, ta biết ngươi khẳng định khó có thể tưởng tượng, nhưng sự thật chính là như vậy, bỏ mặc bọn họ là thật bị thần quang cho cảm hóa, vẫn bị quang minh lực lượng cuộn sạch, tóm lại con gái ta một người thay đổi thái thượng thế giới. Sau đó ta biết trước được bộ phận nhân quả, bắt đầu nói trước bố cục, lợi dụng con gái ta huyết mạch. Không quá ta không thể để cho chuyện này tuôn ra đi, con gái ta lúc ấy tại tất cả bộ hạ trong lòng đều là thánh nữ vậy tồn tại, ý nghĩa phi phàm, thậm chí vượt qua ta. Diệp thần có thể từ hắn giọng trong đó, nghe ra một phần thống khổ, đó là quả quyết không thôi. Hiện ở cứu con gái ta phương pháp, thế gian chỉ có một loại, vậy chỉ có ngươi có thể làm được. Cựu Nhật Chi Chủ mở miệng nói, hắn từ một trang này Thiên Võ Ngọa Long Kinh trong đó, thu được không ít trí nhớ tin tức. Diệp thần tâm thần khẽ động. Đi hắc ám cấm hải, tìm được Thúy Trúc Trì, vậy đạo ao và Vũ Hoàng Thúy Trúc Tiên chỉ có liên quan, cố nhiên không có như vậy khủng bố. Nhưng lại hàm chứa phương thế giới này từ xưa tới nay cường đại nhất linh hồn tự chữa lực, liền có thể tu dưỡng con gái ta hồn phách, tăng cường đánh thức tỷ lệ, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành chuyện này, ta có thể giúp ngươi tìm được chân chính bụi gai vương miện. Cựu Nhật Chi Chủ ném ra mình điều kiện, dẫu sao hắn hiện tại chỉ là một món hồn thể, không cách nào thi triển quá nhiều tu vi. Diệp thần nghe vậy, nghiêm túc suy tính tới. Hắn đối võ giao cũng không có gì ác cảm, ngược lại mười phần đồng tình. Thêm nữa, võ giao là cựu Nhật Chi Chủ con cờ bố trí, nếu như có thể đem linh hồn lớn mạnh, cựu Nhật Chi Chủ khẳng định sẽ có nơi dự định. Thêm nữa, nếu như đem tin tức này thả ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số cũ thời đại nhân vật là chấn động. Bọn họ cũng từng tiếp thụ qua võ giao từ bi ánh sáng, không thể nào thấy chết mà không cứu. Như vậy thứ nhất, nếu là có thể cho Vũ Hoàng Cổ Đế chế tạo chút phiền toái, Diệp Thần vậy đặc biệt tình nguyện thấy. Trọng yếu hơn là cựu Nhật Chi Chủ trên tay, có bụi gai vương miện tương quan đầu mối, đây là hắn phải lấy được. Không cần lo lắng, năm đó Thường Mạch Quân nơi ngụy tạo vậy đỉnh đầu bụi gai vương miện, chính là ta là hắn điều tới bụi gai hơi thở, mới có thể mượn này ngụy tạo một cái giả cho hắn. Được, ta đáp ứng ngươi, Diệp Thần hứa hẹn. Trước đây bọn họ ở Huyết U Cốc đánh bại tà kiếm, Diệp Thần lấy thân bảo vệ, ngăn cản tà kiếm ngọc đá cùng vỡ hành vi. Vậy nhân tiện lấy được rồi võ giao linh hồn, đem an trí ở Hoang Ma Thiên Kiếm trong đó. Cựu Nhật Chi Chủ hồn phách thức tỉnh, ước chừng có nửa khắc đồng hồ thời gian liền lần nữa ngủ say đi. Hắn hiện tại chỉ là hồn phách trạng thái, không cách nào kéo dài quá lâu hiện thân. Mà Diệp Thần thần niệm vậy đi tới Hoang Ma Thiên Kiếm nội bộ không gian, cả cây thân kiếm tràn đầy bạo động ma niệm, nhưng là ở trên trời kiếm chỗ sâu nhất, nhưng là một phiến thuần khiết không tì vết chi địa. Ban đầu đế kiếm xin nhờ Diệp Thần để cho mình chiếu cố thật tốt võ giao, chỉ đợi một ngày kia có thể báo đáp. Diệp Thần liền vận dụng trong cơ thể lực lượng, đem tà kiếm sáp nhập vào Hoang Ma Thiên Kiếm trong đó, là võ giao cung cấp chỗ dung thân. Giờ phút này hắn lần nữa tiến vào Hoang Ma Thiên Kiếm nội bộ không gian, nơi này chính là lộ vẻ được hơn nữa thuần trắng thánh khiết, không dính nhuộm một chút thế tục cho tàn. Đầy trời trôi nổi mây mù lộ vẻ được yên lặng tường hòa. Mà ở đó một phiến mãi mãi bất diệt trong mây mù, có một cái tuyệt đẹp bóng người. Võ giao liền lẳng lặng nằm ở trong mây mù, chỉ lộ ra một tấm khuôn mặt tinh xảo không tì vết, và trắng như hạo ngọc cổ tay. Mặt nàng cho không biến hóa chút nào, vẫn là giống như tiên nữ như vậy trôi giạt xuất trần, yên lặng tường hòa. Chẳng biết tại sao, Diệp Thần trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi trìu mến cùng bi ai. Hắn đây là lần thứ hai tới chỗ này, mỗi lần thấy võ giao. Liền tựa như quên mất thế gian mọi phiền não, trong lòng chỉ có yên lặng, cùng với thương hại. Võ giao trời xanh mang theo tường hòa lực lượng, thuận theo từ bi thiên đạo, tượng trưng cho tình yêu vô biên.
Võ Dao ngủ say thời điểm còn chỉ là một bé gái, theo thời gian trôi qua, nàng vậy dần dần trưởng thành một cái người đẹp. Chỉ bất quá phần kia ngủ say tâm tư, như cũng như đứa bé, vậy đơn thuần. Diệp Thần đã từng suy diễn qua thiên đạo nhân quả, sống lại Võ Dao tỷ lệ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, ngày cũ chủ cầm nàng thành tựu con cờ hiến tế rơi một khắc kia, liền quyết định nàng đời này chính là một bi kịch. Mời cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỳ. Đối Diệp Thần mà nói, chân chính muốn sống lại Võ Dao, có lẽ được đến khi mình du ngoạn giới đỉnh, chấp trưởng luân hồi đá, có thể ngược dòng đến hiến tế ngày đó, cứu Võ Dao hồn phách, từ đó không cần cựu Nhật chi chủ như vậy dày vò. Nhưng vậy cũng là rất lâu chuyện sau này. Hết thảy còn quá xa xôi. Còn dư lại mấy khối luân hồi huyền bi cũng không biết cụ thể ở nơi nào. Thành tựu thái thượng thế giới thánh nữ, ngươi không có hưởng thụ qua vinh hoa phú quý, vậy còn chưa kịp phổ độ chúng sanh, thì đã ngủ say. Ngươi không có tội, có lẽ ngươi thiên phú, mới là lớn nhất nguyên tội đi. Diệp Thần tự lẩm bẩm đôi câu, tiếp theo không suy nghĩ thêm nữa những thứ này, hắn đi tới Võ Dao bên người, trong lòng không có một chút tà niệm, vô cùng thản nhiên. Bất quá một khắc sau, lanh mắt Diệp Thần phát hiện Võ Dao phía trên đỉnh đầu, lại có lau một cái nhỏ không thể tra hắc khí. Vậy bôi đen khí che giấu ở trong hư không, như nếu không phải Diệp Thần đến gần, căn bản cũng không có thể phát giác. Hơn nữa hắn vẫn là điều động luân hồi máu, theo dõi đến một món luân hồi hơi thở, mới có thể phát hiện phần này hắc khí tồn tại. Theo lý mà nói, Võ Dao là thuần khiết lý tưởng tượng trưng, nàng ở địa phương đó vậy không thể nào sẽ xuất hiện bất kỳ tà ác. Có thể thế nào sẽ có một món hắc khí ra đời? Diệp Thần nhíu mày, đôi mắt thiêu đốt ngọn lửa sáng ngời, xuyên thủng hư không, nhìn chăm chú vào vậy một món chậm rãi đung đưa hắc khí. Mà nhưng vào lúc này, vậy bôi đen khí chẳng những không có né tránh, ngược lại cực kỳ giống một cái chờ cơ hội nhi động rắn độc, hướng Diệp Thần ấn đường chui qua tới, tốc độ nhanh như tia chớp. Lấy Diệp Thần thực lực, đều không cách nào làm ra kịp thời phản ứng. Vậy đạo hắc khí tiến vào Diệp Thần ý thức trong đó, ngay sau đó, hắn cảnh tượng trước mắt sinh ra kịch liệt biến đổi. Bóng đêm tràn ngập, lãnh nguyệt tàn treo, bao phủ chỗ tòa này thần bí đại sơn, không biết tên trầm thấp tiếng kêu luôn luôn truyền tới, trong thê lương xen lẫn vô biên u oán, làm người ta nghe nổi da gà. Diệp Thần chỉ chớp mắt liền đi tới chỗ này địa phương quỷ dị, hắn biết mình linh hồn bị mang lệch. Hắn cũng không có gấp trước đi ra ngoài, mà là tiếp tục đi về phía trước. Đen thùi lùi trong núi rừng, nhợt nhạt sương mù dần dần bốc lên, giống như là từ dưới lòng đất chui ra ngoài, không chỗ nào không có mặt, dần dần cản trở tầm mắt. Dọc theo chân núi dốc thoải dần dần tiến lên, lại xuất hiện một tòa đại viện. Chỗ tòa này đại viện là điển hình bốn và phủ đệ, bên tường mọc đầy cỏ dại, muốn đến hoang phế đã lâu, sức màu đỏ sơn đỏ trên cửa, đồng vòng đã rỉ sét. Là ai đem cái này đại viện xây ở trong núi sâu, hiện tại lại vì sao không người ở ở? Cái này bôi đen khí, hẳn là từ Võ Dao ý thức trong đó sinh ra, thế nào sẽ có như vậy trí nhớ? Diệp Thần chậm rãi đẩy ra đại môn màu đỏ loét, quyết định đi vào tìm tòi kết quả, cót két thanh âm ở yên tĩnh này trong núi rừng, lộ vẻ được phá lệ đột ngột chói tai. Xào xạc gió âm thổi qua tới, để cho mới vừa tiến vào trong viện Diệp Thần dùng mình một cái. Như vậy dùng mình là tới từ linh hồn chỗ sâu run sợ. Bên trong đình viện giống vậy lụi bại, mọc đầy cỏ dại, đi về trước dọc theo tấm đá xanh đường đến cuối là chủ đường, đồ hai bên chính là mấy gian đóng chặt xương phòng. Ở nơi này đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, lại có đầy trời sương mù quấn quanh, Diệp Thần đành phải đốt ngón tay đạo linh lửa, dựa theo đi tới trước. Hắn dự định đi trước chủ đường xem. Bên ngoài rõ ràng nhiệt độ không thấp à. Tại sao vừa tiến đến cứ như vậy lạnh? Diệp Thần kỳ quái tự lẩm bẩm, mới vừa hắn ở bên ngoài còn cảm thấy có chút oi bức, nhưng mà vừa tiến vào cái này gian phủ đệ, liền cảm thấy khắp cả người phát rét. Ngay hoảng hốt hắn ngẩng đầu vừa thấy, nhất thời ánh mắt híp một cái. Mọc đầy cỏ dại đình viện trong góc thật giống như lẳng lặng đứng sừng sững một cái đồ đỏ bóng người. Hắn dụi mắt một cái, dương mắt lại xem, có thể một cái chớp mắt thời gian lại không thấy. Kỳ quái, chẳng lẽ là hắn xuất hiện ảo giác sao? Hắn dùng đạo linh lửa chiếu sáng đường trước mắt, tiếp tục đi về phía trước, xuyên qua một tòa không trọn vẹn cầu nhỏ, nối liền hai đầu nửa cái cầu gỗ tựa như đã sớm không chịu nổi gánh nặng, đi một tí đánh một tí, Diệp Thần mười phần lo lắng một giây kế tiếp liền sẽ đạp hụt.
thật vất vả trước mặt chỉ còn lại hai bước đường, hắn muốn đi nhanh lên hoàn, ai có thể ngờ tới dưới chân tấm ván ngay tức thì văng tung tóe, hắn cả người vậy tài cái ngã nhào, mắt xem thì phải ngã xuống ở trên tấm ván. Bất quá hắn phản ứng cực kỳ nhanh chóng, một khắc sau trực tiếp một cước khẽ điểm mặt nước, vững vàng rơi vào một nửa đoạn trên cầu. Diệp Thần tựa hồ là cảm ứng được loại nào đó ánh mắt, cúi đầu đi xem. Có thể cái này vừa thấy, hắn ánh mắt quét qua mặt hồ, mượn yếu ớt cây nến ánh lửa, hắn tựa hồ có thể thấy nước trong veo phía dưới, có một gương mặt nhợt nhạt đang gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Đúng như dự đoán, chỗ này có cổ quái. Giữa lúc Diệp Thần muốn đạp vào bên trong nước thời điểm, vậy trương nhợt nhạt mặt lại đột nhiên gian biến mất không thấy. Ngày hôm nay ta đây muốn xem ngươi đang làm cái gì. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng. Lúc này, bên cạnh u ám lùm cây bên trong, bỗng nhiên có nhỏ vụn thanh âm đột nhiên vang lên. Một cái bóng đen phút chốc xông tới, lướt qua Diệp Thần bên lỗ tai đi qua. Diệp Thần nhíu mày một cái, quay đầu nhìn lại, lại là một cái mèo đen. Vậy chỉ mèo đen ánh mắt lóe lên xanh biếc ánh sáng, giống như tới từ địa ngục hai ngọn minh đèn, người xem trong lòng phát hoảng. Mèo đen nhìn Diệp Thần hai mắt sau đó liền xoay người đi ra ngoài, lần nữa biến mất ở lùm cây bên trong. Diệp Thần phất liễu phất ngực, có chút kỳ quái, nơi này là linh niệm không gian, nơi biến thành hết thảy sự vật cũng cùng võ giao có liên quan, nói như vậy, con mèo kia cũng là tồn tại ở nàng trí nhớ trong đó vật thể. Đang ngủ say trước, võ giao rốt cuộc trải qua cái gì? Mà ngay tại lúc này, cách đó không xa, cửa rộng mở chủ đường bên trong, ánh sáng màu đỏ nhạt không có dấu hiệu nào sáng lên, lúc sáng lúc tối. Cùng lúc đó, màu trắng sương mù dày đặc cũng ở đây trong phút chốc tràn ngập toàn bộ chủ đường, ánh nến ở trong sương mù chập chờn. Diệp Thần ánh mắt một tí liền xuyên thấu hắc ám, thẳng tới vậy địa phương thần bí. Hắn thấy rõ bên trong một ít cảnh tượng, màu đỏ nhạt cây nến chiếu sáng lại là một cái lễ đường, hai cây kiểu xưa ghế ngồi phân biệt để hai tấm mơ hồ bức họa. Vậy hai tấm bức họa không thấy rõ ngũ quan đường danh, lại có thể nhìn cho ra bọn họ là đang cười. Trước mặt bọn họ đứng yên trước hai cái bổ đoàn, trên bàn còn có hai ly trà. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, ghế ngồi bức họa không phải là phụ mẫu song thân sao. Chỉ bất quá bái không phải người sống, mà là người chết. Trong phòng khắp nơi sát chữ hỉ, nhưng mà lúc này không khí căn bản chưa nói tới vui mừng. Cây nến nửa trận nửa che, đùng một tí dập tắt. Ha ha, phu quân, người có bằng lòng hay không cùng ta kết thành liền cành. Cộng nhập động phòng, ôn nhu mị hoặc nhu mỹ giọng nữ nhẹ nhàng truyền vào Diệp Thần trong lỗ tai, hơi thở như lan, như rắn nước vậy thân thể mềm mại vậy dính vào. Ánh nến chiếu sáng một nửa phòng đường, một nửa kia chính là bị hắc ám nuốt mất. Diệp Thần hiện tại liền ở vào hắc ám bên trong, hắn không thấy rõ sau lưng người đẹp hình dạng thế nào, nhưng là chỉ nghe thanh âm liền có thể để cho người chìm đắm. Ta, Diệp Thần thanh âm bắt đầu mê ly. Tướng công, cùng thiếp động phòng được không? Mị hoặc giọng nói lần nữa vờn quanh tai, quần đỏ bọc xuống nhỏ hết sức cánh tay đã dây dưa Diệp Thần eo. Hoảng hoảng hốt hốt bên trong, Diệp Thần cũng không nhìn thấy phải, tay của mỹ nhân chỉ còn lại trắng như tuyết khô lâu. Còn có đầu ngón tay nhọn gai. Chỉ cần hắn đáp ứng, ngón tay nhọn gai là có thể lập tức đâm vào tim hắn. Nhưng ai biết lúc này Diệp Thần bỗng nhiên lúc này khôi phục trong sạch, mở miệng thì thầm, ngươi là lúc nào lẻn vào đến võ giao ý thức trong đó. Diệp Thần thình lình câu hỏi, để cho vị này người đẹp chợt được sửng sốt một chút. Nàng còn chưa từng tới kịp đáp lời, liền có một đạo khí tức mạnh mẽ phóng lên cao, trực tiếp xua tan chủ đường trong đó hắc ám, thiêu đốt ngọn lửa sáng ngời vô cùng. Quỷ kia người đẹp bị hơi thở chấn động, thân hình như con diều đứt dây vậy bay ra ngoài, bất quá sắp tới đem đánh vỡ vách tường thời điểm, eo nàng xem rắn nước vậy cong, thúc đẩy thân thể quẹo cua, vòng qua xà nhà. Chẳng muốn bỏ mạng mà nói, liền bớt xen vào chuyện người khác. Quỷ mỹ nhân hai tròng mắt giá rét như băng, nàng cũng chỉ là một đạo hồn thể, nhưng có thể ở nơi này phiến linh niệm trên thế giới tùy ý qua lại, hơn nữa còn bày ra cạm bẫy. Diệp Thần cũng không có quản như thế nhiều, nếu võ giao ngủ say ở Hoang Ma Thiên Kiếm bên trong, hắn thân là Hoang Ma Thiên Kiếm chủ nhân liền không thể để cho xuất hiện bất ngờ. Luân hồi huyết mạch hết sức sôi trào, hiển hiện ra luân hồi lực lượng, ngay tức thì vét sạch toàn bộ tứ hợp viện, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, tràn ngập núi rừng, thẳng lên trời cao,
toàn bộ linh niệm thế giới cũng hóa thành một phiến biển lửa. Đối mặt như vậy mạnh mẽ cực kỳ linh hồn lực lượng, quỷ người đẹp rốt cuộc luống cuống. Nói, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diệp Thần nháy mắt rời qua, bóp cái này quỷ hồn cổ. Ta không biết, quỷ hồn hết sức lo sợ, vô cùng sợ hãi. Diệp Thần lại tăng lên mấy phần lực đạo. Đạo linh lửa đối với quỷ hồn cùng với thần hồn đều có rất mạnh khắc chế tác dụng, quỷ kia người đẹp mặt mũi vặn vẹo, một khắc sau thì phải tan thành mây khói. Ta nói. Nàng rốt cục thì không gánh nổi, chỉ có thể đối Diệp Thần thẳng thắn. Lúc đầu nàng đúng là võ giao trong đầu sinh ra lau một cái ác niệm, ở năm tháng thúc dục dưới chậm rãi thành hình. Mà nàng nơi ẩn núp địa điểm, bao gồm nhìn thấy hết thảy đều là từ võ giao trong ý nghĩ diễn hóa mà đến. Bộ phận này trí nhớ thuộc về nàng khủng bố, sợ hãi chi niệm. Nói cách khác võ giao khi còn sống đến qua chỗ này, hơn nữa trải qua hết thảy tất cả, mới biết ở trong đầu nhớ không quên. Có thể võ giao trước khi chết không phải thái thượng thế giới thánh nữ sao? Chịu hết vạn người triều bái, hơn nữa mang trong lòng từ bi, thánh quang đạt tới hết thảy phương đều là ấm áp, hiền lành, tường hòa cùng trong sáng. Lại sao sẽ xuất hiện như vậy âm u quỷ dị cảnh tượng? Hừ, nơi này có thể cho không được ngươi quấy phá. Diệp Thần không nói hai lời, một món đạo linh lửa từ trên cánh tay leo bỏ qua, đem quỷ kia người đẹp đốt thành cho tẫn. Cũng không lâu lắm, sau lưng người đẹp thối lui, tất cả ánh nến cùng nhau cháy, sương mù dày đặc vậy vào lúc này toàn bộ tản ra. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, lần nữa đột nhiên mở ra thời điểm, ý thức đã trở lại hoang ma thiên kiếm trong không gian. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Chẳng lẽ nói trước khi chết võ giao thấy được không giống như vậy, nhưng mà lấy nàng thực lực, cũng không nên bị cái này cùng hình ảnh hù được mới đúng. Đây bất quá là rất thông thường hình ảnh, thậm chí thông thường có chút quá mức bình thường. Bất kỳ một vị tu võ người cũng không nên sợ hãi. Xem ra trong này nhất định có ẩn tình, hơn nữa cựu Nhật chi chủ chỉ sợ cũng không cùng hắn hoàn toàn nói thật. Hết thảy các thứ này chỉ có thể chờ sau khi đi ra ngoài làm tiếp điều tra. Mà Diệp Thần coi như là rõ ràng, cái này tà linh là như thế nào chuyện xảy ra. Tục ngữ nói, thiên địa vạn vật tương sanh tương khắc, vật cùng tất phản. Võ giao lâu dài ngủ say, mặc dù có tử bi lực lượng hộ thân, vậy không tránh được sẽ ra đời một chút không cách nào kháng cự tà ác. Chỉ bất quá Diệp Thần có chút nhớ nhung không rõ, cái này cái gọi là tà niệm chắc cũng là ở võ giao tỉnh thời điểm tiếp xúc đến thế gian cái khác mặt, trong lòng có nghĩ bậy mới biết ra đời. Có thể võ giao hôm nay là ngủ, căn bản không cách nào để tâm tự suy tính vấn đề, lại thế nào tàn niệm nói một chút. Trừ phi võ giao là tỉnh. Hơn nữa một mực tỉnh. Nghĩ đến đây, Diệp Thần trong lòng nổi lên vạn nặng gợn sóng. Hắn ánh mắt thông suốt rời xuống, gắt gao nhìn chằm chằm võ giao vậy trương hoàn mỹ không tì vết gương mặt, định từ trong tìm một chút ý niệm chập chờn. Bất quá cứ như vậy đi qua chốc lát. Cũng không có thu hoạch được bất kỳ hiệu quả nào. Diệp Thần đành phải tạm thời xóa bỏ, thao túng cái này tơ linh niệm, đi ra hoang ma không gian. Mà nơi này, lần nữa quy về yên tĩnh. Cựu Nhật chi chủ một chút thần niệm lần nữa cho biết Diệp Thần, vậy núp ở hắc ám cấm hải bảo vật là Thúy Trúc Trì. Là Thúy Trúc Tiên chỉ ở giữa một phần chia. Diệp Thần vừa nghe cái này một bảo vật tên chữ, lúc này có chút sững sờ như vậy. Trước đây hắn tâm tư chủ yếu ở võ giao trên mình, cũng không qua suy tính nhiều, chỉ theo sau hắn kịp phản ứng. Cái này Thúy Trúc Tiên chỉ không phải là 33 thiên thái thượng thần khí ở giữa 4 đại tiên ao một trong sao. Cái khác 3 đại hồ tiên đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, uy lực cùng tác dụng sẽ không so 9 tầng trời thần thuật nhỏ. Thái thượng thiên nữ lấy được nguyện vọng hồ tiên, liền lập tức phản bội vạn khư, thành lập nguyện vọng thần giáo. Từ đó trở thành độc bá một phe thống lĩnh cấp nhân vật, liền vũ hoàng cổ đế tạm thời cũng cầm nàng không có bất kỳ biện pháp. Mà Diệp Thần ở cùng trước kia một lần chiến đấu kịch liệt trong đó rút hết liền vạn yêu tiên ao lực lượng, hóa thành sinh mạng căn nguyên, bổ sung thân mình, lấy ưu việt tư thái nghiền ép đối thủ, trên đời đều kinh hãi. Mời cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ. Vạn yêu tiên ao bị duy nhất hiến tế móc sạch, căn nguyên vẫn còn ở đây, còn cần thời gian từ từ góp nhặt linh khí. Khôi phục nguyên trạng. Thiên Long Hồ Tiên lại là không được, phát huy cực kỳ tác dụng to lớn, thậm chí ảnh hưởng chư thiên vạn giới thế cục. Cái này 3 đại Hồ Tiên đều là rất nhiều người mơ tưởng cầu mong tồn tại, có chúng, chính là có vô thượng lực lượng.
mọi người gọi là đặt song song bốn đại tiên ao, ở chư thiên vạn giới đưa tới cuồng triều cũng chỉ có ba tòa. Còn dư lại cuối cùng một tòa Thúy Trúc Tiên Trì, lộ vẻ ít có người nói tới, liền Diệp Thần đối hắn biết rõ cũng không nhiều, chỉ có thể nhờ giúp đỡ tại sống lâu đời năm tháng, lịch duyệt phong phú hoang lão. Thằng nhóc, Thúy Trúc Tiên Trì ngươi cũng đừng nghĩ, đó là trong truyền thuyết hư không mờ mịt tồn tại, tự mình ra đời tới nay, chưa từng nghe nói qua có chỗ tòa này hồ tiên người đoạt giải, có lẽ sau này chỉ có đem linh hồn đại lộ tu luyện tới đỉnh cấp người, mới có thể lấy được này cùng cơ duyên. Bất quá trước đây cựu Nhật Chi Chủ nói tới Thúy Trúc Tiên Trì và Vũ Hoàng Cổ Đế có liên quan, không biết thật giả, hắn dẫu sao là ngày cũ thời đại người, tin tức có thể sẽ có ra vào. Căn cứ hoang lão mà nói, Thúy Trúc Trì là bốn đại tiên ao trong đó thần bí nhất tồn tại, trong ao tiên nước có thể tăng cường linh hồn lực lượng, có thể chưa bao giờ có bất kỳ để mặc chủ nhân, mà hắn nơi lưu truyền xuống tin tức cũng là vô cùng là lâu đời, người xưa biên soạn mà thành. Vậy bản sách sử trên ghi lại. Năm đó có người ở cực xa không gian chi địa gặp được một hơi sương mù hòa hợp ao, sừng sững ở trong hư không, thần bí mờ ảo. Người nọ là nơi cực hàn thành danh đã lâu đại năng cường giả, tự cho là đúng nhặt được bảo bối, vui vẻ đi, còn chưa đến gần vậy miệng ao, liền bị phiêu tán ra sương mù bồi bổ. Ở nơi này vậy mây mù điểm hóa hạ, thật lâu chưa từng có tinh tiến, đình trệ không tiến lên bản thể linh hồn thì có đột phá. Gã cường giả kia lập tức ngồi xếp bằng. Đem còn thừa lại thần hồn linh lực hấp thu xong, ung dung đột phá tầng kia linh hồn những ràng buộc. Hắn vậy như vậy cao hứng không dứt, vừa vặn phải đi thu phục tòa kia hồ tiên thời điểm, hồ tiên tựa hồ có cảm ứng, xuyên phá hư không, phi độn đi, từ đây không biết tung tích. Gã cường giả kia đau lòng không thôi, ngẩng đầu nhanh hô, liền đem đoạn này sự việc lấy sử liệu hình thức ghi lại xuống, truyền lưu hậu thế lúc đó. Canh gác đám người nếu như đụng phải có thể tăng cường linh hồn lực lượng ao, đó nhất định là Thúy Trúc Tiên Trì. Chớ rất lưu luyến vậy đinh điểm tư bổ thần hồn hơi nước, dẫn đầu thu phục Thúy Trúc Tiên Trì mới là vương đạo. Bất quá từ đó về sau, chư thiên vạn giới lại cũng không có truyền ra qua có liên quan Thúy Trúc Trì tin tức. Không nghĩ tới cựu Nhật Chi Chủ lưu lại hồn phách trong đó, lại còn có Thúy Trúc Tiên Trì tin tức. Cố nhiên không phải bản thể, chỉ là trong đó một phần chia. Thậm chí thiếu một chữ tiên, nhưng Thúy Trúc Trì tuyệt đối có Thúy Trúc Tiên Trì một phần chia thần kỳ lực. Tám đại thiên kiếm trong đó, phân biệt đang ngủ say một phần chia cựu Nhật Chi Chủ hồn phách, tương đương với phân thây mà chấn, Diệp Thần trong tay thì có ba cây thiên kiếm, nếu là có thể đem tích chứa trong đó hồn phách toàn bộ thức tỉnh, vậy hắn có thể có được ngày cũ bảo tàng sợ rằng hơn xa còn lại thiên kiếm người có. Chỉ tiếc cho tới nay hắn cũng không từng tìm được mở thiên kiếm hồn phách biện pháp, đành phải xóa bỏ. Lần này tình cờ dưới, thiên võ ngọa long kinh toát ra hơi thở dẫn động hoang ma thiên kiếm. Cựu Nhật Chi Chủ chỉ nói Thúy Trúc Trì ở vào hắc ám cấm hải nơi nào đó địa phương, nơi đó thuộc về ma tổ vô thiên quản hạt phạm vi, võ giả tầm thường không được đi vào. Vì bắt được truyền thuyết này bên trong rèn luyện linh hồn Thúy Trúc Trì, Diệp Thần còn phải đi lên một lần. Cách huyền hải thế giới cùng chư thiên vạn giới tiếp giáp thời gian còn dư lại một đoạn thời gian. Diệp Thần nhất định phải trong khoảng thời gian này bắt được Thúy Trúc Trì. Trước khi đi, cựu Nhật Chi Chủ còn giao cho hắn một kiểu đồ. Vậy là một khối hiện lên đen nhánh kim loại sáng bóng la bàn, cây kim chỉ hắc đỏ rõ ràng, phẩm chất như mài sa, sờ xù xì, cảm giác nhưng dị thường ôn hòa. Cái này một la bàn tên là Tứ Hải La Bàn, là ta dùng tinh thần vẫn thiết chế tạo mà thành, trên thế giới chỉ lần này một khối, nó đã từng cùng ta cùng thăm dò qua Thúy Trúc Tiên Trì tung tích. Nhớ luồng khí tức kia, Thúy Trúc Trì và Thúy Trúc Tiên Trì có vậy hơi thở, ngươi để cho nó mang ngươi qua bên kia là được. Được. Diệp Thần mang khối này la bàn, biến dạng hư không, tại hư không chảy loạn bên trong, muốn dùng hắn dẫn đường, bàn tay mới vừa vuốt nhẹ nhẹ mấy cái, liền truyền tới một đạo giận trách thanh âm. Ai nha, ngươi không muốn cứ sợ người ta. Diệp Thần sợ hết hồn, cái này là từ đâu mà tiếng truyền tới. Trước mặt la bàn cây kim chỉ chuyển động mấy vòng, dâng lên một hồi hư vô hơi thở, mà một cái thắt đuôi sam bé gái, chính là đứng ở trước mặt hắn, cái miệng nhỏ nhắn trề lên, nhìn Diệp Thần ánh mắt có chút u oán. Người ta đang ngủ ngon giấc, người nhà đánh thức làm gì? Người xấu. Diệp Thần xấu hổ, hắn chưa từng chú ý tới cái này Tứ Hải La Bàn bên trong, lại còn có khí linh. Cái này khí linh rõ ràng chỉ là một tuổi tác rất nhỏ nữ nên. Ước chừng 10 tuổi cỡ đó, chưa hết ngây thơ, đòi nháo muốn về ngủ, không muốn cùng Diệp Thần cùng đi hắc ám cấm hải.
Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là đem cựu Nhật chi chủ danh tiếng rời ra, nói là cựu Nhật chi chủ hạ đạt tử mệnh lệnh, không cách nào cãi lại. Nghe đến lời này, khí linh rốt cuộc thỏa hiệp, xinh đẹp con ngươi vậy tủng kéo xuống. Đối với cựu Nhật chi chủ, nàng vẫn là rất kiêng kỵ tôn trọng, cho nên chỉ có thể đi theo Diệp Thần trước đi tìm Thúy Trúc Trì. Thông qua trao đổi, Diệp Thần biết được trước mặt cái này bé gái tên là Lộc Con, là cựu Nhật chi chủ khi còn sống sử dụng bảo vật một trong ở giữa khí linh. Mà theo sau cựu Nhật chi chủ cùng ngủ say, an nghỉ. Đi qua nhiều năm như vậy, Lộc Con vẫn là hoạt bát sáng sủa tính tình, còn có chút làm quái nghịch ngợm. Ngược lại là và Linh Nhi cùng với Kỷ Lâm có liều mạng. Nàng quá lâu chưa ra hô hấp qua không khí mới mẻ, hôm nay cái này chư thiên vạn đã sớm đổi chủ nhân, không đổi là nhiều màu thế giới phức tạp đa dạng. Làm Lộc Con nghe thế giới này ngài chúa tể là Vạn Khư Thần Điện, lại do thập đại thiên quân lão tổ gia tộc hiệp đồng trông coi lúc đó, hứng thú nhất thời mất đi hơn nửa. Nàng đã từng chứng kiến qua thiên võ tiên môn huy hoàng, cũng là cũ thời đại khách xem. Hôm nay lúc quá cảnh di chuyển, cảnh còn người mất, cho dù lấy bé gái tâm tính, cũng khó tránh khỏi sẽ có chút xúc động. Bất quá dọc theo con đường này kiến thức không thiếu dọc đường cảnh đẹp, còn có phân tán tại thiên địa các nơi thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, Lộc Con tâm tình lại được chữa không thiếu, lần nữa cười vui vẻ. Luân hồi chi chủ phải không? Ta thật giống như cũng nghe qua ngươi danh hiệu đâu, bất quá thời điểm đó ngươi thực lực cũng không phải là như thế nào vượt trội. Lộc Con hướng về phía Diệp Thần nói. Mà Diệp Thần khẽ mỉm cười, dửng dưng xử chi. Hắn vậy không nhớ rõ đó là mình vậy một đời, dù sao luân hồi rất nhiều, còn có rất nhiều trí nhớ là chưa từng khải phong. Lộc Con, ngươi có thể cảm ứng được Thúy Trúc Trì ở nơi nào không? Diệp Thần lau miệng đông lại một cái, hỏi. Lộc Con nhắm mắt trầm tư chốc lát, nàng mở mắt ra lúc đó, vậy linh động con ngươi trong đó, có một từng đạo phù quang lược ảnh tiếp liền thoáng qua. Tìm được, không quá ta cũng không xác định cụ thể là ở chỗ nào, chỉ có thể tìm được đại khái phương vị. Được, chúng ta lên đường. Diệp Thần cho gọi ra Long Uyên Thiên Kiếm, ngự kiếm mà đi, hư linh thần mạch bùng nổ, hóa thành một đạo lưu quang, chở Lộc Con cùng nhau, tiến vào trong hư không. Cùng lúc đó, xa ở địa tâm vực nơi nào đó cổ xưa núi rừng, Hồng Thiên Kinh ngồi đứng ở đỉnh núi, ngàn dặm chim bay hết, cổ đỉnh tựa như thiên đao, tà sát trong mây. Mà hắn ngồi đạo này đỉnh núi, nguyên bản cây cối rậm rạp, mọc đầy các loại linh dược linh thảo, còn có bách thú đậu. Nhưng mà Hồng Thiên Kinh sau khi đến, đem nơi có sinh linh chấn giết, một cái cũng không có thả qua, đem chúng đúc nóng thành bên trong lò chất dinh dưỡng, lấy này làm trụ cột, uẩn dục liền cửu đỉnh trong đại trận một đỉnh. Từ vô tận thương khung đi xuống nhìn lại, vẹt ra mây mù, liền sẽ phát hiện tòa kia thẳng sông lên trời cao đỉnh núi đã hoàn toàn thay đổi là đen nhánh vẻ. Đó là hồng hoang lực lượng, ăn mòn nơi này. Mà Hồng Thiên Kinh chính là mượn này, hoàn thiện vậy Vũ Hoàng Cổ Đế Tâm Huyết Cửu Đỉnh Đại Trận. Hắn ngồi tại đại trận tâm trận chỗ, lòng bàn tay chậm rãi hiện ra một đạo lóe lên lôi quang màu đen quả cầu, trong mơ hồ viên kia cầu nội bộ còn có tiếng gió gào thét. Cửu Đỉnh Đại Trận, mở! Thiên đạo à, thiên đạo thay ta đem tin tức này truyền đạt cho Chí Cao Vô Thượng Vũ Hoàng Bệ Hạ. Trên bầu trời tiếng sấm cuồn cuộn, tiêu tán đi. Chỉ chốc lát sau, nơi này màn trời nổi lên vạn nặng dị tượng, phảng phất có cái gì cổ xưa tồn tại sắp hạ xuống, ngập trời linh khí, từ chỗ tòa này cửu đỉnh trong đại trận phun ra, hội tụ thành một đóa đóa đen nhánh mây, trôi ra thẳng lên. Chân trời bị đoan dần dần xuất hiện một bóng người, to lớn mênh mông, không thể suy đoán. Hắn một bộ bạch bào càng sâu, tô điểm dị thường cao quý đường vân, không phải đế hoàng, nhưng thắng được đế hoàng. Cực kỳ giống mảnh thiên địa này gian không thể so sánh nắm giữ. Vũ Hoàng Cổ Đế phân thân một lần nữa đích thân tới hạ giới, mà lần này, Hồng Thiên Kinh nơi chế tạo cửu đỉnh đại trận một đỉnh, có không giống nhau uy lực. Vậy đôi lãnh đạm con ngươi nhìn tới nhìn chăm chú thiên địa, để cho Hồng Thiên Kinh đều cảm giác được từng trận bộ dạng sợ hãi. Vũ Hoàng Cổ Đế đó không phải là ở xem hắn, mà là coi rẻ chúng sanh vạn vật, đem tất cả mọi người đều coi là con kiến hôi. Hồng Thiên Kinh, người tu vi khôi phục không tệ, đã không lại là như vậy rác dưới cảnh, cũng coi là có tư cách trở thành ta con cờ, chuyện lần này làm được cũng không tệ lắm, không có uổng phí bổn hoàng phái người tới giúp ngươi thoát khốn và cho ngươi tu luyện đột phá tài nguyên. Vũ Hoàng Cổ Đế thanh âm mang mãi mãi bất diệt thô bạo, hư không mờ mịt, khó mà đoán, nghe được mỗi một người nhưng như sấm bên tai,
nào dám không theo. Mạnh mẽ kiêu ngạo như Hồng Thiên Kinh, lúc này vậy cúi đầu xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái cùng cuồng nhiệt. Vũ Hoàng bệ hạ, ngài đại ân, Hồng mẫu người kiếp này không dám quên. Đối với Vũ Hoàng cổ đế, Hồng Thiên Kinh là vừa sợ hãi lại sùng bái. Sợ hãi là hắn năm đó là Vạn Khư Thần Điện lập được công lao hãn mã, chém chết thiên võ tiên môn vô số cường giả, cuối cùng bị người hãm hại, bị Thái Thượng Thiên Nữ tính toán lúc đó, Vũ Hoàng cổ đế chỉ là mắt lạnh nhìn, cũng không có làm ra bất luận phản ứng gì. Khi đó hắn liền rõ ràng, Vũ Hoàng cổ đế người này không có tình cảm, trong mắt chỉ có đại lộ. Để cho hắn bị kẹt như vậy nhiều năm, vậy chỉ là vì cho hắn cái cảnh cáo, bỏ đi hết phách lối kiêu căng thôi. Bàn về thành phủ chi thâm, ân huệ đạm bạc, Vũ Hoàng cổ đế ở cõi đời này, không người có thể ra hắn yêu thích. Trong truyền thuyết vậy cựu Nhật chi chủ con gái ra đời tới nay liền thánh khí hộ thể, có đại từ bi khí vận, cảm ứng được nàng hơi thở người, không khỏi làm đổi được hiền lành tường hòa. Nếu như nói cõi đời này có một người đối hắn không có động tĩnh, vậy nhất định là Vũ Hoàng cổ đế. Hắn bạc tình bạc nghĩa, ích kỷ tự lập, âm hiểm cay độc, đã khắc vào liền cốt tử trong đó. Do cái này các người tới thống trị chư thiên vạn giới, đối với người trung lập mà nói, đúng là một tràng tai nạn cùng hạo kiếp. Cũng tỉ như thái thượng thế giới, thực tế xa so hạ giới gió tanh mưa máu càng mãnh liệt hơn. Mà sùng bái, chính là hắn đối với cực đạo lực lượng theo đuổi, Vũ Hoàng cổ đế thực lực sâu không lường được, có thể nói đời này thứ nhất, như vậy tu vi, làm sao có thể không để cho hắn làm cuồng nhiệt thất sắc. Vậy luân hồi chi chủ 5 lần 7 lượt ngăn trở bổn hoàng. Bây giờ huyết mạch đã trưởng thành đến để cho bổn hoàng cũng không thể coi thường bước, lần này trừ bố trí cửu đỉnh đại trận, ta còn muốn giao cho ngươi hạng nhất nhiệm vụ, đó chính là hoàn toàn đem luân hồi chi chủ giết chết, để cho hắn vĩnh viễn không luân hồi chuyển thế cơ hội. Vũ Hoàng cổ đế thanh âm băng lãnh như cực độ sâu hàn, ở chư thiên vang vọng, cửu đỉnh đại trận chu vi vạn dặm sinh linh cũng làm bò lổm ngổm quỳ xuống, run lẩy bẩy. Hồng Thiên Kinh vậy nhận ra được Vũ Hoàng cổ đế trong giọng nói hàm chứa lửa giận ngập trời, ngược lại để cho Hồng Thiên Kinh mở rộng tầm mắt. Nhiều năm như vậy tới nay, hắn tựa hồ không có gặp qua Vũ Hoàng cổ đế tâm trạng bao lớn chập chờn, cho dù là trước kia tiêu diệt thiên võ tiên môn, tiến hành tiêu lửa đốt đại chiến để gặp, Vũ Hoàng cổ đế thành tựu nhất cao thống lĩnh, vậy từ đầu đến cuối lãnh khốc vô tình, băng lạnh tới cực điểm. Cái thằng nhóc đó có thể đem Vũ Hoàng bệ hạ phát cáu như vậy bước, coi như sau này thân tử đạo tiêu, cũng đáng được trắng trợn tuyên dương một phen. Mời Vũ Hoàng bệ hạ yên tâm, ta nhất định hoàn thành này nhiệm vụ, không đạt mục đích không trở về Thái Thượng. Hồng Thiên Kinh cho mình lập được một trận quân lệnh trạng, trước đây hắn kế hoạch 5 lần 7 lượt bị Diệp Thần hủy diệt, đối với hắn hận ý tuyệt không thua tại Vũ Hoàng cổ đế. Mà lần này hắn đã đem cửu đỉnh trong đại trận một đỉnh nói trước bố cục hoàn thành, tuyệt sẽ không lại xuất hiện trước đây như vậy tình huống. Lần này liền xem ngươi biểu hiện, nếu như thành công, ta sẽ chấp thuận ngươi hồi Thái Thượng, thân phục hồi như cũ chức, Hồng gia nội tình dư âm, người địa vị vẫn tại Thiên Quân lão tổ nhóm. Vũ Hoàng cổ đế nhàn nhạt nói, tiếng như chấn động sấm sét, vang khắp bát phương. Hồng Thiên Kinh quỳ sụp xuống đất trên, phục sát đất, tựa đầu sâu đậm vùi vào nham thạch trong đó. Ngoài ra còn có là một, bổn hoàng đoán trước nói cho ngươi, Kiêm gia kiếm phái đạo thống đã có người truyền thừa. Chính là vậy vận mệnh chủ Huyền Cơ Nguyệt, nàng cùng luân hồi chi chủ là tử địch, có lẽ phía sau có thể để cho nàng đi chiếm cứ luân hồi lực lượng, thanh kiếm này dùng tốt lắm, có thể sẽ trở thành vì ngươi giết chết luân hồi chi chủ nhất biến số lớn. Vũ Hoàng cổ đế thanh âm càng ngày càng xa, thẳng đến biến mất không gặp, uy lực còn lại vẫn tồn tại ở trong mảnh thiên địa này. Cho đến hắn sau khi đi, Hồng Thiên Kinh mới vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên, nguy hiểm hơi thở cuồn cuộn xông ra. Vận mệnh chủ, bất quá chỉ là cái tên hề nhảy nhót mà thôi, nếu không phải là có huyền hải cấm chế bảo vệ, cho dù là Kiêm gia kiếm phái, vậy đã sớm trở thành Vạn Khư lãnh thổ. Những thứ này ngu đần không thay đổi người thật là thú vị, nhất phái trông nom Hồng Quân cùng Kiêm gia đạo thống, khác nhất phái là muốn trọng trấn ngày cũ thời đại trói lọi, buồn cười buồn cười. Hồng Thiên Kinh tự lẩm bẩm, dần dần cùng cửu đỉnh trong đại trận một đỉnh hòa làm một thể, lại qua đoạn ngày giờ. Cửu đỉnh đều được, liền có thể hoàn toàn mở nơi đây lối đi. Mà bên kia Diệp Thần ở lầu con dưới sự dẫn dắt, vậy đi tới một nơi huy hoàng thành trì. Nơi này là ma tổ vô thiên dưới quyền chiến tướng một trong, Tu La Quỷ Vương nắm trong tay địa bàn.
Cái này Tu La Quỷ Vương tuy không bao lớn linh trí, nhưng là chiến lực siêu quần, cả người ma lực, có thể gọi là trên đời vô song, vì vậy cũng nhận được ma tổ vô thiên trọng dụng, đem cái này một tòa hơn 100 triệu dân thành trì giao cho hắn xử lý. Vậy Thúy Trúc Trì, ta nhớ liền ở phụ cận đây. Cửa thành, ngoại ô rừng cây trên đường mòn, Lộc Con vừa đi vừa gãi đầu, nàng không nhớ rõ đồ thả ở nơi nào, lộ vẻ được có chút khổ não. Không có chuyện gì, từ từ tìm đi, hiện tại cấp cũng vô dụng. Lộc Con chán nản gật đầu một cái, như cũng không hết hy vọng, hóa thành một món lưu quang tiến vào tứ hải la bàn trong đó, trong thoáng chốc la bàn cây kim chỉ chuyển động lực, chợt dừng lại, chỉ hướng phía bắc. Diệp Thần lập tức hướng bắc bên lên đường, một đường hỏi thăm hỏi mới biết, vậy phía bắc lại là toàn bộ hắc ám cấm hải trong đó cũng vô cùng là nguy hiểm u linh triều trạch, chỉ cần người đi vào, liền sẽ bị bên trong oán quỷ ma linh cuốn lấy. Từ đó không được thoát khốn, thân tiêu đạo vẫn. Bất quá vào trong quán rượu, nghe vậy trời nam đất bắc võ giả đàm luận mà nói, mấy ngày trước, ma tổ vô thiên thủ hạ đại tướng Bắc Phong Lang cùng tử thôn quỷ vương tới chỗ này. Hai người này đều là cựu Nhật Minh hộ pháp một trong, thực lực cao mạnh, đồng thời điều động hai người hộ pháp tới chỗ này, chẳng lẽ cựu Nhật Minh cũng biết liền Thúy Trúc Chỉ phương vị sao? Dịch Dung sau Diệp Thần nghe được vậy từng cái tán tu bàn luận viễn vông, khẽ nhíu mày. Như vậy xem ra, chuyến này hắn cần được hơn nữa chú ý mới là, nếu như bị cựu Nhật Minh cao tầng phát hiện, sợ rằng sẽ đưa tới ma tổ vô thiên nhìn chăm chú. Đến lúc đó nếu như muốn lấy được bảo vật, liền khó hơn. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần quyết định lập tức lên đường, biến dạng hư không, cùng Lộc Con cùng đi tới thành Bắc khoảng cách thành khu 50 cây số núi sâu dã ngoại, chính là U Linh Triều Trạch chỗ. Diệp Thần đối với này cùng cấm địa, hiểu không nhiều, Lộc Con cũng có chút mờ mịt, nàng cho tới nay đều ở đây thái thượng thế giới sinh hoạt, chưa từng tiếp xúc qua hạ giới. Làm hai người đi ra bên ngoài thành 5 dặm đường thời điểm, nơi này lại có người chờ. Thấy Diệp Thần hai người, một cái ăn mặc có chút tả tơi thiếu niên, lập tức bước ra chân dài chạy tới, để cho vùng lân cận hết mấy xuẩn xuẩn dục động đại hán đều thở dài, ít hứng thú đi ra ngoài. Diệp Thần gặp vậy thiếu niên đoạt mệnh chạy như điên, thở hồng hộc đi tới trước mặt mình, trong lòng rất là tò mò. Tiên nhân nhưng mà đi vậy U Linh Triều Trạch đi. Vậy thiếu niên vội hỏi nói. Diệp Thần trần chờ chốc lát, gật đầu một cái. Được, ta nơi này có một phần U Linh Triều Trạch bản đồ, đánh dấu 404 loại bảo vật vị trí, còn có một chút hung thú chỗ ở khu vực, có thể giúp ngươi ở U Linh Triều Trạch bên trong tránh nguy hiểm, tìm được bảo tàng, tiên nhân muốn tới một phần sao. Ước chừng cần một phần nhỏ đạo tinh. Thiếu niên ánh mắt lấp lánh, tràn đầy mong đợi. Diệp Thần trên dưới quan sát hai người họ mắt, cái này thiếu niên ở hắc ám cấm hải thực lực miểu nhỏ, sinh hoạt hẳn rất là kham khổ, quần áo rách dưới, mặt gầy cơ vàng, lại có thể đi tới bên ngoài thành loại địa phương này bán đất đồ. Được, tới một phần. Diệp Thần bàn tay lộn một cái, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện một ít nói tinh. Hắn sợ mình cho nhiều, cái này thiếu niên không cách nào coi giữ, quay đầu lại còn được nguy hiểm đến tánh mạng. Dẫu sao bốn phía cũng không chỉ có hắn một người đang làm mua bán làm ăn. Tiên nhân, chỉ cần một phần nhỏ là được, thiếu niên do dự một tí, mới lên tiếng nói. Không sao, ngoài ra còn dư lại chính là ta hướng ngươi hỏi rõ U Linh Triều Trạch tình huống nơi trả, ta sơ tới nơi đây, không quá rõ. Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên, đem đạo tinh thu vào trong túi, tiếp theo thao thao bất tuyệt cùng Diệp Thần hai người nói. Lúc đầu cái này U Linh Triều Trạch, trừ ra là hung hiểm cấm địa ra, tốt hơn theo chỗ hàm chứa bảo tàng thám hiểm chi địa. Mỗi năm đều có rất nhiều người tu hành tới chỗ này, tìm cơ duyên, có tiến vào, lúc trở ra trở đầy mà về, có cường đại bảo vật, một lần hành động ngất trời. Có tiến vào, lại không có mới đi ra qua. Thu hoạch cùng nguy hiểm thường thường là thành tỷ lệ thuận. Từ thiếu niên này trong miệng, Diệp Thần coi như là đại khái biết U Linh Triều Trạch tình huống. Cái này U Linh Triều Trạch chiếm đất rộng lớn, mênh mông bao la, hơn nữa bên trong hiểm tượng hoàn sinh, ao đầm bầu trời còn quấn nồng nặc độc chướng khí, không biết sống nhiều ít hung ác độc thú. Diệp Thần thật sự là không cách nào tưởng tượng, như Thúy Trúc Trì như vậy thần thánh bảo vật, lại có thể sẽ núp ở cái này phiến độc vật ngất trời U Linh Triều Trạch bên trong. Đi, Lộc Con, chúng ta vào đi thôi. Diệp Thần cầm vậy Trương Thiếu Gia năm vẽ tay bản đồ, tiến vào trong đó. Theo trên bản đồ nơi miêu tả,
sau khi đi vào chính là một phiến dài đến trăm dặm rừng cây, không cần để ý, trực tiếp xuyên qua là được. Lộc còn trở lại la bàn trong đó, đi theo Diệp Thần cùng đi, bất quá ngay tại Diệp Thần đi tiếp chừng 10 phút sau, một đôi con ngươi đỏ như máu ở hắn bên phía sau sáng lên. Diệp Thần dừng lại bước chân, đi về sau nhìn, hắn mới vừa nhận ra được một hồi hơi thở chập chờn, núp ở trong hư không. Bất quá hiện tại quả thật biến mất không thấy. Hắn quay đầu lại tỉnh bơ, tiếp tục đi về phía trước. Cái này ao đầm tràn đầy đầy trời chướng khí, lộ vẻ được vô cùng là đặc thù. Đen thui cổ xưa rừng cây, u tịch đáng sợ, phảng phất có một đầu đang ngủ say vô địch cự thú, âm thầm rình rập trước bọn họ. Căn cứ vậy bán bản đồ thiếu niên mà nói, U Linh Triều Trạch là một phiến vô cùng là đặc thù vùng, nơi này không cách nào sử dụng thần niệm xuyên thấu, hơn nữa tràn ngập cực kỳ khí tức quỷ dị. Tiến vào nơi này người, nếu như không có linh khí cường đại hoặc là bảo vật hộ thể, sợ rằng sẽ bị ăn mòn thần niệm, từ đó đổi được như điên ma vậy, lại cũng không cách nào khôi phục bình thường. Diệp Thần một mực đi về trước vào, ở trên đường gặp phải hai nhóm người, đều là tới chỗ này tìm bảo vật, hai bên cũng chẳng muốn bứt dây động rừng, cho nên chỉ là nhàn nhạt hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, đi riêng mình đường. Lộc con, sau khi đi vào, người có nhận ra được Thúy Trúc chỉ hơi thở sao? Ừ, cảm thấy, ở nơi này khu ao đầm bên trong, cách chúng ta không phải rất xa, bất quá vậy chung quanh có mấy đạo rất khí tức mạnh mẽ. Mà đang ở Diệp Thần cùng Lộc con sau khi rời đi không lâu, trong hư không hiện ra một tầng nhàn nhạt màu máu sóng, làm cái này lau huyết khí xuất hiện sau đó, chung quanh độc chướng cũng làm tan đi, tựa hồ gặp vật gì đáng sợ. Huyết sắc kia sóng chậm rãi biến hóa, thành một người hình dáng, huyết khí cuồn cuộn, tổ hợp thành loài người bên ngoài cùng ngũ quan. Có thể người này bên ngoài cũng không phải hoàn chỉnh, chỉ hiện ra nửa gương mặt, hơn nữa giống như là bị lửa cháy qua vậy, lỗ mũi cùng miệng dung hợp vào một chỗ, cực kỳ giống một bãi bùn nát. Ha ha, thằng nhóc này, có chút ý tứ, hẳn sẽ ăn thật ngon. Cái này xấu xí mặt người lầm bầm lầu bầu nửa câu, tiếp theo lại chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Cùng lúc đó, Diệp Thần gặp tiến vào ao đầm sau thứ một cái phiền phức. Hắn vì không bại lộ, không dự định vận dụng hư bia và hư linh thần mạch, mà là dọc theo một con đường mòn xuyên qua ao đầm rừng, nhưng là đi tới một nửa, vô số ao đầm bùn giống như là núi lửa bộc phát như vậy hung mãnh bốc lên, đem hắn toàn bộ bao vây. Đối với lần này Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp cho gọi ra tai nạn thiên kiếm, vô cùng tai khí bung ra, gào thét lôi lăng, chọc thủng ao đầm bùn trói buộc. Mà sau đó hắn dùng linh khí tác phẩm xây lên một đạo bình phong che chở, không để cho bùn văng đến trên người mình, cứ như vậy trôi giạt đã xong toàn bộ hành trình. Những cái kia ao đầm bùn bên trong ẩn núp miệng to quái vật cũng bị tai khí xé thành hai nửa, liền tấn công cũng còn chưa kịp phát động, liền đi đời nhà ma, chết không nhắm mắt. Diệp Thần thân hình hóa thành một đạo ánh sáng, ở trong rừng cây qua lại, bởi vì phía trên khí độc quá mức dày đặc, vậy bên trong không biết cất giấu thần bí gì sinh vật. Vì theo đuổi cao hơn hiệu suất, Diệp Thần lựa chọn ở rừng cây trong đó qua lại, cùng phi hành so sánh vậy không kém nhiều ít. Hình ảnh chuyển tới bên kia, vậy đồng dạng là U Linh Triều Trạch một nơi lối ra, hai bên bùn đen độc thủy, bao gồm đầy trời chướng khí, đều tựa hồ bị một đạo lực lượng vô hình mở ra, ở giữa xuất hiện một cái rộng rãi vô cùng lối đi. Đi ở lối đi kia bên trong có mấy người, cũng tản ra ngập trời khí thế kinh khủng, chính là ma tổ vô thiên dưới quyền hộ pháp, Bắc Phong Lang, Tu La Quỷ Vương cùng với Tử Thôn Quỷ Vương. Ta nói, các ngươi biết ma tổ đại nhân dùng ma sắp suy tính pháp nơi suy diễn ra bảo vật rốt cuộc là vật gì không? Như vậy hình dáng dữ tợn như dạ xoa, thân hình tựa như thái cổ hung thú vậy cường tráng Tu La Quỷ Vương dẫn đầu đặt câu hỏi. Tử Thôn Quỷ Vương người cũng như tên, trên tay thời thời khắc khắc treo một cái hồ lô rượu. Ai có thể suy đoán đến ma tổ tâm tư của người lớn đâu? Bất quá như đã nói qua, chúng ta cựu Nhật Minh cũng là thời điểm cần như nhau dáng dấp giống như bảo vật tới chống đỡ chống một cái bề mặt. Những năm này tới nay, Vạn Khư Thần Điện đám kia chó má một mực ở trên đầu chúng ta làm mưa làm gió, lão tử đã sớm muốn hung hăng làm bọn họ một bữa. Tử Thôn Quỷ Vương ánh mắt hung ác, đem trong miệng còn thừa lại rượu kể cả đàm cùng phun ra ngoài. Bắc Phong Lang ngược lại là lộ vẻ được vô cùng là bình tĩnh, hắn biết được cựu Nhật Minh cùng Vạn Khư Thần Điện tới giữa thực lực sai biệt. Cũng không phải là nói hai câu lời độc ác liền có thể bù đắp. Chỉ cần có thể tìm được vậy kiện bảo vật, giao cho ma tổ,
liền có thể để cho ma tộc thực lực cường thịnh hơn một phần. Đi thôi, ma tổ đại nhân là từ hư vô kia chi địa suy diễn ra, cũng không biết trong đó bảo vật là vì sao, nhưng là nhất định cực kỳ mạnh mẽ. Chúng ta chớ có phụ lòng ma tổ đại nhân tín nhiệm, đem thu hồi lại là được. Mấy tên hộ pháp vừa nói, liền đi tới vậy hắc ám ao đầm chỗ sâu. Khuếch Trương mở một tầng kết giới sau đó, bị màu đen chướng khí bao phủ bóng mở biến mất hơn nửa. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là một tòa cực kỳ bát ngát đảo và dãy núi. Tòa kia hòn đảo trong đó không hề thiếu vật thể không rõ lơ lửng, tản mát ra làm người ta kinh hồn táng đởm hơi thở. Đến, vào đi thôi. Mấy tên hộ pháp ánh mắt chớp mắt, tiếp theo tiến vào trong đó. Hòn đảo này đảo nhỏ trước đây bọn họ là tuyệt đối không có phát hiện. Liền liền tiến vào U Linh Triều Trạch người đều không cách nào dò thám biết đạo tồn tại. Bọn họ bằng vào một viên ma tổ vô thiên lưu lại đá, đi tới tầng này ẩn núp sâu đậm kết giới. Ha ha, không có ai sẽ cùng chúng ta cãi, bảo vật thuộc về cựu Nhật Minh. Tu La Quỷ Vương tuét miệng cười một tiếng, cả thân ma khí làm đại thịnh, hắn giống như là một đầu thái cổ hung thú, ngay tức thì bộc phát ra vô cùng lực lượng, nhất thời cuộn sạch cả tòa hòn đảo. Bất quá một khắc sau hắn liền gặp phải cắn trả, giống như là có người âm thầm đột thi tên ngầm, mấy đạo vô hình thất luyện, đem Tu La Quỷ Vương đánh hồi chỗ cũ, hung hãn đập vào mặt đất trong đó. Tử thôn Quỷ Vương cùng Bắc Phong Lang kịp thời ngừng thân hình, lạnh lùng nhìn về phía bên kia. Một cái bóng ngưng kết ra, nhàn nhạt nước gợn cũng theo đó lan truyền, bóng người kia mặt không cảm giác, thần sắc im lặng, có thể phóng thích ra năng lượng nhưng cực kỳ mạnh mẽ. Một loại xâm nhập cốt tủy lạnh truyền ra ngoài, làm mấy tên hộ pháp cũng không khỏi dùng mình. Vậy là tới từ linh hồn chỗ sâu run rẩy. Cẩn thận một chút, vật này có cổ quái. Tử thôn Quỷ Vương vậy đôi đục ngầu ánh mắt, giờ phút này tóe ra ánh sáng nóng rực, nhưng vẫn không cách nào thấy rõ bóng này hư thật. Bắc Phong Lang cùng Tu La Quỷ Vương vậy bày trận mà đợi, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Hình ảnh quay về. Diệp Thần vào giờ khắc này dừng lại bước chân tiến tới, đứng ở cây già nua chết khô trên cây, hơn nữa ở chung quanh phát hiện chút đầu mối. Ở đó cây khô sau lưng, tựa hồ có một loại lực lượng đang lan tràn, vậy là tới từ linh hồn chỗ sâu run sợ, để cho hắn luân hồi hồn thể cũng có chút phản ứng. Kỳ quái, luân hồi hồn thể hồi lâu cũng không có nhúc nhích, trừ phi gặp thả tướng tương đương, hoặc là nói càng cường đại hơn linh hồn lực lượng, mới biết có phản ứng. Diệp Thần tự lẩm bẩm, một khắc sau đột nhiên thức tỉnh. Thúy Trúc Trì không phải là bồi bổ linh hồn lực lượng sao? Cùng luân hồi hồn thể bổ sung lẫn nhau, mới vừa rồi hắn phân biệt đến vậy một chút hơi thở chập chờn, có phải là Thúy Trúc Trì tản mát ra? Nghĩ đến đây, Diệp Thần nhanh chóng cho gọi ra Lộc Con. Phát hiện cái gì sao? Hắn lập tức hỏi. Lộc Con thân hình trôi lơ lửng tại la bàn bên trên, vậy la bàn thả tâm ý tương thông. Thể tích ngay tức thì trở nên lớn mười mấy lần, hóa thành một khối bổ đoàn, chủ động đệm ở Lộc Con dưới người. Mà để cho la bàn kịch liệt xoay tròn, ở Lộc Con giữa lông mày, chậm rãi xuất hiện một màn vầng sáng. Nàng tựa hồ là ở chịu đựng cực lớn áp lực, xinh xắn đáng yêu chân mày hơi đột ngột, vặn thành một cái chữ xuyên. Diệp Thần thấy vậy, yên lặng xòe bàn tay ra, đem trong cơ thể luân hồi lực bình thuận chuyển vận cho Lộc Con. Luân hồi huyết mạch có thể cùng thế gian bất kỳ một loại huyết mạch lực lượng tướng xứng đôi, nhưng cũng có thể nói, luân hồi huyết mạch áp đảo bất kỳ huyết mạch. Nơi đó, hình như là thành độc lập không gian, ta ý thức không cách nào dò nhập. Lộc Con thử hai lần liền buông tha, quay lại tìm đường khác. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Diệp Thần cầm ra bản đồ, tìm Lộc Con phương hướng chỉ, bản đồ này cũng không biết là người nào vẽ. Là thật là giả thượng không biết. Vậy hiện tại tới xem, chỉ có thể y theo trên bản đồ quỹ tích tới đi. Phía trên kia đánh dấu chú thích, bọn họ đem sẽ đi qua ba cái cực kỳ hung hiểm địa phương. Cái đầu tiên đánh dấu điểm là Thiên Thanh Cổ Mãng ở cư trú hồ, ngày này xanh cổ mãng chính là thái cổ di chủng một trong, coi là và tiểu hoàng một cấp bậc tồn tại, nhưng hắn so tiểu hoàng tồn tại thời gian còn muốn lâu đời nhiều, thực lực cường hãn dị thường, một cái miệng to nuốt lấy vô số tới tìm bảo cường giả. Diệp Thần đi lại ước chừng nửa giờ, đi người ở bên trong càng ngày càng thiếu, đại đa số người tu luyện cũng chỉ dám ở vòng ngoài tìm một ít cơ duyên, nào ngờ vậy vòng ngoài thiên tài địa bảo, cũng sớm đã bị người xưa mang đi. Diệp Thần theo xuống dốc đi cũng không lâu lắm, trước mắt tầm mắt đột nhiên rộng rãi, màu đen chướng khí như cũ tràn ngập chân trời,
nhưng ao đầm nhưng biến mất không gặp, tiến vào mi mắt là một phiến rộng rãi hồ. Hồ nước, như mực vậy đen nhánh, bình tĩnh dòng nước ngầm hạ tựa hồ cất giấu cực kỳ đáng sợ bí mật. Muốn tiếp tục đi về phía trước, thì nhất định phải được từ cái mặt hồ này trên mặt đi xuyên qua. Diệp Thần vung tay lên, lấy ra nguyện vọng thiên tinh, xây dựng ra liền một phiến tinh thần thuyền nhỏ, Lộc Con ngồi ở mũi thuyền, cẳng chân đáng ả đáng, chút nào không gặp vẻ sợ hãi. Ta đã có rất nhiều năm chưa từng tới như thế nơi vui chơi, lần trước vẫn là Võ Giao tỷ tỷ mang ta đi. Lộc Con nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nhớ lại nói. Đối với nàng mà nói, trừ tứ hải la bàn ngoài ra địa phương đều là mới mẻ, tuyệt đối năm bơ vơ cô quạnh, lại có người nào sao biết được. Diệp Thần nhẹ nhàng sờ một cái đầu nàng, cô gái nhỏ mặc dù bĩu môi một cái, nhưng không có đem đầu nhỏ lấy ra. Bỗng nhiên lúc này Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, từ bầu trời ngưỡng mộ góc độ nhìn kỹ lại, tinh thần thuyền nhỏ phía dưới thật giống như có một phiến bóng đen khổng lồ lội qua. Rốt cuộc vẫn phải tới sao? Diệp Thần thần sắc lạnh lẽo, lập tức ôm lấy Lộc Con, mũi chân ở mấy ngôi sao lần trước điểm, cả người dược nhiên ra, vậy nguyện vọng thiên tinh vậy kịp thời tiêu tán, hóa thành điểm điểm tinh quang, dẫn nhập đen nhánh mực biển trong đó. Một cái miệng mở to như chậu máu từ đáy hồ chui lên tới, quậy lên muôn vàn gợn sóng, mặt hồ bình tĩnh nhấc lên một đạo như biển gầm vậy, kịch liệt chấn động cái máng nước. Diệp Thần một tay ôm trước Lộc Con, một tay kia khua kiếm chém xuống, hình như nửa hồ tháng kiếm khí gào thét mà rơi, đem gần phân nửa hồ bổ tới thấy đáy. Cầm toàn bộ chư thiên tinh thần vạn giới đều run rẩy, rối rít mà rơi, tựa hồ bị Diệp Thần kiếm khí nơi cắt đứt. Đáy hồ thủy quái cũng không nhiều ít kinh hoàng ý, miệng lớn khép lại lẻn vào trong hồ, cho tới nay nó cũng đang lợi dụng cái này phiến mực đen hồ ẩn giấu thân hình, cắn nuốt không thiếu cường giả. Mà ngày hôm nay đối với nó mà nói, lại là một cái mỹ vị con mồi đưa tới cửa. Diệp Thần để cho Lộc Con tiến vào la bàn bên trong, đem thu vào bầu trời hoàng tuyển đồ, lần nữa thử đã mặc thử cái hồ này, nhưng là không một ngoại lệ, đều bị đáy hồ thiên thanh cổ mãng ngăn lại. Mà Diệp Thần thế công chính là như châu đất xuống biển, lẻn vào hồ sau đó biến mất không gặp. Diệp Thần trong mắt sắc bén như ưng chuẩn, đem toàn bộ hồ mặt bằng quét một lần. Mà ly thủy mặt trăm mét xa thiên thanh cổ mãng, chính là khạc lưỡi rắn, chờ đợi hạ một sóng tấn công. Đối đãi nó quăng ra cái đuôi, xuất kỳ bất ý thời điểm, Diệp Thần liền đem chết. Nhưng mà một khắc sau, Diệp Thần hành động nhưng ngoài hắn ý liệu. Chỉ thủy một kiếm, một đạo kiếm quang, mang không thuộc về thế giới hiện thật khí tức đáng sợ, từ Diệp Thần trong tay bạo giết ra. Kiếm quang này, không cách nào dùng trần gian ngôn ngữ hình dạng, bởi vì kiếm khí trên phụ thêm, là không không thời không năng lượng. Đây là chỉ thủy một kiếm. Vô cùng lực lượng cuồng bạo, điên cuồng lan truyền, núi đá đều tựa như rút ra, cầm thiên thanh cổ mãng cũng thấy nở ra. Đây chính là hắc ám ao đầm bên trong đại sơn à, có tinh lực lượng bảo vệ, coi như là thiên quân cấp cường giả khác tiến vào, sợ rằng đều không cách nào đem tùy tiện rút ra. Nhưng Diệp Thần làm được, nhưng mà, hắn trên mặt nổi thực lực rõ ràng chỉ có thái chân cảnh. Diệp Thần mặt không cảm giác. Trực tiếp vận dụng chỉ thủy một kiếm và vĩnh hằng kiếm đạo cùng với luân hồi huyết mạch phần nhỏ lực lượng, cầm nổi lên một tòa lại một ngọn núi, đi hồ kia bạc bên trong ném đi. Màu mực hồ, khơi dậy ngàn thước cao dòng nước chảy sóng, từng ngọn đỉnh núi rơi vào trong đó, không bao lâu, liền đem hồ mặt bằng chiếm hết. Nếu ngươi không ra ngoài, vậy thì vĩnh viễn đừng đi ra đi. Thiên yêu thân thể, tám bộ phù đồ khí, lăng phong thần mạch, lực như đấu nghiêu. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần con người đông lại một cái, vô số đạo lực lượng hội tụ, cả người bộc phát ra không cách nào tưởng tượng cự lực, một khắc sau tiện tay di động tinh thần, rời đi một tòa tinh cầu đều không phải là vấn đề lớn. Huống chi cái này núi to ở như thế nào nặng nề, cũng chỉ có mấy chục triệu cân mà thôi. Tám bộ phù đồ khí và thiên yêu thân thể, thậm chí còn lăng phong thần mạch, Diệp Thần đều rất ít vận dụng, nhưng hội tụ lực lượng và thân sắc cường độ, nhưng là thích hợp nhất. Lên, Diệp Thần đem chừng 10 tòa thật to đỉnh núi, tất cả đều hội tụ ở một cái tay trên, hắn thân thể thể tích cùng đỉnh núi so sánh, đơn giản là vũ trụ mênh mông và nhỏ bé con kiến hôi khác biệt. Nhưng chính là một điểm này lực, nhưng tựa như đủ để chống đỡ toàn bộ vũ trụ. Hơn nữa Diệp Thần dùng vẫn là một cái tay. Đáy hồ thiên thanh cổ mãng ngây dại, nó ngẩn ra thần, hơi có chút không biết làm sao. Một màn này, quả thực là quá rung động.
Lúc này Diệp Thần giống như là một vị tuyệt thế chiến thần, một cái tay chống lên to lớn đỉnh núi, che khuất bầu trời, mà một cái tay khác nắm tai nạn thiên kiếm, xa xa chỉ hướng mặt hồ. Ta cho ngươi cái cơ hội, hiện tại lập tức cút ra đây, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Cũng không ai biết Diệp Thần cái này cái phun trào ra luân hồi huyết mạch trong thân thể, rốt cuộc có nhiều ít kinh khủng năng lượng, còn không có bị kích thích ra. Thiên Thanh Cổ Mãng tuy là U Linh Triều Trạch một đại bá chủ, nhưng thực trời xanh tính nhát gan, biết người không chọc nổi, tuyệt sẽ không chọc, vì vậy mới sống nhiều năm như vậy, thậm chí còn qua rất dễ chịu. Nó tạm thời ngây ngẩn, không trả lời, mà trên mặt hồ Diệp Thần đang dự định ra tay, tai nạn thiên kiếm hóa thành thao trời không tuyệt ma thần, bao phủ mấy vạn dặm hồ lãnh vực. Từng trận tai nạn đạo vận, hội tụ ở tai nạn thiên kiếm bên trên, chỉ cần một kiếm, là có thể đem toàn bộ hồ chém thành hai khúc. Đạo ánh sáng kia như vậy chói mắt, cho nên tại Thiên Thanh Cổ Mãng trước mắt gần như một phiến mơ hồ. Hắn nhanh chóng vùng vẫy lao ra, dùng hết toàn bộ khí lực lớn kêu đầu hàng, còn kêu nhiều lần, rất sợ Diệp Thần nghe không gặp. Mà lúc này Diệp Thần mới hừ lạnh một tiếng, tiện tay một kiếm vung ra, đem vậy cách đó không xa ngàn dặm địa mạch chém thành trùng điệp không dứt đại liệt gốc, mãnh liệt kiếm quang, tràn ngập ở nguyên cái ở giữa thiên địa. Sau đó hắn lại đưa bàn tay nâng đỉnh núi, đi về trước ném một cái, hướng về phía chúng ngươi ra mấy quyền, liền đem từng ngọn núi nhỏ đánh bể, đầy trời đá vụn tàn khối, hóa thành cuồn cuộn bụi đất, rơi xuống trên đất cùng trong hồ, cơ hồ đem nguyên phiến mặt đất che giấu thành một phiến to lớn phế tích. Thiên Thanh Cổ Mãng lật đật né tránh những tảng đá này, vừa rơi xuống tới, chìm vào đáy nước, nó lại được tiêu phí một phen công phu tới dọn dẹp. Ở chỗ này, không cách nào sử dụng thần niệm lực lượng, vì vậy hư không phương pháp cũng không thể được, cho nên Diệp Thần trực tiếp dùng nguyên thủy nhất dã man phương thức. Hắn trực tiếp đem màu mực trong hồ Thiên Thanh Cổ Mãng xách ra, vung tới mặt đất trên, dự định thật tốt hỏi một phen tình huống ở phía sau. Trên 500 tấn thông thiên rắn khổng lồ, chỉ như vậy bị vô tình nói ra, thân thể to lớn dần dần nhỏ lại, cho tới trở thành một cái ước chừng chiều dài 2 mét con rắn nhỏ. Ta hỏi ngươi một chuyện, nếu như không thành thật khai báo, vậy ta không ngại xốc ngươi ổ, lại đem ngươi tháo ra 8 khối. Thiên Thanh Cổ Mãng run lẩy bẩy, nghe Diệp Thần mà nói, rắn đầu và chúng độc như nhau, điểm cái không ngừng. Nơi này còn có cái gì nguy cơ? Ở phía sau ngươi là một cái một mắt cự nhân và một cái không biết tên cổ quái người. Bọn họ nhược điểm chí mạng là cái gì? Cái này. Rắc rắc. Thiên Thanh Cổ Mãng hơi có do dự, Diệp Thần liền ngón tay bắt pháp quyết, lấy đạo linh lửa ngưng tụ là roi, nháy mắt tức thì liền hươi ra một đạo như lửa roi, rút hết liền nó trên đuôi miếng vảy, đau được nó kêu gào khóc. Ta nói còn không được sao. Phía sau này hai tên, một cái là một mắt cự nhân, nó cũng không phải là chỉ có một con mắt, mà là có ba con, phía dưới vậy hai con là không nhìn thấy, vẫn là dùng con mắt thứ ba thấy vật. Còn như cái nhà thứ hai hỏa, ở U Linh Triều Trạch đều là vô cùng không được kêu gặp, nó kêu phệ thần thú, người tốt nhất phải cẩn thận một chút, bởi vì không có ai gặp qua nó chân thân, nó thích ăn nhất. Liền là võ giả thân xác, càng cường đại thân xác, hắn càng khao khát. Đừng nói như thế huyền huyền hồ hồ, Diệp Thần một chân đạp đi qua. Thiên Thanh Cổ Mãng cũng sắp khóc. Rồi sau đó hắn đem một mắt người khổng lồ nhược điểm nói cho Diệp Thần, còn như vậy cái thứ ba thần bí sinh vật, nó biểu thị mình vậy không được rõ. Cái này còn kém không nhiều, gặp ngươi coi như nghe lời, đi trở về nghỉ ngươi đi. Diệp Thần khẽ mỉm cười, thân hình lược động, xuyên qua mặt hồ, hướng xa xa bay đi. Ngày này Xanh Cổ Mãng coi như tốt đối phó, nhát gan, vừa thật thà, có thể lâu dài ở chỗ này xưng bá, chỉ sợ cũng là bằng vào vậy địa thế sắc bén, cùng với tự thân xảo quyệt. Dĩ nhiên, đã lâu phó hù dọa người bề ngoài. Một mắt cự nhân cùng một cái khác cũng không như thế dễ đối phó. Bất quá từ mới vừa rồi câu hỏi trong đó, Diệp Thần vậy xác định một chút, bản đồ này đúng là thật, vậy thiếu niên đánh dấu địa điểm tạm thời cũng không có sai. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ vậy vẽ bản đồ người là ai? Sợ rằng đem cái này cấm địa bên trong tất cả địa phương nguy hiểm đều đi một lần đi. Còn có thiếu niên, có lẽ chân thật thân phận cũng không có ngoài mặt đơn giản như vậy. Hắn hai tay nặn quyết, Long Uyên Thiên Kiếm phá không mà ra, trên thân kiếm, huyết quang không ngừng lưu chuyển, xé ra trước mắt độc trướng sương mù. Tốc độ như thế xuyên qua chút thời điểm, hắn đi tới một mắt cự nhân chỗ ở địa bàn.
Căn cứ Thiên Thanh Cổ Mãng mà nói, một sừng người khổng lồ tính cách tương đối cổ quái, một lời không hợp là có thể đánh, giống như một tôn đấu đế. Thậm chí tương truyền, hắn là đấu đế một giọt máu uẩn dục mà sống, không biết thật giả. Diệp Thần đi đi liền ra hồ địa giới, bay đến một phiến hoang mạc bầu trời. Nói là hoang mạc, nhưng càng giống như cằn cỗi bình nguyên chi địa. Trên đất mọc như rừng hi hi tán tản cây cối, đều là gầy đét vô diệp, dựa vào một chút ngoan cường sinh mệnh lực còn sống sót. Mà cách đó không xa, chính là có một đạo to lớn nứt ra cốc, cơ hồ sâu không thấy đáy, trùng điệp không ngừng. Quỷ dị khí thức âm hàn, từ vậy lòng đất chỗ thấm ra, phân bố gần phân nửa bình nguyên. Khí lạnh đến mức, không có một ngọn cỏ, cánh đồng hoang vu đều được đông đất. Diệp Thần dọc theo vậy đạo to lớn kẽ hở, phi hành tìm, hàn khí bức người từ trong tràn ngập ra, che đậy tầm mắt, vậy che giấu một chút hắc ám. Đột nhiên tới giữa, Diệp Thần ánh mắt đột nhiên run lên, Long Uyên Thiên Kiếm xuất hiện ở trong tay, hung hãn hướng dưới đất đâm vào. Khí lạnh phá tán sau đó, một cái to lớn một mắt bất ngờ xuất hiện, vậy bên trong phun trào ra ngập trời chiến ý. Một tầng băng xương thật mỏng màng che ở vậy con mắt thật to, vậy tia kiếm khí bị bắn trở về tới, gào thét xông lên vân tiêu. Lòng đất cái khe to lớn điên cuồng chấn động, chỉ nghe gặp ầm một tiếng vang thật lớn, hủy thiên diệt địa mạnh đại quy tắc từ trong đánh bắn ra, ngay tức thì nghiền ép ngay ngắn một cái phiến hư không. Mà một đạo vô cùng tức giận tiếng gào vậy vang lên, giống như viễn cổ cự long bộc phát ra gầm thét, cả ngày đế cũng theo đó run rẩy. Bất quá đối với này Diệp Thần lại không cảm thấy sợ. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới đất, rốt cuộc gặp được vậy một mắt người khổng lồ hình dáng. Tên kia leo ở sâu không thấy đáy kẽ hở trên vách đá, giống như là một cái to lớn con thằn lằn, sơ lược nhìn, thân hình đã đạt đến cực kỳ kinh người khủng bố. Một mắt cự nhân toàn thân ra cũng phơi bày ra quỷ dị xám xanh vẻ, trên trán phương, một cây trực giác đứng sừng sững. Làm người ta hơi cảm thấy khó chịu phải. Cây kia đen thui giá đỡ bên trên, lại vẫn chiều dài một cái phá lệ vượt trội ánh mắt. Lúc đầu một mắt hai chữ lại là như vậy tới, cái này u linh chiều trạch ở giữa sinh vật, quả thật là có chút kỳ lạ. Một mắt cự nhân không biết nói chuyện, chỉ sẽ làm hống, hắn cả người bộc phát ra vô cùng là cường đại lực lượng chập chờn, để cho Diệp Thần cũng không khỏi không thận trọng đối đãi. Tên này quả thật rất mạnh, so với Thiên Thanh Cổ Mãng tới, chỉ là lực lượng của thân thể cũng đã cao hết mấy cấp bậc. Quả nhiên là một người điên. Diệp Thần thấy một mắt cự nhân, nhảy lên một cái, hướng mình mãnh nhào tới, lúc này thân hình chớp mắt, vượt qua hư không, xuất hiện ở phía đối lập phương hướng. Như vậy qua lại chừng mấy lần, một mắt cự nhân hoàn toàn bị chọc giận. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chấn nộ gầm thét, đầu rác lên ánh mắt tràn đầy nồng nặc tia máu. Cao vút kịch liệt gầm thét, đưa tới vậy chỉ độc nhãn biến hóa. Trong thoáng chốc huyết quang ngút trời, xích mang cuồng tránh, vô tận huyết khí từ trong hư vô ra đời, cùng vậy vực sâu dưới đáy âm hàn ý, phối hợp chặt chẽ gần xa. Đây là một mắt người khổng lồ kinh thiên võ đạo, tức giận sưng. Thiên Thanh Cổ Mãng mà nói, một mắt người khổng lồ thiên phú không có hạn mức tối đa, càng tức giận, bộc phát ra năng lượng cũng sẽ càng mạnh. Cho nên nếu như không có cần thiết, giống vậy người tu luyện cũng không muốn trêu chọc một mắt cự nhân. Tên này cùng một người điên, mọi thứ khó dây dưa. Con rắn kia nói qua, nếu như muốn vượt qua một mắt cự nhân cửa này, chính là muốn hoàn toàn đánh phục hắn, khiến cho thật lòng khâm phục. Vậy chỉ ánh sáng màu đỏ sáng lên lúc đó, Diệp Thần lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, lùi đến xa xa cánh đồng hoang vu bên trong, đồng thời ý niệm trong lòng phun trào. Đối phó bất đồng loài, thì phải dùng bất đồng phương pháp. Có thể vạn biến không rời kỳ tông. Tất cả biến hóa cuối cùng muốn thành lập ở mình thực lực bên trên. Đây là trở thành cường giả đường phải đi qua, cũng là lĩnh ngộ đại đạo căn bản chỗ. Đại lộ chí giản, trở lại nguyên trạng, chỉ có cực hạn võ học thần thông, mới có thể làm cố chấp người điên, tâm phục khẩu phục. Diệp Thần nhắm hai mắt lại, chung quanh hết thảy không khí cùng gió nhỏ, đều được hắn ánh mắt, thay hắn cảm giác một mắt người khổng lồ chiều hướng. Mà vậy một mắt người khổng lồ thiên phú thần thông, đổi được vô cùng là khủng bố. Toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị màu đỏ thấm cự nhân lực bao vây, nhiệt độ nóng bỏng lên cao, liền kiên cố nham thạch cũng bị hòa tan, hội tụ thành đạo đạo dung nham tế lưu, từ tất cả cái địa phương chảy vào lòng đất vách đá. Một mắt cự nhân điên cuồng phát tiết năng lượng sau đó, vậy con mắt ở giữa tia máu có chút tan đi, có thể cũng không lâu lắm,
trong cánh đồng hoang vu tràn ngập lực lượng, hướng vậy chỉ một mắt điên cuồng phun trào. Chỉ cần cái này U Linh Triều Trạch bất diệt, vậy một mắt người khổng lồ năng lượng, liền là có thể vô hạn làm lại. Có thể Diệp Thần cũng không muốn cùng hắn như vậy hao tổn nữa. Nếu vậy một mắt cự nhân chỉ làm thần phục, rất khó đánh bại, như vậy liền để cho hắn xem, ở giữa đất trời này cực hạn đại lộ quy tắc là như thế nào. Diệp Thần tâm niệm, dần dần lâm vào vô niệm vô tưởng trạng thái, hắn triệu hoán ra Hoang Ma Thiên Kiếm. Lần này, là hắn chân chính trên ý nghĩa sử dụng Hoang Ma Thiên Kiếm, tới đối địch. Cựu Nhật Chi chủ hồn phách đã tỉnh lại, lần nữa lớn mạnh. Võ Giao Thần niệm ngủ say, Diệp Thần vốn định đem Hoang Ma Thiên Kiếm, thành tựu chứa hai người đồ đựng. Có thể hắn sau đó phát hiện, như vậy đi xuống, Hoang Ma Thiên Kiếm ở giữa ma khí chỉ sẽ càng để lâu càng sâu, không cách nào có được phóng thích. Tỷ như hắn lần trước, đi trước Hoang Ma không gian thăm hỏi Võ Giao, liền bị Võ Giao bên người nơi sinh ra vậy bôi đen ám căn nguyên hút vào. Nếu như là thực lực kém một chút, hay hoặc là ý chí không kiên định người, tiến vào bên trong, sợ rằng lại cũng không cách nào chạy khỏi quỷ quái trói buộc. Hiện tại hắn cảm thấy rất cần phải có thi triển một tí Hoang Ma Thiên Kiếm uy lực, khiến cho lại nữa ngủ ly bì. Nếu không Hoang Ma Thiên Kiếm không cách nào trừ nội bộ không gian nơi sinh ra tàn niệm, hơn nữa còn sẽ giúp hắn trưởng thành. Hoang Ma Thiên Kiếm, chính là trọng kiếm thân thể, Diệp Thần hai tay cầm kiếm, che ở hơn phân nửa gương mặt, hai đạo hàn quang từ trong mắt bắn ra. Càn khôn dựng ngược, thực tế nghịch chuyển, ở giữa thiên địa, duy ngã độc tôn, vĩnh hằng kiếm đạo, võ hư trung cực. Không không một niệm, xin ban cho ta lực lượng. Diệp Thần thấp giọng ngâm tụng, giọng dần dần dương cao, thay đổi là ngẩng cao ngâm sướng. Theo hắn triệu hoán, ở đó xa xôi cực kỳ, vô số người làm hướng tới không không lúc nào chỗ trống bên trong, nứt ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Đủ để hủy thiên diệt địa, xuyên qua cổ kim khí tức kinh khủng, cực kỳ nhỏ, xuyên qua không mấy năm ánh sáng, đến nơi này, nhưng làm nơi này đại lộ cũng làm run rẩy. Một chút không cách nào hình dung khí tức đáng sợ, bơm vào ở Hoang Ma Thiên Kiếm bên trên. Vô số yêu ma quỷ quái, giống như muôn vàn nước lũ, đạp tinh thần tới, đem ngân hà nhuộm thành đen nhánh. Hoang Ma Thiên Kiếm nơi góp nhặt vô số ma khí cùng oán niệm, vào giờ khắc này đạt được phóng thích, u ám ao đầm trong đó, rất nhiều hắc ám hệ sinh vật ngửi được này cùng hơi thở, nhất thời làm hoảng sợ không thôi, sợ hãi vạn phần. Đó là một loại về linh hồn thần phục, cùng sâu trong đáy lòng sợ. Vậy vô cùng vô tận yêu ma quỷ quái, đạp tinh thần, thể thích kịch liệt bành trướng, để cho người màng nhĩ nổ tung tiếng cười điên cuồng cùng tiếng thét chói tai, tràn ngập ở nơi này phiến vừa nhìn bao la cánh đồng hoang vu trong đó. Một mắt cự nhân vậy đang thấp giọng gào thét, hiển nhiên là bị cái này chấn động hơi thở ảnh hưởng. Nhưng hắn không thời gian, vậy không tinh lực đi suy tính những thứ này. Bởi vì tiếp theo, một đạo căn bản cũng không thuộc về chư thiên vạn giới đáng sợ kiếm khí, mang theo cuồn cuộn nước lũ, giết tới Vân Tiêu. Ở đó khe hở đạt đến đỉnh đỉnh lúc đó, hóa thành hư không trở về cực hạn bình tĩnh. Yên tĩnh uy nghiêm, mọi âm thanh đều yên lặng, ngất trời kiếm khí đột nhiên dừng lại, vào giờ khắc này biến ảo là vĩnh hằng. Một mắt cự nhân nhìn vậy thương khung dưới đáng sợ năng lượng, trong lòng lần đầu hiện ra ý sợ hãi. Hắn cũng không biết đó là không không thời không năng lượng, chỉ biết là ở giữa đất trời này, tựa hồ không cùng không vô tướng địch nổi đại lộ. Ngưng giúp vào trình độ cao nhất, chính là ánh sáng rực rỡ ở giữa tinh hoa. Chỉ thủy một kiếm, là thiên địa vạn vật, chư thiên chí tôn trình độ cao nhất chi đạo, ở nơi này vĩnh hằng thế giới hiện thật, trừ Hồng Quân lão tổ, lại cũng không có ai có thể tiếp xúc tới không không thời không. Một mắt cự nhân rõ ràng cho thấy phát giác diệt thế nguy cơ, nhưng là bị điên vậy tính cách, cùng con tim vậy vẻ kiêu ngạo, không cho phép hắn tùy tiện quỳ xuống đầu hàng. Hắn ngửa đầu điên cuồng hét lên. Toàn bộ lòng đất vực sâu đều ở đây bạo động, hòa hợp đen nhánh sương mù, hội tụ thành kinh thiên cuồng triều, thúc dục sinh ra vô số tử linh ác khí, cuồn cuộn không ngừng, miễn cưỡng không ngừng. Đây là một mắt người khổng lồ cuối cùng tuyệt kỹ. Đỏ thắm đồng, con mắt thứ ba nơi đưa ra màu máu uy thế, đủ để cho vô số cường giả nghe tiếng sợ vỡ mật. Theo một mắt cự nhân một tiếng gầm nhẹ, như sấm âm giáng thế, một ngạt vọng về. Xuống lòng đất ngút trời huyết khí rốt của quá mức ồn ào trần thượng, cuốn tới, huyễn hóa thành một tấm chiếm đoạt bầu trời ác ma mặt quỷ. Vân Tiêu lùi bước, tiếng gió nghẹn ngào,
thế gian vạn vật đều bị tờ này khủng bố kinh người mặt quỷ trấn nhiếp. Mà Diệp Thần bên kia, mặc dù không không thời không lực lượng đã tập trung ở Hoang Ma Thiên Kiếm, nhưng là Diệp Thần chỉ thủy một kiếm như cũ đang nổi lên trong đó. Kiếm thế một đoạn tiết leo lên, chờ ở giây phút sau cùng thuận thế mà phát, chảm phá vạn cổ, độc đoán tinh không. Kiếm này không chỉ cần có khí vận cùng phúc trạch thêm thân, dẫn động không không năng lượng, còn cần tiến vào hoàn toàn không ngưng động trạng thái, nhận thức không không chân lý. Vậy vách đá chỗ, máu tươi đầm đìa, hết sức dữ tợn thế ác ma mặt quỷ đã lên như diều gặp gió, khoảng cách Diệp Thần bất quá mấy bước xa. Nó dương ra răng nanh, mũi nhọn tất hiện, thật là phải đem toàn bộ tinh vực cũng nuốt vào trong đó. Nhưng vào lúc này, Diệp Thần mở mắt ra, không không tới thật ánh sáng, ở hắn con người bên trong lưu chuyển. Tiếp xúc tới đạo này quang bất kỳ vật thể, cũng không nhúc nhích được. Diệp Thần nhắm hai mắt, cấp tốc ngâm tụng nói, phủ cực thái lai, cùng quang cùng trần, không tới. Phịch, thần bí mênh mông lực lượng, như trời hạ xuống, đạo duyên phù đồ, mông lung quy tắc lực lượng ở trong đó lóe lên không chừng, tiếp liền lan tràn. Vô hình chung, màu đen sấm sét cuồng bạo dáng thế, giống như là một cây nhất trụ kình thiên, chống lên mảnh thiên địa này, ở Diệp Thần trước mặt vậy tác phẩm xây lên một đạo tiên gia môn hộ. Một màn kia to lớn năng lượng, cắt đứt ác ma mặt quỷ nghiêm túc móng, hơn nữa hắc khí như núi, chân áp xuống, bất kỳ yêu quái quỷ quái, cũng sẽ lộ vẻ hiện ra. Ác ma mặt quỷ bị thình lình sấm sét chấn nhiếp, lui về sau hết mấy bước, lúc này tức giận không thôi, răng lợi câu liệt, hết sức dữ tợn. Một hơi đi xuống, một phiến vũ trụ cũng có thể biến mất. Giống như là thiên kiếp phủ xuống sấm sét, tàn phá bừa bãi cánh đồng hoang vu chiến trường, vậy hoàn toàn để cho một mắt cự nhân thấy được cái gì gọi là thánh quang. Đợi sấm sét tiêu tán, hai tôn tản ra âm sát khí địa ngục quỷ tốt hiện thế. Hoặc là nói, chúng là không không lực lượng cụ tượng hóa. Xuất hiện ở đây phiến giữa trời đất, liền đại lộ quy tắc, thiên lý hồn đạo đều không cách nào thời gian dài chống đỡ. Dần dần xuất hiện đạo đạo vết nứt. Không không lực lượng, khủng bố như vậy. Bên trái bóng người người đầu châu thân, mặt đầy hắc suất, thần sắc dữ tợn. Nó vai vác cương xoa, cánh tay bộ xiềng xích, cả người tràn ngập hung sát khí, một khắc sau dường như muốn cắn người khác. Bên phải người chính là mã diện người thân thể, đôi mắt lửa đốt, răng nanh tất hiện. Nó tay cầm đồ sộ lưỡi liềm, eo quấn dây xích, cuồng bạo hỏa đồng trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước. Đốt sạch vạn vật. Hai người tựa như đến từ một cái thế giới khác, chấp trưởng vạn vật, phụ trách hình phạt cùng thẩm phán, mọi người thấy, cũng không khỏi làm sợ hãi. Hoang Ma Thiên Kiếm xuất thế sau đó, thức tỉnh vô thượng ma đạo kiếm kỹ. Hoang Ma Thiên Kiếm, địa ngục đôi dùng. Tới từ địa ngục sứ giả, đầu châu cùng mã diện. Ở đó không chung, hai người đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía ác ma kia mặt quỷ. Cùng với núp ở xương mù dày đặc sau lưng vô số quỷ nhãn hồn phách. Ước chừng một mắt, ác ma mặt quỷ liền hù được không dám nhúc nhích, sợ hãi tâm trạng truyền hồi chánh chủ. Một mắt cự nhân tựa như hô hấp cũng dừng lại, vào giờ khắc này rơi vào vũ trụ vô địch vực sâu, hư vô vĩnh hằng hắc động, không cách nào thoát khốn. Nó cảm nhận được liền đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Đó là tới từ thực lực cấp bậc chênh lệch kính sợ. Diệp Thần vậy mở hai mắt ra, thấy thân cao mấy mét nhiều, gương mặt nhưng uy nghiêm mênh mông, đứng ở tinh không đỉnh như đầu mã diện, cũng không khỏi thất thần chốc lát. Khá lắm, không nghĩ tới Hoang Ma Thiên Kiếm ở không không lực lượng ra chỉ xuống, lại tìm được lớn mạnh như vậy địa ngục sứ giả. Giờ phút này, hắn viên kia treo tim vậy rốt cuộc buông xuống. Nhìn lại ác ma mặt quỷ, quỳ sụp xuống đất, run lẩy bẩy, trong miệng không dừng được cầu xin tha thứ. Nó phần này ý thức của chính mình. Thật ra thì đã thoát khỏi một mắt cự nhân, một mình chạy khỏi. Có thể nó lại như thế nào hạ thấp tư thái, cuối cùng chạy không khỏi như đầu mã diện nhất kích. Đầu châu dơ lên hắc vụ vòng cương xoa, tiện tay ném ra, hàm chứa vô số đại đạo quy tắc, xuyên thủng ác ma mặt quỷ thân thể. Ác ma mặt quỷ thân thể thời gian đảo mắt tiêu tán như khói, hoàn toàn hồn phi phách tán. Không bao giờ siêu sinh. Thế gian vạn sự đều có nhân quả. Làm ác ma mặt quỷ sinh lúc đó, liền định trước sẽ kết quả. Còn như kết là loại gì quả, đều là do nhân gây ra. Đến đây, vậy nghiêu đầu mã diện thân thể tiêu tán, trở về tới Hoang Ma Thiên Kiếm trong đó. Không không kiếm ý, còn dừng lại ở Hoang Ma Thiên Kiếm trên, cái gọi là nghiêu đầu mã diện,
chỉ là vậy hai tia chỉ thủy một kiếm hơi thở trao đổi thần bí địa ngục, triệu hoán ra chân chính âm phủ đem, tới tiến hành thẩm phán. Vậy cuối cùng một món kiếm khí, đã không cần lại chém. Nước đã ngừng, cần gì phải lại vẽ rắn thêm chân, điểm đến thì ngưng, nước đổ có thể thu, lại là chỉ thủy một kiếm khác một tầng ảo diệu. Diệp thần hôm nay thì có lĩnh ngộ, hơn nữa hơi ra một kiếm này. Một mắt đồ sộ người thần sắc ảm đạm, vậy chỉ sừng lên ánh mắt, giờ phút này đã đóng lại, ồ ồ máu tươi từ trung lưu ra, chắc hẳn bị thương không nhẹ. Có thể hắn cứ như vậy đứng tại chỗ, động một cái không nhúc nhích. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Diệp thần chỉ thủy một kiếm lại có thể như vậy khủng bố, hai tia kiếm khí biến thành như đầu mã diện đôi âm soái, thực lực như vậy đáng sợ. Càng không có nghĩ tới, như vậy tuyệt diệu tuyệt luân, thế gian độc nhất vô nhị vô địch kiếm pháp, Diệp thần có thể thu thả tự nhiên, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Một khắc sau, một mắt cự nhân làm một cái động tác. Quỳ một chân trên đất, tiếp nhận thần phục. Đang, mênh mông bao la to lớn lực lượng, từ bốn phương tám hướng tràn lên, tụ vào Diệp thần trong cơ thể. Đây là thiên đạo dành cho phần thưởng của hắn. Mượn cái đợt này năng lượng, Diệp thần hấp thu xong, cả người thực lực lại lên một cái nấc thang. Diệp thần vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi chốc lát, nhưng mà tứ hải la bàn ánh sáng chớp mắt, lộc con đi ra. Ngươi ra ngoài làm gì? Kế tiếp chặng đường rất nguy hiểm. Diệp thần nói. Lộc con lắc đầu một cái, nói, bên kia, thật giống như có ta quen thuộc mùi, hẳn không có nhớ lầm mới đúng. Ngươi quen thuộc mùi, Diệp thần nhất thời cả kinh, lộc con nhưng mà ngày cũ thời đại tồn tại, nàng quen thuộc nhân vật, thì là ai? Hắn mang theo lộc con, đi cái cuối cùng địa điểm, trước qua bên kia tìm câu trả lời. Cuối cùng đạt tới địa phương, mới có thể gọi là âm hồn rừng rậm, nơi này là một phiến nhìn không tới cuối u ám rừng cây, vô số hắc ám ở bên trong nảy sinh lan tràn. Lúc này, đường lên núi miệng, nửa đêm tràn ngập, một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu do gần tới xa. Thả qua ta hài tử đi, van cầu các ngươi. Một chồng người đứng, đều là thần sắc hờ hững, mặt không cảm giác, bọn họ ăn mặc thống nhất kiểu màu đen đồng phục, nhưng là đao kiếm đều xuất hiện, đem khác mấy người ngăn cách bên ngoài. Có một tên tuyệt vọng phụ nhân khóc lớn tiếng kêu, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì. Mấy cái thân thể cường tráng người đàn ông cõng đối với đã hôn mê đồng nam đồng nữ, đồng thời hung hăng đẩy ra phụ nhân. Cầm đầu tên kia mặt đen nam tử cao cao tại thượng, nói, người hai cái hài tử có trời xanh thần hồn lực, mười phần tư bổ, có thể hiến tế cho U Linh triều trạch bên trong đại nhân, là nhà các ngươi vinh hạnh, huống chi vị kia đại nhân nói, chỉ cần chúng ta có thể mang đi món ăn ngon. Hắn liền sẽ ban thưởng bảo vật, đến lúc đó cho ngươi phân một phần chính là. Hắn thần sắc lạnh lùng, đôi mắt vô tình, mở miệng nói. Nhưng mà phụ nhân kia liều mạng lắc đầu, tóc tai bù xù, trên mình nhiều mấy chỗ vết thương vậy không thèm để ý. Nàng chỉ muốn ôm trở về mình hài tử, không tiếc theo dõi nhóm người này đi tới U Linh triều trạch, chỉ là muốn đoạt lại mình hài tử. Không, dựa vào cái gì? Trương Đại Long. Ngươi tại sao không đem ngươi hài tử đưa đi này quỷ quái? Ngươi tên xúc sinh này. Nàng thật sự là tức giận cực kỳ, bọn họ vốn là một gia tộc, cái này mặt đen nam tử là gia tộc lão gia cận vệ, không nghĩ tới làm ra như vậy câu làm, muốn đem nàng hài tử đưa tới hiến tế quỷ quái. Mặt đen chàng trai ánh mắt nhất thời đổi được âm trầm, hắn ra lệnh vác lên trên vai đồng nam đồng nữ, xoay người đi núi rừng đi tới. Ngươi lấy là ta làm những thứ này. Thì thật chỉ là mình ý tưởng sao? Ha ha, các ngươi hai cái cầm nàng lôi ra, không thể làm trễ nãi hiến tế thời gian. Phụ nhân kia thân thể làm run lên, trên mặt hiện ra nồng nặc tuyệt vọng. Nàng từ mặt đen chàng trai trong lời nói đọc hiểu một ít ý. Tùy ý điên cuồng vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi hộ vệ. Mà bọn họ vác vậy đối với hôn mê đồng nam đồng nữ, đi tới một nơi cây lớn phía dưới. U tịch âm u trong rừng cây. Vậy cây cổ thụ bàn cây lần lượt thay nhau, cành lá sinh sôi tốt, nhưng nó cành khô cùng lá cây đều là màu đen, giống như một phiến phiến ác ma miếng vảy, tụ tập trung một chỗ, tản ra vô cùng âm u khí lạnh. Mặt đen nam tử đi tới nơi này lúc đó, tận lực thả chậm bước chân, để cho người đem vậy đối với đồng nam đồng nữ, thả ở cách cổ thụ mấy chục mét địa phương. Vậy cây cổ thụ có chút phản ứng, quấn quanh hắc khí, chậm rãi ngưng tụ thành một tấm mơ hồ không rõ gương mặt, trống rỗng trong mắt. Toát ra vô tận u minh hơi thở, để cho người liếc mắt nhìn liền đầy sinh kính sợ. Quỷ thần đại nhân,
đây là lão gia chúng ta phái người cho ngài đưa tới tế phẩm, lão gia chúng ta nói ngài thần uy rộng lớn, xin ban cho hắn như nhau bảo vật, giúp hắn đánh lui Tu La trong thành nhưng hai thứ khác gia tộc, đến khi lần sau lại đưa cho ngài thượng hạng đồ bổ tới đây. Mặt đen nam tử quỳ xuống đất, giọng mười phần cung kính thành kính, cùng trước kia phách lối tư thái chừng như hai người. Mấy tên hộ vệ khác như nhau quỳ xuống đất, tựa đầu chôn thật sâu vào trong đất. Một lát sau, cổ thụ có phản ứng, quấn quanh ở phần đáy dây leo xem rắn độc như nhau từ từ trượt ra tới, lộ vẻ được dị thường khỏe mạnh, đứng thẳng lên lúc đó, cuốn lên vạn nặng cảm giác bị áp bách. Vậy đối với đồng nam đồng nữ đã tỉnh lại, đối mặt vây quanh bọn họ không ngừng xung quanh dây leo không biết làm sao. Đột nhiên, dây leo phát lực, cuốn lên vậy đối với đứa bé đi lên mãnh sách. Đứa bé tiếng thét chói tai, bọn họ sợ hãi, bọn họ chỉ có thể dựa theo bản năng cố gắng vùng vẫy. Cành lá sinh sôi tốt đen nhánh chà cây trong đó, một tấm phủ đầy nhỏ vụn răng miệng to như chậu máu tạo ra, tựa như có thể đem thế gian vạn vật cũng cắn nuốt hết. Có chút hộ vệ tại tim không đành lòng, vùi đầu đi, che lỗ tai. Hai cái hài tử nhiều hơn thiếu thiếu đều là bọn họ nhìn ra đời, hôm nay làm ra như vậy lựa chọn, nhiều hơn thiếu thiếu mang trong lòng áy náy. Cùng ngược lại, mặt đen nam tử chính là mặt lộ vẻ khao khát. Hắn dĩ nhiên hy vọng cái này cây quỷ dị quỷ cây ở nuốt hai người hài tử sau đó, có thể cho bọn họ thượng hạng bảo vật. Hắc ám cấm hải người cùng U Linh triều trạch ở giữa sinh vật làm giao dịch, cũng không phải là một kiện hiếm lạ sự việc. Ngay tại hai cái non nớt đứa bé sắp không có vào miệng to như chậu máu bên trong lúc đó, một hồi ngút trời quỷ khí cuộn sạch núi rừng. Ung ung, vạn vật làm rung động, cả ngọn núi rừng lay động không dứt, thật giống như bị vén lên. Bốn phía, một cổ cường đại cực kỳ khí thế quét sạch tới, vô tận gió lớn giống như lưỡi dao sắc bén, thu cắt nơi này, 5 km trong phạm vi cây cối đều bị gãy, ngay tức thì san thành bình địa. Chỉ còn lại lẻ loi quỷ dị cổ thụ. Thập vạn đại sơn trong đó, vô số yêu thú bò lổm ngổm trên đất, không ngừng kêu gào. Chúng cảm nhận được liền đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Những thứ này tới hộ tống tế phẩm bọn hộ vệ, căn bản không biết phát sinh cái gì, chỉ cảm thấy được ù tai hoa mắt, cùng phục hồi tinh thần lại, vùng lân cận rậm rạp núi rừng đã biến thành đất bằng phẳng. Thỏng xuống tay quỷ dây leo, gặp phải kích động hơi thở xâm nhập, không thiếu cũng lên tiếng đáp lại gãy. Thân vì nhân loại, lại có thể dùng hài tử làm tiền đặt cuộc cùng quỷ quái tiến hành giao dịch, ta xem các ngươi thật sự là mất trí. Một đạo thanh âm đạm mạc từ xa đến gần, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vậy độc chướng đầy trời trên bầu trời, một đạo lóe lên huyết quang lãnh đạm bóng người, nổi lên. Chính là Diệp Thần, chạy tới nơi này. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vậy cây chọc trời cổ thụ, trong tay hoang ma thiên kiếm đã xúc thế đãi phát. Chỉ chốc lát sau, quỷ dị kia cổ thụ vậy làm ra đáp lại, cường tráng thân cây, nứt ra một đạo nhỏ dài chỗ rách, tựa hồ có vật gì từ bên trong chui ra ngoài. Nào đó dạng vật thể chậm rãi ngọa nguậy, phá vỡ thân cây, lại là một đầu rắn phát quỷ quái, nửa người dưới là xà, nửa người trên làm người, thân chiều dài 20 đến 30 mét, có thể gọi là dáng vóc to quỷ quái. Tròn làm thịt trên đầu chỉa vào ngọa nguậy tóc đen, chính là những cây mây và dây leo kia phát nguyên. Lúc này rắn phát quỷ quái tóc đen hao tổn, bất quá cũng không trở ngại hung uy ngút trời, nó lưỡi rắn không ngừng phun ra, cùng đuôi rắn, đỏ tươi rắn mắt lóe lên không ngừng. Cái này chỉ sợ không phải vậy con thứ ba quái vật bản thể, chỉ là cái phân thân mà thôi. Diệp Thần nhất niệm đến đây, cũng không có vận dụng kiếm đạo đánh chết chết quái vật ý niệm. Hắn cầm kiếm đứng, hoang ma thiên kiếm trên, một món ánh sáng nhạt lóe lên mà qua. Nếu các ngươi làm những thứ này câu làm, vậy thì để cho địa ngục tới tiến hành thẩm phán. Hư vô lực lượng bung ra, hóa thành hai tia u quang. Hoang ma thiên kiếm, địa ngục đôi dùng, thẩm phán. Diệp Thần nhẹ giọng quát khẽ, sử dụng cái này một trước đây không lâu cảm ngộ đến kiếm kỹ. Sẽ nghiêm chỉ cách mà nói, cái này cũng không có thể tính là kỹ, càng nhiều nghiêng về tại triệu hoán tử linh nguyên thuật. Tám đại thiên kiếm, hàm chứa các loại các dạng lực lượng. Mà lần này xuống, hoang ma thiên kiếm mới hiện ra hắn không muốn người biết một mặt. Đất bằng phẳng, hắc vụ nổi lên, không lâu lắm liền tràn ngập chu vi mười mấy dặm, toàn bộ cổ xưa rừng rậm cũng đổi được hắc khí dày đặc, bầu trời cũng bị che phủ, đem Diệp Thần bóng người giấu. Rào, rào, lưu ở trong rừng người, không thấy rõ cảnh tượng trước mắt,
bọn họ nhưng có thể nghe được xiềng xích trên đất kéo thanh âm. Thứ gì? Mặt đen nam tử cùng vậy mấy tên hộ vệ, cũng hơi sợ. Không biết, là hết thảy sợ hãi nguồn. Theo tiếng xích sắt ép tới gần, rắn phát quỷ quái càng phát ra bất an. Số lượng không nhiều linh trí nói cho nó, địch nhân trước mặt rất đáng sợ. Trốn, bỏ mặc như thế nào, trước chạy nói sau. Rắn phát quỷ quái xoay người hướng rừng rậm chỗ sâu hơn chui đi. Nói thì chậm khi đó thì nhanh. Hưu, một cái có chừng hơn 10 mét dáng dấp cương xoa xuyên thấu hắc phụ, đâm rách rắn phát quỷ quái thân thể. Cương xoa cái chuôi chỗ còn nối liền khỏe mạnh đen thui xiềng xích. Phụng luân hồi chi chủ mệnh lệnh, tới tập nã làm ác quỷ. Cuồn cuộn thanh âm hùng hồn truyền khắp hoang dã. Hắc phụ dần dần tiêu tán, trên đỉnh núi có một tôn tựa như người khổng lồ viễn cổ vậy hùng vĩ bóng người ngang nhiên đứng. Như ẩn như hiện là viên kia quỷ thần đầu châu. Khuôn mặt dữ tợn, làm người ta sinh sợ. Hắn đưa cánh tay đưa ngang một cái, dài quấn xiềng xích, cầm rắn phát quỷ quái kéo tới bên cạnh, vô luận hắn giãy giụa như thế nào cũng không cách nào dung chuyển phân nửa. Rồi sau đó kéo rắn quỷ quái, biến mất ở trong sương mù dày đặc. Một màn này rung động thật sâu tại chỗ tất cả người. Mới vừa đó là, thứ gì, chẳng lẽ cũng là U Linh Triều Trạch ở giữa quái vật sao? Không đúng, ta ở U Linh Triều Trạch tìm qua nhiều lần bảo vật, chưa bao giờ thấy qua như vậy hung thần ác sát quỷ thần. Đó là bởi vì ngươi trước chưa có tới cái này cùng ao đầm chỗ sâu, cho nên liền không cách nào đụng gặp. Mặt đen nam tử thần sắc có chút cổ quái, nhưng vậy thở phào nhẹ nhõm. Vậy cây cổ thụ lẻ loi, xem là chết vậy, xem ra hôm nay bảo vật thực hiện là không có hy vọng. Đi thôi, rời đi nơi này nói sau, vậy đầu châu quái không phải tới nhằm vào chúng ta. Hắn trong lòng luôn có chút dự cảm xấu, lập tức quay đầu rời đi. Nhưng mà tràn ngập hắc phụ cũng không có biến mất, tiếng bước chân nặng nề lần nữa từng bước ép tới gần. Đầu châu âm soái đi mà trở lại. Đỏ tươi cặp mắt ở trong sương mù dày đặc như ẩn như hiện, giống như là hai ngọn địa ngục u minh đèn đuốc. Gắt gao nhìn chằm chằm mặt đen nam tử cùng mấy người, địa ngục mắt, cực kỳ kinh khủng. Là bản thân mình, giết hại đứa bé, tế tự quỷ quái, tội ác ngút trời. Bản ti tuyên án các ngươi có tội. Lạnh như băng mà không chứa tình cảm trật tự tiếng vang khắp đỉnh núi. Khủng hoảng, bất an cùng với áy náy hiện lên ở bọn họ trong lòng. Ta phụng luân hồi chi chủ mệnh lệnh, trừng phạt cùng quỷ quái cùng tội người. Rút ra lấy người cùng dương gian tuổi thọ 200 năm, một món thần hồn đánh vào địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Cuồn cuộn uy nghiêm vừa dứt lời, đầu châu hông quấn quanh hắc ám xiềng xích bắn ra, tán là điều điều hắc khóa, chính xác không có lầm mặc vào đỉnh đầu bọn họ. Một khắc sau, mỗi cái xiềng xích cũng móc ra bộ phận không lành lặn không đủ hồn phách. Âm soái câu hồn. Trong sân bọn hộ vệ tổn thất tuổi thọ một số, người người hơi thở uể oải. Nhưng đồng thời bọn họ trong lòng lại vui mừng, dẫu sao con trâu này đầu quái không có cần liền bọn họ mệnh. Nhưng mà, mặt đen nam tử lần này nhưng luống cuống, trong cơ thể hắn không có bất kỳ biến hóa, bởi vì vậy xiềng xích màu đen, căn bản cũng chưa có lọt vào hắn đầu lâu. Đầu trâu âm đẹp trai đỏ máu đôi mắt phong tỏa hắn. Hào hùng quỷ lực mãnh liệt bành bái, kéo đến. Rắc rắc, mặt đen chàng trai xương sống bị cán gãy. Dây dứt đau đớn tàn phá trong lòng, há miệng, nhưng không phát ra thanh âm nào. Người thân vì nhân loại, nhưng cùng quỷ quái làm giao dịch, hiến tế đứa bé cho quỷ quái, như vậy hành vi, thực uổng làm người. Hiện ta phụng luân hồi chi chủ mệnh lệnh, lột ngươi hồn phách, giải vào âm dương ti chịu phạt, thứ nhất giấy sử sách, bản quan tuyên án ngươi, nhập 18 tầng địa ngục rút lưỡi địa ngục. U minh xiềng xích xuyên thấu hắn thân thể, trói hồn phách, trừ ly thể xác. Không, mặt đen nam tử điên cuồng vùng vẫy, không làm nên chuyện gì. Cùng đầu châu kéo hồn phách của hắn, rời đi cánh rừng rậm này, những thứ khác hộ vệ mới dám ngẩng đầu lên. Bọn họ hối không làm sơ. Có thể trên đời, cho tới bây giờ không có thuốc hối hận. Mây mù bầu trời, màu đen chướng khí bao quanh Diệp Thần, nhưng không cách nào đến gần bên người nửa mét khoảng cách. Diệp Thần trên mình, từ đầu đến cuối còn quấn một tầng như có như không màu vàng ánh sáng rực rỡ, bao quanh hắn lực lượng. Hắn còn chưa từng ra tay, chỉ là thao túng hoang ma thiên kiếm, liền hoàn thành nơi có việc. Không cần tự mình ra tay cảm giác, còn thật là khá.
Giờ khắc này, hắn cảm thấy vì sao là luân hồi chi chủ. Luân hồi có phải hay không và thần bí kia địa ngục giới có chút liên quan. Bất quá Diệp Thần chợt có chút kỳ quái, con rắn kia đầu thân người quái vật, trước khi chết vùng vẫy cùng phản kháng cơ hồ là số 0. Căn cứ Thiên Thanh Cổ Mãng mà nói, cái thứ ba địa điểm quái vật khá là thần bí, liền nó cũng chưa từng có quá tiếp xúc nhiều, vì vậy không rõ lắm rõ ràng. Thiếu niên trên bản đồ ghi lại tin tức, vậy ước chừng nhắc tới thần bí hai chữ, lại không càng nhiều hơn lời thừa. Xem ra cái này sau lưng chân chính chủ mưu tuyệt đối không đơn giản, chí ít sẽ không còn sức đánh trả chút nào, cổ thụ trên nhập vào người ác linh, nhiều nhất là cái con rối mà thôi. Xem ra chỉ có thể chờ phía sau đụng phải, lại kiến cơ hành sự. Thứ ba nơi quái vật, Diệp Thần giải quyết được dị thường thuận lợi. Hắn để cho Lộc Con từ la bàn trong đó đi ra, phán đoán cuối cùng tuyến đường. Mà Lộc Con nhắm mắt lại cảm thụ một phen, lúc này xác định vị trí. Chính nàng, chính là cây kia mạnh nhất cây kim chỉ. Đến, chính là ở chỗ này, ta có thể xác định, nhưng là nó núp ở hư vô không gian trong đó, ta không có cách nào đánh vỡ tầng kia thành lũy. Lộc Con có chút khó khăn nói. Diệp Thần gật đầu một cái, hắn bằng vào luân hồi huyết mạch, đối nơi này không gian ba động cũng có chút rất nhiều cảm giác. Khi chiến đấu kết thúc sau đó, đậm đà cực kỳ màu đen chướng khí lại lần nữa tràn lên, đem cái này nguyên phiến ao đầm rừng rậm bao trùm. Vô cùng vô tận tà ác lực, đậm đặc được xem chất lỏng vậy, hóa không ra, không xua tan. Ở nơi này chờ hơi thở vần quanh dưới, có thể đưa đến bảo vệ rất kỹ tác dụng. Cũng khó trách ít năm như vậy tới. Tiến vào U Linh Triều Trạch người đếm không hết, nhưng không ai phát hiện, chỗ này núp ở trong hư không bí mật. Thằng nhóc, có lẽ ngươi có thể thử nghiệm một tí, dùng cực hạn lực lượng tới phá vỡ vách không gian. Diệp Thần trong cơ thể, truyền đến Hoang Lão thanh âm. Đang suy tư biện pháp, Diệp Thần cũng cảm thấy vậy, nếu không cách nào dùng tầm thường thủ đoạn tìm ra, vậy thì thử một chút cực hạn võ đạo. Bất kỳ không gian giam cầm, ở trình độ cao nhất võ đạo trước mặt đều là vô căn cứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa điều động trong cơ thể luân hồi lực, cảm ứng không thời không triệu hoán. So sánh với mới bắt đầu, hắn đã nắm giữ chỉ thủy một kiếm tinh túy. Hơn nữa thành công đột phá tới thái chân cảnh, trong cơ thể giới biển vậy nới rộng hơn ngàn lần, đủ để chứa thi triển kiếm pháp cần linh khí. Mà không cần xem lúc trước đối chiến Hy Huyền Thiên như vậy, đem vạn yêu tiên ao tiên lực hiến tế rót vào bên trong cơ thể, mới có thể vung ra chỉ thủy một kiếm. Lần này, Diệp Thần dùng là Long Uyên Thiên Kiếm. Mỗi một thanh kiếm đi đạo đều không cùng, thi triển ra trình độ cao nhất kiếm đạo cũng có nơi khác biệt. Nhưng giống vậy cũng là chỉ thủy một kiếm. Vô cùng lực lượng vô tận từ khí hải rót ngược ra, làm Diệp Thần cầm kiếm cánh tay bành trướng mấy chục lần, bỗng nhiên oanh phát một khắc kia, đáng sợ không có sức tính cuộn sạch ra. Diệp Thần dựa theo Lộc Con phương hướng chỉ nhắm ngay một điểm, những cái kia ùn kéo đến màu đen trướng khí. Một chạm được chỉ thủy một kiếm ánh sáng, giống như yếu ớt tờ giấy, bị rối rít cắt kim loại. Lưu lạc đi ra ngoài mảnh vỡ, càng bị lực lượng vô hình, khuấy thành hư không. Huyết quang ngất trời, dị tượng muôn vàn, cái này một mảnh mang U Linh Triều Trạch, giống như có thánh quang giáng thế, vô cùng chói mắt. Phá vỡ tầng này màu đen chướng khí sau đó, chỉ thủy một kiếm bay lên, chiếu sáng phương này bóng tối ao đầm rừng rậm, không chỉ là vô số ao đầm sôi trào bốc hơi. Còn có rừng cây gãy, biến thành vô tận phế tích. Ao đầm bốc hơi, địa mạch sụp đổ, rất nhiều chuyện vật cũng hóa là giả có, trở thành hoang vu tịch lưu tồn tại. Cái này phiến U Linh Triều Trạch vốn là có thần độc hạn chế, tiến vào trong đó người, không cách nào vận dụng quá mức cường đại lực lượng. Nhưng Diệp Thần sử ra chỉ thủy một kiếm phá vỡ này cùng thăng bằng, đã vượt ra khỏi cái này phiến đại lộ cùng phép tắc hạn chế, áp đảo trên. Cho nên hắn chỉ thủy một kiếm có thể thi triển ra. Toàn bộ U Linh Triều Trạch bên trong người thám hiểm cũng ngước mắt lên mâu, nhìn về giữa không trung, nơi đó có vô tận sấm sét, cậy thế ở trên trời khung trên, thanh thế cuồn cuộn, vô cùng huy hoàng. Tất cả cấm kỵ cũng vào giờ khắc này phá. Triệu năm qua không có bị phá vỡ cấm chế, cuối cùng phá ở Diệp Thần trong tay. Chỉ thủy một kiếm, chính là chỉ thủy kiếm đạo trung cực thể hiện, hàm chứa Hồng Quân lão tổ võ học lĩnh ngộ. Không phải thực tế phép tắc kiếm đạo, có thể thay đổi càn khôn, phá hỏng hết thảy thực tế chỗ ở đồ. Thời khắc này Diệp Thần giống như một tôn kinh thiên chiến thần, bộc phát ra vô cùng uy lực.
chính là ở nơi đó. Thúy Trúc chỉ hơi thở là từ nơi đó bộc lộ ra ngoài. Lộc con chỉ hư không trong đó dọc theo người ra ngoài một đạo vết nứt không gian, liền vội vàng nói. Được, lập tức đi truy đuổi. Vậy vết nứt không gian kẽ hở chừng mực, nhưng đủ Diệp Thần tấn nhập. Hắn tâm niệm vừa thu lại, chỉ thủy kiếm đạo vậy hơi ngừng, theo linh khí chảy ngược trở về, khôn khéo nghe lời. Nếu để cho Hồng Quân kiếm phái người gặp được, định sẽ kinh điệu cằm, kinh ngạc không thôi. Bọn họ tu luyện mấy ngàn mấy chục ngàn năm đều không cách nào nắm giữ kiếm khí, bị Diệp Thần dùng được lô hỏa thuần thanh, đơn giản là nghịch thiên vậy tồn tại. Làm hắn sau khi đi vào, vết nứt không gian nhanh chóng khép lại, vô cùng uy lực biến mất, mà tràn ngập tứ tán chướng khí vậy lần nữa tụ lại, tựa như hết thảy cũng không có phát sinh qua. Nơi này đúng là một phiến độc lập hư vô không lúc đó, chiếm đất bát ngát, chân trời đường chân trời nhìn không tới cuối. Mà ở đầu xa, tựa hồ còn có chiến đấu dư âm đi bên ngoài lan truyền. Diệp Thần theo vậy kịch liệt chấn động địa điểm chiến đấu đi tới, đồng thời che giấu thân hình. Làm hắn thấy đối chiến người lúc đó, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Một cái lưng mọc hai cánh to lớn bóng sáng, khí thế hung hăng, giơ tay lên gian bảy màu thất luyện hóa thành dài đến mấy ngàn thước đại đao, vung rơi chém xuống, hung hăng đụng vào một cái bầu rượu trên. Cầm hồ lô rượu bị đánh lui người chính là rượu nuốt lão quỷ. Mà cách đó không xa, một đầu thể hình to lớn bay chó sói răng nanh tất hiện, thân thể cùng núi cao chênh lệch không bao nhiêu. Đồng dạng là ma tổ vô thiên dưới quyền hộ pháp một trong, Bắc Phong Lang. Bất quá nhất là rung động còn không phải là hai người này, mà là một đầu vạn trượng cao ma vương. Hắn mắt như chuông đồng, đầu như núi đỉnh, eo tựa như trùng điệp, liền vẫy tay là có thể rút lên một ngọn núi, làm vũ khí luân quá đi. Cường hãn như thế sức chiến đấu, chỉ có thần lực trời xanh người phương có thể làm được. Bất quá ngay cả là ba người hợp lực, cũng không cách nào dung chuyển vậy lưng mọc hai cánh bóng sáng, nó giống như là thiên thần hạ xuống thế gian, sừng sững ở giữa không trung, sừng sững không nhúc nhích, lấy vô cùng tư thái nghênh đón tất cả khiêu chiến. Hơn nữa vậy bóng sáng sinh vật có bốn cánh tay, kiên quyết đương đầu tử thôn quỷ vương cùng Bắc Phong Lang không thành vấn đề. Thậm chí chính diện đụng, lấy man lực nổi tiếng xa gần Tu La quỷ vương, đều không cách nào chiếm được nửa điểm tiện nghi. Bốn người đánh được trời long đất lở, núi đong đưa động đất. Quanh mình vô luận là cao ngất dãy núi, vẫn là trùng điệp con sông, khu rừng rậm rạp, chỉ cần là chu vi ngàn dặm trong phạm vi, đều bị nghiền nát, hủy diệt, chỉ để lại vô tận hài cốt. Cái này, giống như là không chết thần quái, đánh như thế nào cũng không có dùng. Bắc Phong Lang dẫn đầu không gánh nổi, hắn cả người trên dưới vết thương chồng chất, móng vuốt còn bị đối phương xé rách một cái, có thể nói thê thảm cực kỳ. Rượu nuốt lão quỷ vậy không tốt hơn chỗ nào, cả người là tổn thương, nếu không phải trong tay có như nhau bảo vật hồ lô cản trở, sợ rằng sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chính giữa sơn cốc, bóng sáng cùng Tu La quỷ vương, mở ra cuồng oanh loạn tạc đối chiến kiểu mẫu. Từng đạo rung động ánh sáng truyền tới vòng ngoài, cơ hồ phải đem nơi này biến thành phế tích. Diệp Thần núp ở ngoài trăm dặm, hết tầm mắt trông về phía xa, cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Vậy Tu La quỷ vương thể xác quả thực cường hãn, sợ rằng so với hắn tới cũng không kém nhiều ít. Có thể cuối cùng bóng sáng cuối cùng kỹ cao một nước, vô cùng thốn kình nơi tay giữa trưởng bùng nổ, đạo này kình khí có thể ngay tức thì phá hủy mấy ngàn ngôi sao. Trực tiếp đánh vào Tu La quỷ vương ngực, liền hắn cái này đạo địa ngục ma thể vậy không chịu nổi như vậy lực lượng mãnh liệt, trực tiếp lõm xuống. Tu La quỷ vương nặng đến mấy chục ngàn cân thân hình khổng lồ, cũng không lực ngã xuống. Đem cái này ao đầm rừng rậm nổ tung vô số kẽ hở, xem mạng nhện vậy lan tràn, nhìn như nhìn thấy mà đau lòng. Cái này U Linh Triều Trạch hạn chế thần hồn lực lượng, bọn họ mang theo Tu La quỷ vương, chính là vì phòng bị loại tình huống này. Nhưng trước mắt cái này quang vòng, đã vượt ra khỏi bọn họ thực lực phạm vi. Ta còn cũng không tin, không cần linh đọc lực lượng còn không cách nào đánh bại hắn. Tử thôn quỷ vương cắn răng một cái. Đem trong tay mình vậy quá thượng thần khí, hồ lô rượu quăng ra. Hắn cầm hồ lô rượu chính là cái danh tự này, mặc dù không cách nào đứng vào 33 thiên thái thượng thần khí nhóm, nhưng cũng là cái này thế gian số 1 số 2 bảo bối. Hồ lô rượu có thể chứa vạn vật, diễn hóa chư thiên, hơn nữa là trời xanh cứng rắn hộ thuẫn. Thất lạc thời không một dãy tôn lão mặc dù cũng có một cái hồ lô rượu, nhưng cùng tử thôn quỷ vương nơi cầm, nhưng là có chút khác biệt.
Dẫu sao Tôn lão hồ lô cường đại địa phương ở chỗ hắn không gian quy luật, mà Tửu thôn quỷ vương hồ lô thích hợp hơn chiến đấu. Giờ phút này Tửu thôn quỷ vương trên đầu, có một màn thanh tuyền nổi lên. Mà vậy trong suốt nước suối, bị lực lượng vô danh nấu sôi, ngay tức thì lại toàn bộ ngưng kết, cất vào hồ lô rượu trong đó. Tiếp theo dị biến phát sinh, hồ lô rượu sương mù hòa hợp, huyễn hóa ra như nhau khí lạnh bức người vật thể. Một cây hàn băng nhọn gai, trôi lơ lửng ở hồ lô rượu phía trên. Tí tí khí lạnh, từ vậy hàn băng nhọn gai trong đó tản mát ra, tụ thành hơi nước, từ đó nhỏ xuống. Rượu phương pháp thuật, xương tuyết kêu gào. Tửu thôn quỷ vương ánh mắt lạnh lùng, hắn ngồi xếp bằng, vô tận sương mù vần quanh ở hắn quanh thân, diễn dịch ra ngũ hành pháp thuật, cuồng bạo lại thị huyết hơi thở từng cơn tràn ngập. Tửu thôn quỷ vương thực lực đạt tới trăm gia cảnh bảy tầng thiên, ở 10 lục hộ pháp trong đó, thực lực cũng coi là trung đẳng nghiêng trên. Năm đó Tửu thôn quỷ vương, vậy dính qua thái thượng 36 thiên đạo nhân quả, cho nên đem vậy đại lộ khí dung nhập vào tới hồ lô rượu bên trong, uy lực tự nhiên tăng lên gấp bội. Đi! Tửu thôn quỷ vương quát to một tiếng, hồ lô rượu kia liền cùng lơ lửng hàn băng nhọn gai cùng bỗng nhiên bạo xạ, ra đến nửa đường, thể tích tăng lên mấy ngàn lần. Hàn băng nhọn gai giống như là muốn phá mở trong thiên địa những ràng buộc như vậy, chưa từng có từ trước đến nay, ầm thẳng vang. Thấy vậy, Bắc Phong Lang cũng sẽ không nương tay, hắn sau lưng, vô cùng lực lượng duyên triển ra, huyễn hóa thành đối với thao cánh thiên ma, mang hắn xuyên qua tật phong, cuồn cuộn giết ra. Cái này hai người hộ pháp tạo thành hợp kích thế, toàn bộ bao phủ vậy đạo quang ảnh. Lấy hai người thực lực tổng cộng, đủ để một chiêu tiêu diệt trăm gia cảnh bảy tầng thiên cường giả. Nhưng là vậy bóng sáng nhưng chút nào không hoảng hốt. Sau lưng hắn thần quang hai cánh cuốn lại, bao phủ ở trước mặt. Rồi sau đó, thần thánh lực lượng từ vùng lân cận hư không bạo xông lên ra, linh khí vô cùng vô tận, diễn hóa thành một phiến thương thúy rừng trúc. Ở đó trong rừng trúc, muôn vàn dị tượng hiện lên, có chân long, hữu phượng hoàng, còn có cặp chân kia đạp thiên địa kỳ lân. Hùng hồn vĩ đại, bá đạo phi phàm. Cái gì? Vậy Tửu thôn quỷ vương cùng Bắc Phong Lang, đều là cả kinh. Thương rừng trúc xanh, giống như tự thành nhất giới chư thiên, vô số tinh không dị thú hư ảnh bạo tránh ra, tràn ngập chân trời, vô cùng mạnh mẽ cảm giác bị áp bách bữa hiện ra. Vô luận là Tửu thôn quỷ vương hồ lô rượu, vẫn là Bắc Phong Lang ma sát hai cánh, đều ở đây cái này khu rừng trúc trước mặt nhanh chóng sa sút. Mà dùng trúc này mang theo vô địch dị tượng, cũng không có dừng bước lại, mà là đè lên Tu La Quỷ Vương phía trên. Tu La Quỷ Vương vừa mới đứng lên, khôi phục chút khí lực, nhưng gặp đến đỉnh đầu trên đông nghịt một mảng lớn, nhất thời cả kinh thất sắc. Hắn hoàn toàn còn không nghĩ tới, bóng sáng lại còn có cái này các thủ đoạn. Thương thúy rừng trúc, ánh sáng rực rỡ tán lạc, một đầu lại một đầu chiếm cứ ở trúc trong rừng hung thú cuồn cuộn hiện lên, vô cùng rung động. Phịch! Vô địch vậy một khối thế giới nghiền đè xuống. May là lấy Tu La Quỷ Vương thể sắc cường hãn, dù ngoạn đỉnh cấp, cũng không cách nào kiên quyết đương đầu. Trên người hắn Tu La lực cùng hắc ám quỷ khí, giờ phút này hoàn toàn mất đi tác dụng, ngay tức thì tán loạn. Loảng xoảng, Tu La Quỷ Vương thân thể kịch liệt thu nhỏ lại, thành loài người hình dáng, trực tiếp bị đè bất tỉnh. Ngoài ra hai người hộ pháp cũng bị hấp lực cường đại chấn áp, liều mạng vùng vẫy, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái này khu rừng trúc vậy quá kinh khủng, tựa như có thể trấn áp cái này trong thế gian tất cả sinh vật. Bóng sáng lăng không đứng, thân sắc bình tĩnh, giống như là một tôn không có cảm tình phân thể. Xa xa ra ngoài trăm dặm Diệp Thần, chính là nhìn trước mặt chiến cuộc, như có điều suy nghĩ. Vốn muốn cho bọn họ trước ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bất quá bây giờ nhìn lại, ba đại hộ pháp không chỉ không có làm bị thương cái này bóng sáng, còn để cho hắn đánh cho tới hộc máu. Diệp Thần, ta thật giống như biết bóng người kia thân phận. Định Thân ở Tứ Hải La Bàn ở giữa Lộc Con, bỗng nhiên nói. Âu, nói nghe một chút. Diệp Thần một chút cũng không nóng nảy, hắn cũng có thể từ vậy bóng sáng ẩn chứa tin tức trong đó, suy đoán ra cùng Thúy Trúc chỉ có liên quan. Nhưng cụ thể là vật gì, sợ rằng còn được để cho Lộc Con tới giải đáp. Thúy Trúc chỉ đến từ Thúy Trúc Tiên Trì. Mà Thúy Trúc Tiên Trì là 33 thiên thái thượng thần khí, giống vậy vậy là bốn đại tiên ao một trong, ở chúng ta cái đó niên đại, Thúy Trúc Trì từ Thúy Trúc Tiên Trì bên trong chia lìa, mà Thúy Trúc Trì đã từng ra đời qua một tôn thần hồn,
vậy tôn thần hồn không cam lòng tại ở ngân hà chỗ sâu yên lặng, vì vậy liền chạy đến nhấc lên một phiến mưa gió. Bất quá sau đó, Thúy Trúc chỉ cưỡng ép mở ra không gian lối đi, cầm vậy tôn thần hồn bắt trở về, tiến vào trong ao lọc sạch, còn như sau đó sự tình phát sinh, ta cũng không biết. Lộc Con nói ra một ít chuyện cũ, nàng trong miệng cái gọi là thần hồn, phỏng đoán chính là trước mặt cái này đoàn quang ảnh. Vậy ngươi biết phải như thế nào thu phục nó sao? Diệp Thần hỏi. Lộc Con nghĩnh đầu suy nghĩ một hồi, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Ta nhớ ra rồi, chủ nhân đã từng nói, cái này thần hồn đặc biệt sợ bóng tối lực lượng, nếu như có thể có bóng tối lực lượng tới tiến hành áp chế, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Bóng tối lực lượng, Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, như có điều suy nghĩ. Mà ở bên kia, chiến đấu đã kết thúc, ba tên hộ pháp bại với bóng sáng tay, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Mà vậy bóng sáng triệu hoán ra chân trời trong suốt nước chảy, sóng biếc dạo dực, hàm chứa nồng nặc sáng chói sức sống. Hắn đem những cái kia nước chảy toàn bộ hút vào bên trong cơ thể, hơi có vẻ uể oải hơi thở lập tức quét một cái sạch, lại khôi phục trí cường thịnh trạng thái. Ba đại hộ pháp khí được cắn răng nghiến lợi, nhưng không có biện pháp gì. Mà vào lúc này, Diệp Thần trong cơ thể hoang ma thiên kiếm bỗng nhiên sinh ra một chút chập chờn. Hắn vội vàng thúc giục ý thức, tiến vào hoang ma thiên kiếm đổ đựng bên trong cha xem. Đầy trời mây mù hóa thành từng đạo gió cuốn, ở trong đó tàn phá thành hình, võ giao thân thể ở đó gió cuốn trong đó chìm nổi. Diệp Thần lâu như vậy tới nay, chưa bao giờ gặp qua võ giao phát sinh qua bất kỳ biến hóa. Cõi đời này căn bản không có bất kỳ thứ nào bảo vật, có thể đơn độc cứu sống nàng. Nhưng là hôm nay thấy Thúy Trúc Tiên chỉ một phần chia hóa thành Thúy Trúc Chỉ, võ giao nhưng sinh ra như vậy biến cố, chắc hẳn vật này đối hắn hữu dụng. Cựu Nhật Chi Chủ quả nhiên nói không sai, bảo vật này là cùng võ giao bổ sung, có lẽ có thể đưa đến kỳ hiệu. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần liền dự định ra tay, hắn lợi dụng luân hồi huyết mạch, xé không gian thành lũy. Thoáng qua tới giữa đi tới vậy bóng sáng sau lưng, một chưởng đánh ra, hiệp bọc huyết khí nồng nặc, dường như muốn đem vậy chư thiên tinh thần toàn bộ chấn vỡ. Mà vậy bóng sáng phản ứng cũng là cực nhanh, sau lưng hai cánh đột nhiên tách ra, thế như trẻ tre, tách ra màu máu bàn tay. Một khắc sau, bóng sáng lùi đến 100 mét ra ngoài, vậy đôi lạnh như băng vô tình con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Thần. Ngay sau đó hắn bắt đầu hai tay kết ấn, trên lưng hai cánh thiêu đốt lên liền nồng nặc lửa cháy mạnh, thật giống như địa ngục chỗ sâu không bao giờ tắt u minh lửa. Vậy đối với hai cánh dùng sức quạt, vô tận biển lửa hướng Diệp Thần cuồn cuộn xoắn tới. Diệp Thần đi về trước bước ra một bước, theo vung tay lên, lấy ra tuyết táng tinh trần, đầy trời hoa tuyết chợt rối rít mà rơi, tác phẩm xây lên một đạo kiên cố bình phong che chở. Hắn đem tuyết táng tinh trần thu, thân hình đi bên hông chớp mắt, phát khởi tấn công mà tuyết táng tinh trần vậy tia ánh sáng nhạt bị lửa cháy mạnh xé tan thành từng mảnh, vô số máu bắn tung tung bay lên cao, đầy trời rơi xuống. Cùng lúc đó, Diệp Thần vậy kéo gần lại cùng bóng sáng khoảng cách. Nhưng tên kia cánh sau lưng lần nữa động một cái, ngọn lửa bỗng nhiên biến mất, màu xanh tật phong đất bằng phẳng lên, cuốn lên muôn vàn gợn sóng. Gió lớn gào khóc, giống như vô số yêu ma quỷ quái, loạn vũ phân bay. Một chiêu này Diệp Thần tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hắn nhớ ra rồi, Bắc Phong Lang công kích bóng sáng lúc đó, dùng hết không phải là một chiêu này sao? Nằm ở trên dãy núi nghỉ ngơi Bắc Phong Lang, thấy một màn này, con người cũng mau lồi ra. Nó tuyệt đối không nghĩ tới, mình tuyệt học lại bị tên này cho trộm đi, hơn nữa, còn thi triển ra như vậy cực hạn uy lực. Hừ, muốn mạnh bạo sao? Diệp Thần con người đông lại một cái, hừ lạnh một tiếng, bàn tay bao phủ ra, ngập trời uy nghiêm phóng lên cao, giống như trấn vực cũi. Siết hại mộ đạo, mạnh nhất chi đạo, mở. Diệp Thần nơi dùng lực, là thiên đạo luân hồi một trong, cái gọi là mộ đạo, chính là một loại chế một loại phương pháp khác đại lộ quy tắc. Diệp Thần cùng nhau đi tới, đã từng sát lục chi đạo nhưng mà hắn một trong những lá bài tẩy. Chỉ là sau đó, Diệp Thần võ đạo và thực lực không ngừng tăng lên, giết hại mộ đạo đối hắn mà nói, đã không cường thế như vậy, liền rất ít vận dụng. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là có thể thi triển. Hơn nữa, giết hại mộ đạo có thể nói 10 phần phù hợp hắc ám căn nguyên. Nếu chỉ có hắc ám lực lượng mới có thể làm cho ngươi thần phục, vậy thì đi thử một chút. Diệp Thần trên tay nắm giữ nhiều loại hắc ám thuộc tính pháp thuật,
bảo vật cùng với quy luật, đủ để cho bóng sáng uống một bầu. Giết hại mộ đạo cuốn lên vô số tia máu, ở giữa đất trời này mở ra một cái hư không kẽ hở, giống như dương ra miệng lớn, đem bóng sáng nuốt xuống. Nhưng là vậy bóng sáng một khắc sau làm ra động tác, để cho người trố mắt nghẹn họng. Sau lưng hắn thiêu đốt hai cánh dần dần biến mất, theo linh lực nhảy, đông thiên triệt đất khí băng hàn dần dần nổi lên, tràn ngập toàn bộ màn trời. Đây là chuyện gì? Xa xa xem cuộc chiến tử thôn quỷ vương vậy ngây ngẩn, hắn tự vậy lau khí lạnh trong đó, đánh hơi được một chút cảm giác quen thuộc. Ngay sau đó hắn nhìn thấy một màn, hoàn toàn để cho người trợn mắt hốc mồm. Bóng sáng trước người, ngưng tụ ra một cây vô cùng là nhọn hàn băng thần gai, toàn thân băng xanh, chập chờn mạnh mẽ, chu vi vạn giảm khí lưu cũng làm rối loạn. Đây chính là hắn tuyệt kỹ thành danh, hồ lô rượu tuyệt thế võ đạo. Lại không nghĩ rằng bị linh hồn này thể cho học được. Tửu thôn quỷ vương thật là muốn chọc giận đến hộc máu. Bóng sáng lấy hàn băng thần gai, phá hư Diệp thần giết hại mộ đạo. Bất quá Diệp thần không có nửa điểm như đưa đám cùng kinh hoàng, hắn lần nữa triệu hoán ra giết hại lực, chỉ bất quá lần này lại nữa thuộc về mộ đạo, mà là từ thực tế quy luật bên trong xuyên thấu ra. Giết hại quy luật, hơn nữa gần sát bóng tối căn nguyên. Để cho ta xem ngươi vẫn có thể học được chút gì, không bằng đi thử một chút cái này. Diệp thần cong ngón tay bắn ra, lóe sáng lưu quang nổ bắn ra ra, đón gió cuồng tăng, sau đó xuất hiện, chính là mấy chục mặt đen nhánh ánh sáng lưu chuyển vô tận hắc ám nguyên phù. Những cái kia lập tại giữa không trung nguyên phù, sao động bất an, khát vọng máu tươi lực lượng, giống như là từng cái xúc thế đãi phát ma tộc binh lính, dương nanh múa vuốt, phách lối cực kỳ. Đi, đem nó cho ta trấn áp. Diệp thần con người đông lại một cái, hạ lệnh chỉ huy. Hắc ám nguyên phù hướng bóng sáng bên kia cực nhanh tiến về trước, oanh oanh liệt liệt, phá vỡ trước mắt đạo đạo bình phong che chở. Đồng thời hắn còn ném ra hai đạo phù ấn, gặp phải hắc quang hiện ra nguyên hình, ngay tức thì nổ tung phun ra ra từng đạo có bữa trụ to trạng màu tím sấm sét. Sấm sét nguyên phù, thành tựu hắc ám nguyên phù phụ trợ pháp bảo, có thể dùng uy lực tăng lần. Như thực lực này, thật sự là làm người ta hoảng sợ. Ba đại hộ pháp trong lòng đều là cả kinh, bọn họ còn không nhận ra lúc này Dịch Dung ăn mặc Diệp thần, chỉ là thán phục tại hắn thực lực. Bóng sáng không có những cái kia nguyên phù cùng bảo vật, nó có thể bắt chước chỉ là thiên phú kỹ năng cùng võ đạo, mà Diệp thần nơi dùng đến đều là đặc thù vật, coi như bắt chước, cũng chỉ có thể sử dụng năm thành không tới uy lực. Trong chốc lát, bóng sáng bị tất cả loại cường đại thủ đoạn chấn nhiếp, thậm chí khí thế cũng yếu đi mấy phút. Bất quá giờ phút này, nó vậy đôi lãnh đạm vô tình trong mắt, rốt cuộc hiện ra một màn điên cuồng vẻ. Thân là Thúy Trúc Chỉ bên trong diễn hóa ra thần hồn, hắn thật vất vả tránh thoát Thúy Trúc Chỉ trói buộc, tuyệt sẽ không cam tâm bị người ngoài đánh bại. Bóng sáng gầm thét không ngừng, bất quá hắn phát ra tiếng huýt sáo, tựa hồ có nhiều tầng thanh âm kêu lên, uy thế rời núi lấp biển. Ở một chớp mắt kia, hắn vậy thuần trắng thánh khiết trên thân thể, hiện ra đạo đạo kinh khủng đen nhánh đường vân. Một mực đi xuống lan tràn, đem toàn thân bao trùm. Những văn lộ kia tựa như sống lại vậy, ở hắn trên mình quấn quanh lưu chuyển, đều là sát khí ngất trời, diễn hóa ra vô số yêu ma quỷ quái ảo ảnh. Hơn nữa bóng sáng nơi gọi tới ma khí chứ có một đạo cực kỳ đặc thù lại đáng sợ ma uẩn, xa không tầm thường ma đạo thủ đoạn có thể so với. Đem khốn tại cuối bên trong giết hại quy luật, ngay tức thì bị cái này u ám ma khí phá hỏng. Mà hai đại nguyên phù tạo thành tinh mang mưa, hắc khí cuồn cuộn, đến bên cạnh, nhưng không cách nào xuyên thấu vậy u ám ma khí nửa bước. Bóng sáng thân thể chậm rãi từ trắng tinh chuyển là u ám, vậy từng đạo thần bí kỳ lạ đường vân, cũng ở đây hắn trên mình, bất ngờ thành hình. Không chỉ có như vậy, bóng sáng khí thế ổn định leo lên, hắn phảng phất là điều động trong cơ thể ngủ say hắc ám năng lượng, giúp thực lực bạo tăng. Rất nhanh thì có loài người bách gia cảnh 9 tầng thiên thực lực. Hơn nữa còn ở một đường leo lên, xem vậy tình thế, thật giống như là muốn chạm tới này cùng cảnh giới những ràng buộc. Diệp thần đổi hai loại phương thức công kích, hắn triệu hoán ra hủy diệt mộ đạo, cùng đại thiên trọng lâu trưởng dung hợp lẫn nhau, thúc dục sinh ra một tôn hủy diệt trọng lâu hư ảnh. Bất quá cho dù là hủy diệt lực, cũng không cách nào bước vào đối phương lãnh vực phân nửa. Diệp thần ánh mắt xuyên thấu ma khí lượn quanh kết giới lãnh vực, thấy vậy cả người đã đổi được u ám thâm trầm bóng sáng. Ai ngờ tên kia phát giác Diệp thần ánh mắt, ngẩng đầu lên, lại là tuét miệng cười một tiếng.
nhếch miệng lên độ cong, không phải khiêu khích là cái gì. Diệp Thần chợt cảm thấy buồn cười, hắn không nghĩ tới cái này ước chừng Thúy Trúc Tiên Trì trong đó nơi sinh ra thần hồn, lại sẽ sinh ra như người loại giống vậy tâm trạng. Xem ra muốn thi triển trình độ cao nhất võ đạo tuyệt chiêu. Diệp Thần thở dài một cái, đang dự định triệu hoán trong cơ thể Long Uyên Thiên Kiếm. Bên tai, liền truyền đến ôn nhu làm người hài lòng thanh âm. Diệp Thần, ngươi không thể cử động nữa dùng chỉ thủy một kiếm, cái này mảnh không gian đã không cách nào chịu đựng ngươi trình độ cao nhất võ đạo. Nếu như lại tới một lần, sợ rằng hư không sẽ hoàn toàn sụp đổ, có thể đem ngươi vậy mai táng ở chỗ này. Diệp Thần nghe được cái này nhắc nhở thanh âm, không khỏi thở dài. Người nói chuyện là Huyền Hàn Ngọc, nàng phán đoán, tự nhiên đặc biệt có tin phục lực. Không cần nàng nói, Diệp Thần đều đã mơ hồ phát hiện, bóng sáng cho gọi ra u ám ma khí sau đó, cái này một mảnh không gian địa giới, cũng đổi được mơ hồ. Cùng hắn lại dùng ra cực hạn võ đạo, sợ rằng còn không cùng đối phương đánh, cũng đã bị bể tan tành hư không chiếm đoạt. Không dùng tới trình độ cao nhất võ đạo liền muốn giải quyết hết tên này, tựa hồ có chút phiền toái. Diệp Thần nhíu mày, mặt lộ vẻ suy tư. Ha ha, có lúc võ đạo quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt, hơn mà không tinh, muốn có ích lợi gì đâu. Huyền Hàn Ngọc không khỏi cười nói. Huyền tiên tử, người có thể đoán được đối diện năng lượng là loại gì xuất xứ sao? Diệp Thần bắt cơ hội, lập tức hỏi. Ta không biết, Huyền Hàn Ngọc quay lại nói, bất quá ở ta cái đó niên đại lúc đó, cũng không có quỷ dị như vậy ma đạo lực lượng, ở sau đó, ta cũng chưa từng thấy. Chắc là ở ta trước khi niên đại sinh ra. Huyền Hàn Ngọc trước khi niên đại. Diệp Thần chép miệng một cái, vậy phải là biết bao rất xa thời đại, sợ rằng vậy cùng thời điểm, Hồng Quân lão tổ cùng võ tổ các người còn chưa bước vào không không thế giới đi. Vậy bóng sáng vốn chuẩn bị tốt lắm trình độ cao nhất nhất kích, muốn cho Diệp Thần nhìn một chút màu sắc, nhưng thấy hắn chỗ ở giữa không trung, tựa hồ là phát khởi ngây ngô. Hắn nhất thời làm thốt nhiên giận dữ, gào thét một tiếng. Đầy trời ma khí cuốn ra, giống như diệt thế cuồng chiều, chào hướng Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần nhưng là khẽ mỉm cười, không nhúc nhích chút nào. Trong cơ thể hắn đang ngưng tụ thế. Hiện tại hắn biết, dùng kia loại chiêu thức thích hợp nhất. Ngay tại ngắn ngủn trong nháy mắt, Diệp Thần con người đổi được lạnh như băng, lại sát ý tràn ngập, giống như u minh địa ngục trong đó đi ra ác ma tu la. Vĩnh dạ đại ma thiên. Hắn nhẹ giọng quát khẽ. Bàn tay huy động, lực lượng vô danh từ hắc ám chỗ sâu cuộn sạch đi ra, ngay tức thì liền bao phủ cái này một miếng đất lớn mang. Vô số ánh sáng đều bị cổ lực lượng này ăn mòn, đoạn thiên đoạn, tựa như lâm vào ngày tận thế. Vĩnh dạ đại ma trời, đại biểu nồng nặc nhất hắc ám, có khác biệt tại trình độ cao nhất võ đạo, nhưng lại giống vậy du ngoạn đỉnh núi. Hơn nữa phương pháp này là 33 thiên hồng mông cổ pháp trong đó một loại, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ở cái này không có chút nào quang minh hắc ám trước mặt, bóng sáng nơi hôi ra u minh ma khí, tựa hồ cũng thay đổi được nhỏ nhặt không đáng kể. Bóng sáng vậy đôi con người đen nhánh, lần đầu xuất hiện hốt hoảng. Hắn phát giác sự việc có cái gì không đúng. Một khắc sau, u minh ma khí hung hăng đụng phải vĩnh dạ đại ma thiên bên trên, hai loại hắc ám sinh ra va chạm, yên tĩnh không tiếng động, nhưng dòng nước ngầm phun trào. Lách cách, lách cách. Phảng phất có nước nhỏ giọt xuống đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó chính là vật thể thanh âm tan vỡ, một sóng tiếp theo một sóng, bên tai không dứt. Một thanh kiếm xuyên qua hắc ám, đem u minh ma khí biến dạng, mà Diệp Thần bóng người vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí khóe miệng còn treo có một phần nụ cười như có như không. Ngươi thua, Diệp Thần nói. Nhẹ bỗng ba chữ, lại để cho bóng sáng như ngũ lôi oanh, đứng tại chỗ nhúc nhích không được. Hắn đúng là thua. Đang nồng nặc đến mức tận cùng hắc ám trước mặt, vậy vô tận 5 tháng trước, hấp thu vậy một món ma khí vậy không còn gì vô tồn. Hắn sau cùng thần niệm bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt, từ đây tiêu tán không gặp. Bóng sáng chỉ để lại một bộ thân xác, sừng sững ở giữa thiên địa, cho dù thần hồn tiêu tán, thân thể vậy sẽ không theo diệt vong. Diệp Thần đi lên trước, cẩn thận đánh giá bóng sáng lưu lại cái này bức thân xác, trên căn bản cùng hình người không khác. Nhưng là nhìn kỹ lại, tựa hồ còn có khác thường hơi thở ở trong đó lưu truyền. Diệp Thần thu liếm tâm thần, đưa tay đưa vào trên đó, chỉ chốc lát sau, ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi bốc lên,
mà Diệp Thần chính là từ trong gặp được thái cổ tới viễn cổ vô số hình ảnh, thiên đạo mênh mông hơi thở, một đường truyền tới đầu óc. Vô số thái cổ thần ma, viễn cổ đại năng tranh nhau xông ra, vô cùng vô tận, thiên địa run run. Đây là trước mặt thân xác nơi trải qua thời đại, bắt nguồn xa, tuổi rất xưa, đã không biết qua nhiều ít cái trăm nghìn năm. Chắc hẳn cái này thần hồn cũng chỉ là mượn dùng thân xác mà thôi, cũng không phải là nguyên chủ nhân. Diệp Thần đem thu vào bầu trời hoàng tuyền đồ bên trong, tiếp theo xoay người, mặt hướng về phía ở lại một nơi trong dãy núi lúc đó, đi cũng không được ở lại cũng không xong ba đại hộ pháp. Tử thôn quỷ vương cầm rượu lên hồ lô, đổ hai miệng, cùng tu la quỷ vương mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng, vẫn là Bắc Phong lang miễn cưỡng nặn ra một chút mặt mày vui vẻ. Luân hồi chi chủ, người khỏe. Cút, cho các ngươi 10 giây thời gian. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Bắc Phong lang ngây ngẩn, hắn vốn định thà chào hỏi, lại không nghĩ rằng Diệp Thần như thế không khách khí. Diệp Thần sở dĩ không chém chết mấy người, là bởi vì thế chỗ không gian chịu đựng, vạn nhất cái này ba người tự bạo, và Diệp Thần lấy mạng đổi mạng, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Tử thôn quỷ vương cái đầu tiên đi, Bắc Phong lang cũng chỉ có thể theo sát phía sau. Diệp Thần đi cái này mảnh không gian chỗ sâu đi, Thúy Trúc Trì, chắc hẳn là ở chỗ đó. Cố nhiên không phải chân tránh Thúy Trúc Tiên Trì, nhưng chỉ là trong đó một phần chia, sợ rằng đều là một khối thần vật. Diệp Thần đem vậy cái con rối thu vào, tính toán sau này luyện chế thành tuyệt thế chiến thân thể, rót vào một chút linh hồn, vì mình sử dụng. Hắn xuyên phá chỗ sâu hư không, đi tới cổ chiến trường, ở mái vòm bên trên, có một đầu thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh Phượng Hoàng ảo ảnh vừa vặn lướt qua. Không chỉ là Phượng Hoàng, còn có Rồng Thần, Kỳ Lân, Tỳ Hưu Vân. Vân viễn cổ bách thú đều ở đây chỗ dạo chơi. Cái này một tí để cho Diệp Thần hoài nghi cái này Thúy Trúc chỉ có phải hay không nuôi thú ao, lại có thể diễn hóa ra như thế nhiều cự thú dị tượng. Chung quanh không gian cũng làm sôi trào, phù văn đầy vải, khí thế kinh khủng lan tràn, tựa như phát giác Diệp Thần là người xâm lăng, đều là hướng hắn bên này cuồn cuộn tấn công tới. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong luân hồi huyết mạch sôi trào. Cái này Thúy Trúc chỉ sợ rằng người bình thường còn không thu nổi. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải là người bình thường. Người chẳng qua là Thúy Trúc Tiên chỉ một phần chia mà thôi, như thế nào đi nữa mạnh mẽ, có thể có người chiến đấu suy nghĩ sao? Diệp Thần bước ra một bước, hắn muốn mau chút đem cái này Thúy Trúc chỉ bắt vào tay, trực tiếp vận dụng hư linh thần mạch, đầy trời quy tắc xích thần, hóa thành từng đạo sáng chói thần quang. Trừ cái này ra, hắn còn vận dụng 3-4 hạng hư vô thần thông. Chính là muốn đem trước mặt bách thú ảo ảnh một lưới bắt hết. Nhưng mà vậy mái vòm dưới, mấy cây ngập trời cột, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng, tựa như chống lên cái này phiến cổ xưa thế giới. Ở mỗi trên một cây cột, cũng có khắc phù văn thần bí, lóe lên lúc thô bạo bên lậu, ngưng kết thành vô song trận pháp, thần uy tản ra, vô cùng cảm giác bị áp bách hạ xuống nơi đây. Liên Diệp Thần cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn lại, vậy cuồn cuộn thần uy làm hắn cũng có chỗ kiêng kỵ. Nếu như tầm thường thủ đoạn không cách nào thu phục, vậy cũng chỉ có thể thử một chút biện pháp khác. Diệp Thần suy nghĩ, dừng ở thứ nhất cây thông thiên trụ trước mặt, nơi này hẳn là đi thông Thúy Trúc chỉ cuối cùng một đạo cấm kỵ. Làm Diệp Thần thấy vậy cây cột không lâu, hắn dần dần đổi đến đỏ bừng, hơn nữa ngọn lửa quấn quanh, sáng mở bốc hơi lên, một đầu Phượng Hoàng vỗ cánh bay lượn, dường như muốn xông lên tới vậy trên 9 tầng trời. Khác ở cái này cây cột phía trên Phượng Hoàng. Không giống mới vừa như vậy là một đạo ảo ảnh, ngược lại trông rất sống động. Ồ, Diệp Thần có chút kinh ngạc. Xem tới nơi này cũng không cũng chỉ có ảo ảnh, ngược lại còn hàm chứa vô thượng viễn cổ đại lộ. Diệp Thần trầm xuống tim tới, trực tiếp ngồi xếp bằng tại trong hư không, cùng vậy màu đỏ cột rất gần. Hắn cẩn thận đọc và tìm hiểu trên cây cột nơi điêu khắc minh văn, ở hắn trong mắt xem ra, những cổ xưa kia minh văn tựa như hóa là một đầu Phượng Hoàng. Bay lượn 9 tầng trời, cho tới đáy biển. Những phù văn kia lên trói lọi trong bất chi bất giác tụ vào trong cơ thể hắn, liền chính hắn cũng không từng phát hiện. Hắn ngồi xếp bằng 2 ngày 2 đêm, rốt cục thì đem vậy Phượng Hoàng minh văn dấu vết toàn bộ hiểu được. Những cái kia thiêu đốt xích diễm cổ xưa minh văn, ngưng tụ thành mấy cái cổ xưa lại huyền diệu chữ viết. Phượng Hoàng thiên đạo. Bầu trời vang lên vô số sấm tiếng. Đi đôi với mưa như chút nước mưa xối xả rơi xuống. Mà Diệp Thần cũng có chút cảm,
hắn chậm rãi giãn ra toàn thân, cả thân xương cốt đùng đùng vang dội. Rất nhanh hắn từ từ nổi lên vân tiêu, đạp một cái hư không, không ngừng diễn hóa vậy vô cùng là tuyệt diệu phượng hoàng thiên đạo. Chí dương chí cương hơi thở, phun ra, vần quanh chu thiên, ở hắn mấy trăm ngàn cái đan điền khí hải trong đó, qua lại sôi trào, miễn cưỡng không ngừng. Cái gọi là phượng hoàng thiên đạo, là do siêu cổ phượng hoàng diễn hóa tới, thoát khỏi thái thượng đại lộ, đản sanh vô càng lâu đời niên đại. Mà đây Thúy Trúc chỉ thật lâu không thể làm người nơi được, cũng có siêu cổ thiên đạo che giấu công. Lúc đầu lại là như vậy. Diệp Thần không khỏi bừng tỉnh, hắn lĩnh ngộ cái này phượng hoàng, sau khi nghe được mới có thể phát hiện bí mật trong đó. Cái này bốn cây thông thiên trụ, mới là lấy được Thúy Trúc chỉ mấu chốt. Chỉ có lĩnh ngộ ẩn chứa ở bốn cây trên cây cột siêu cổ thần thông, mới có thể hoàn toàn mở nơi này cấm chế. Vậy Thúy Trúc chỉ liền núp ở bốn cây cột bên trong, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ, phương có thể mở. Diệp Thần ở thứ nhất cây cột trước dừng lại hồi lâu, lĩnh ngộ không cách nào tưởng tượng phượng hoàng thiên đạo. Từ nào đó một tầng diện đi lên nói, thiên đạo pháp bảo uy lực, thậm chí vượt qua 33 thiên thái thượng thần khí. Nếu như đổi thành những người khác tới, sợ rằng còn chưa từng tu được vậy phượng hoàng đằng phi chân lý, cũng đã bị cổ xưa phù văn thần bí căng bể thân thể. Lại qua một ngày một đêm, Diệp Thần coi như là hoàn toàn nắm giữ cái này phượng hoàng thiên đạo tinh túy. Rồi sau đó hắn đi tới cây thứ hai thông thiên trụ, bắt đầu ngồi xuống hiểu. Cái này cùng cột cũng không xem phượng hoàng như vậy lửa cháy mạnh ngút trời, mà là vang lên một phiến đại lộ âm. Kinh Phật chữ viết hiện lên ở trước mặt hắn, để cho Diệp Thần hơi có chút kinh ngạc. Trong bất chi bất giác, hắn lâm vào cái loại này trạng thái huyền diệu, an tâm lĩnh ngộ cây thứ hai trên cột đá, vậy một hàng lóe lên màu vàng nhạt sáng bóng Phật gia chữ viết. Chúng sanh viết Phật trốn không ra phổ hóa, siêu độ cùng với Phật duyên mấy chữ này mắt, có thể cái này xếp kinh Phật nhưng đem này cùng toàn bộ bỏ ra, trực tiếp tham khảo một cái ở giữa đất trời này thần bí nhất vấn đề. Vì sao là khởi nguyên? Cái gọi là khởi nguyên, cùng vũ trụ vạn vật tức tương quan. Sinh lúc từ vì sao tới, lúc chết hướng đi nơi nào. Này cùng trên cột đá ghi chép vô số vượt quá thời đại Phật gia đại năng, không tranh danh lợi, không cầu trình độ cao nhất chi đạo, chỉ là dò được cái này trong thế gian chân lý. Diệp Thần trong lòng kính nể cảm tự nhiên nảy sanh, cảm thấy kính nể. Ở nơi này chờ thiên địa huy hoàng chiếu rọi xuống, hắn lâm vào không thể tự kiềm chế trạng thái, mỗi thời mỗi khắc đều có hiểu ra. Ước chừng một cây cột đá. Liền bao hàm quá nhiều vô số Phật ra đời trước người trước gục ngã người sau tiến lên hành trình, giống như viễn cổ kỷ nguyên mấy ngọn đèn sáng, từ đầu đến cuối chưa từng tắt. Chưa từng có người tìm được khởi nguyên câu trả lời, nhưng là, trong đó ẩn chứa Phật đạo thần lực, bắt nguồn xa, trải qua hồi lâu không giảm. Diệp Thần tới chỗ này, giống như là gặp là hắn đo thân làm theo yêu cầu Phật Pháp, hắn thân xác hoàn toàn có thể chứa vô số kinh văn lực lượng. Phịch, hư không tiếng truyền tới. Từng cơn nổ tung, Diệp Thần căn bản không cần bất kỳ động tác, chỉ cần mở ra hai tròng mắt, liền có vô số kinh văn hóa thành nước lũ, xóa bỏ hết thảy trước mặt đục ngầu. Cây thứ hai thông thiên trụ lên siêu cổ Phật văn, cũng bị Diệp Thần hiểu thấu đáo xong. Hồi lâu xuống, Diệp Thần không chỉ không có chút nào mệt mỏi, ngược lại càng ngày càng tinh thần, cả người khí chất sinh ra lột xác vậy biến hóa. Bất quá đến cây thứ ba cột đá, nhưng gặp chút phiền toái. Đây là một loại cần cùng thiên địa câu thông vạn thú bảo thuật, đối với hồn phách độ tinh khiết yêu cầu cực cao. Diệp Thần trong huyết mạch xảm tạp cường đại yêu tộc và long tộc máu tươi, lúc này lại vừa vặn trở thành trở ngại. Vì hiểu được cái này siêu thời xưa cao nhất phương pháp, Diệp Thần dốc toàn lực, phá rồi sau đó lập, bỏ ra trong huyết mạch dung hợp đủ loại, đem vậy phức tạp rườm rà vạn thú bảo thuật hội tụ đi vào. Từ đó hoàn thành thay đổi. Ước chừng một ngày. Diệp Thần một mực thừa nhận thần hồn tẩy, thống khổ dị thường. Nhưng hắn nhưng cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào. Sốt cuộc, làm vô số đầu thần thú san sát tại trong hư không, phát ra ngút trời uy thế lúc đó, Diệp Thần thì đã thành công luyện hóa uy lực này mạnh mẽ thần thuật. Liên quan hắn thân xác cũng thay đổi được bất tử bất diệt, chắc như bàn thạch, so với trước kia càng bá đạo hơn tuyệt luân. Ước chừng qua mấy ngày, Diệp Thần nhưng hoảng hốt vượt qua một thế kỷ. Hiểu cái này vô thượng thần pháp, cần toàn thân tim bơm vào, hơn nữa phải hơn cầu chịu được từ từ trinh đồ cô quạnh. Cái này ba cây thông thiên cột đá còn sót lại người, không cần suy nghĩ nhiều,
đều là vậy cực xa cổ niên đại lúc ngạo thị quần hùng cường giả. Phượng hoàng thần thú cùng Phật gia đại năng, còn có vậy không biết tên họ ngự thú người. Rốt cuộc, hắn tới đến cuối cùng một cây cột đá trước mặt, nhưng mà ngồi yên nửa ngày, cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Cái này cây thứ tư cột đá tựa như giống như bề ngoài như vậy, không có chút nào gợn sóng. Diệp thần có chút kỳ quái, hắn định thần suy nghĩ hồi lâu, ngay sau đó đối mặt cây thứ tư cột đá, thi triển ra trước đây ba cây cột đá thần thông, nhưng như châu đất xuống biển, không có một chút tin tức. Chẳng lẽ là ta hội ý sai rồi? Diệp thần cau mày suy tư hồi lâu, quyết định sau cùng lấy cực hạn võ đạo tới thử vận khí một chút. Làm chỉ thủy một kiếm xuất hiện trong nháy mắt kia, cây thứ tư cột đá sinh ra kịch liệt bạo động, viễn cổ man hoang hơi thở tràn ngập ra, xuyên qua cửu thiên thập địa, dường như muốn chém chết tinh thần, hủy diệt chư thiên thế giới. Vậy siêu cổ thê lương ý, đập vào mặt, để cho Diệp thần đi theo cùng nhau trở lại quần tinh sáng chói niên đại. Không có Hồng Quân lão tổ, không có võ tổ, càng đừng sách ngày cũ tổ và vũ hoàng cổ đế. Một đạo thân ảnh to lớn đứng ở giữa thiên địa, bầu trời là hắn đôi mắt, mặt đất là hắn ngực, sơn xuyên là vậy tráng kiện vô cùng bắp thịt, mà con sông chính là hội tụ thành từng cái huyết mạch chảy kinh mạch. Hắn là thiên địa, là chủ tể. Liền liền bộc phát ra vạn trượng quang tua thái dương, đều là hắn thân thể biến thành con ngươi. Mênh mông bao la, cường đại đến không có biên giới. Siêu thời xưa, không phải một cái thời đại, mà là một người. Diệp thần trong mắt lóe lên lấp lánh hào quang. Hắn tựa như nhìn thấy ở đó xuyên qua vô số năm xa xôi niên đại, người nọ là như thế nào thống trị thiên địa. Liền liền Hồng Quân lão tổ sợ rằng đều không cách nào đạt tới hắn như vậy cảnh giới, đã vượt qua thực tế, thậm chí nói có thực tế quy luật ra lực lượng, không phải không không, mà là khác một loại, khó mà nói chẳng kỳ diệu lực. Cảnh tượng như vậy ước chừng chỉ kéo dài một cái hô hấp thời gian, liền biến mất không gặp, hùng vĩ thiên địa đổ hóa thành quyên quyên tế lưu, tiến vào Diệp thần trong cơ thể, trở thành cuối cùng như nhau khen thưởng. Bốn cây thông thiên thạch trụ, im hơi lặng tiếng, lặng lẽ xuất hiện, thu nhỏ lại ngưng kết thành bốn chỗ phong bi. Chúng theo thứ tự sắp hàng ở Diệp thần trước mặt, lóe lên hắc u sáng bóng. Mà phía trên kia thì có điều văn, một chính là Diệp thần thành công phá giải bốn cây trên cột đá bí mật, thành công lấy được khen thưởng. Làm Diệp thần lộ ra dấu bàn tay tại trên đó lúc đó, bốn khối phong bi đồng thời thuân nứt ra tới, hóa thành vô số tinh thần mảnh vỡ, toàn bộ tụ vào Diệp thần trong cơ thể. Dựa theo văn bia phía trên khắc chữ viết, bốn cây cột đá đem hợp bốn là một, trở thành người thừa kế đại lộ căn cơ, đây cũng là lần này thực tập thành quả. Một khối đá bia yên tĩnh trôi lơ lửng ở Diệp thần khí hải bên trong, những thứ khác bảo vật ngăn ra, tung bay ư như đứng một mình tại đời, ngạo nghễ không thể tả. Sợ rằng chỉ có vậy mấy khối luân hồi huyền bi, đối mặt này cùng siêu cổ phong bia, mới có thể không rơi hạ phong, song song đứng. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp thần đã khẳng định, đời này mình, nội tình vượt xa đời trước. Đời trước mình, lựa chọn sống lại, có phải là vì chờ đợi ngày này? Hôm nay Diệp thần còn chưa đạt được cuối cùng phong ấn vật, Thúy Trúc Trì, có thể chuyến này đến đây thu hoạch, đã vượt xa tưởng tượng. Bốn phía này tất cả cấm chế đều biến mất, bốn cây thông thiên trụ phảng phất từ không tồn tại qua, mất đi thân hình, hoàn toàn không gặp. Nhưng mà Diệp thần như cũ không có phát hiện Thúy Trúc Trì bóng người, không khỏi có chút kỳ quái. Hắn đem Lộc Con gọi ra. Cô gái nhỏ ngắm nhìn bốn phía, thần sắc giống vậy nghi ngờ. Ta cảm ứng là tuyệt đối không có sai, Thúy Trúc Trì ở chỗ này. Từ xưa đến nay, Tứ Hải La Bàn đi đôi với Cựu Nhật Chi Chủ, tìm tất cả loại di tích bảo vật, thần thông phương pháp chưa bao giờ xuất hiện qua không may. Hôm nay Lộc Con vậy chắc chắn, Thúy Trúc Trì ở nơi này. Chúng ta tiếp tục đi vào bên trong, nơi này thật giống như còn có một đạo bình phong che chở. Lộc Con bước chân nhẹ nhàng, nàng cả người tản ra óng ánh chói lọi. Cùng đối ứng là Tứ Hải La Bàn vận dụng căn nguyên lực, giống vậy tản ra nhàn nhạt chói lọi. Hai người đi tới một mảnh sương mù mê mang vùng, lại thuộc về khác một phiến độc lập không gian, nơi này có sáng mở toàn bộ nhô lên, điềm lành chói lọi cùng sương mù dày đặc mông lung, hình thành mãnh liệt so sánh. Diệp thần chỉ có thể xúc động, cái này U Linh Triều Trạch cứ gọi làm âm hồn không gian thôi, từng tầng chồng lên không gian, thật sự là để cho người đi tới chết lặng. Lộc Con ở trước mặt dẫn đường, mang Diệp thần bước chân vào vậy hai phía khu vực giao hội điểm, cảnh tượng trước mắt đột nhiên rộng rãi.
Bọn họ cách vậy mảnh không gian nội bộ còn có chỗ rất xa, liền có thể thấy rực rỡ chói lọi, sương mù lại nữa tràn ngập, vậy huy hoàng cảnh tượng hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Giống như là đi tới tiên sương mù bốc hơi bầu trời, mỗi bước ra một bước, liền có thể cảm giác được mình mây trôi lên. Chắc là nơi này đi. Vậy phía trước là cái gì? Diệp Thần gặp được lau một cái sáng mờ, trên không trung rạch ra, ngưng tụ thành vô số xanh biếc nước trong veo châu, chậm rãi nhỏ xuống. Sương mù mông lung, ánh sáng chói mắt chợt lóe lên, ngay sau đó chính là một phiến tường hòa, một ao nước suối lẳng lặng nằm ở nơi đó, gợn sóng lan truyền, có nhiếp tâm hồn người lực lượng. Lộc Con kêu lên một tiếng, lộ vẻ được vô cùng là vui vẻ, đoạn đường này tới nay nàng cũng có không nhỏ áp lực, rất sợ cho Diệp Thần chỉ sai rồi phương hướng, từ đó rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hiện tại nàng có thể xác định, trước mắt cái này miệng ao chính là trước đây thật lâu có duyên gặp qua một lần Thúy Trúc Trì. Gặp qua cái này ao sau đó, Diệp Thần trong cơ thể vạn nặng khí hải cũng mơ hồ run run, phượng hoàng ý voi phác họa, hơn nữa kinh Phật ngâm tụng, ở hắn trong ý nghĩ vang vọng không ngừng. Liền liền hắn ban đầu ở hắc ám cấm hải đáy biển thế giới, đạt được vạn yêu tiên ao lúc đó, cũng không từng sinh ra qua dị tượng như thế. Lúc này hắn có thể khẳng định nói, cái này Thúy Trúc Trì, rất cường đại. Đáng tiếc cũng không phải chân chánh hoàn chỉnh Thúy Trúc Tiên Trì. Có lẽ Thúy Trúc Tiên Trì mới là bốn đại tiên ao đứng đầu, bởi vì hắn tản ra hơi thở đã vượt xa thái cổ đại lộ, là viễn cổ trong thời kỳ cũng đã tồn tại sự vật. Chẳng biết tại sao, bị người đứng vào liền 33 thiên thái thượng thần khí hàng ngũ. Diệp Thần cùng Lộc Con tới gần nơi này phiến ao, hoặc giả là bởi vì Diệp Thần trong cơ thể tản ra phong bi hơi thở, để cho Thúy Trúc Trì cũng không có kháng cự. Ngược lại có một màn sương mù nhàn nhạt, ở hắn bao quanh liền hai vòng, vô cùng bản thân cùng nhu hòa. Cái này Thúy Trúc Trì so với ta năm đó gặp lúc đó, thật giống như hơn nữa hùng vĩ bàng bạc. Lộc Con nhẹ giọng nói, tiếp theo nàng tựa hồ nhớ lại nào đó sự kiện, lặng lẽ đối Diệp Thần nói. Ta cùng ngươi nói, năm đó chủ nhân từng thử nghiệm muốn thu phục Thúy Trúc Trì, nhưng là lại bị Thúy Trúc Trì cự tuyệt, chủ nhân khi đó chấp trưởng thiên võ tiên môn, thống lĩnh thái thượng thế giới. Đắc ý có phải hay không đâu, kết quả cuối cùng nhưng ra hình dáng, bất quá thật may à, lúc ấy trừ ta ra không có những người khác ở bên cạnh. Lộc Con xem nói bí mật nhỏ vậy cùng Diệp Thần giải thích, còn dặn dò hắn ngàn vạn lần không muốn truyền đi. Diệp Thần đối với lần này chính là cười nhạt, thấy Lộc Con vậy bộ dáng khả ái, không nhịn được đưa tay vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Lộc Con chính là nhanh chóng lui ra hai bước, nhẹ nhàng hừ một cái, hình dáng ngạo kiều rất. Thế nhưng đôi mắt to nhưng nháy nháy, linh động đáng yêu. Diệp Thần ánh mắt quét đến liền vậy ao, cũng không phát hiện bất kỳ phù hiệu nào, chỉ ở bên bờ thấy một nơi trúc ảnh, ba lượng cây trúc dựa chung một chỗ, tùy tính đứng. Tới gần nơi này phương Thúy Trúc Trì, bên trong nước suối lần đầu gặp xanh biếc, gặp lại trong suốt, tựa như có trọc cảnh cùng thấu kính hai loại màu sắc. Hắn không giống vạn yêu tiên ao như vậy trấn thiên hám, huy hoàng vô cùng. Có chỉ là tiếp tục lâu dài, yên lặng tường hòa. Chỉ là vậy ba lượng trúc ảnh, liền tự thành một ô thần thánh thần bảo, ở trong đó chiếm cứ, hiển hiện ra vạn trượng chói lọi. Đến bên cạnh, hắn cẩn thận xem sau đó, vậy ao trong đó lại có vô số vòng tròn thế giới, mỗi một phe thế giới dài cỡ một trượng, thần quang lưu chuyển, mấy đóa trắng tinh hoa sen vẩn quanh chung quanh, khí tức thần bí mạnh mẽ. Cái này Thúy Trúc Trì tuy nói năm đó chẳng muốn bị người bất kỳ chi phối. Nhưng là nghiên cứu không ít người. Ở lúc xưa đời đại chiến trong thời kỳ, không thiếu cường giả thần hồn gặp phải tổn thương nặng, khi đó bầu trời một phiến quang vũ lướt qua, tí tách mà rơi, đổ vào mưa nhân thần hồn lại dần dần hết bệnh. Nhiều người sau đó mới biết, hành động này là vậy từ lúc ban đầu trong ao sản sinh ra thần hồn làm, lúc mới bắt đầu nhất, hắn bản tính hiền lành, suy nghĩ cứu tế bá tánh, chỉ bất quá sau đó bởi vì lâu dài kiềm chế mới dần dần rơi vào điên cuồng. Lộc Con nhìn qua hình dáng như bé gái vậy, nhưng trong thực tế, chân thực tuổi so với Diệp Thần không biết dài nhiều ít. Nàng trong mắt hiện ra lau một cái, cùng thiếu nữ thân phận không tương xứng bể dâu, ước năm xưa, cao ngất năm tháng. Tốt lắm, hiện tại ngươi có thể thử nghiệm thu phục nó, liền xem ngươi có hay không cái loại này tạo hóa. Lộc Con hì hì cười một tiếng, ngay tức thì tránh ra thật là xa. Diệp Thần có chút kỳ quái nhìn nàng một mắt. Sau đó đem toàn bộ tâm thần vùi đầu vào trước mặt ao trong đó. Toàn bộ quá trình tiến hành được vô cùng thuận lợi,
trong cơ thể hắn luân hồi huyết mạch cùng vậy phượng hoàng cơ duyên cũng không khác biệt, đi qua dung hợp, đã sơ cái phượng hoàng lực. Mà ở huyết mạch bồi bổ dưới, Thúy Trúc Trì trong đó dần dần sinh dài ra chừng 10 cây thanh thúy cây trúc, ở đó ao nước trong đó phá kén ra, thuận thế lên cao, mọi cử động hàm chứa sinh mạng ảo diệu. Tránh được thật xa Lộc Con thật là thấy đờ ra, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Thần thu phục cuộc hành trình lại sẽ tiến hành được như vậy thuận lợi. Không nên à, Thúy Trúc Trì hẳn phản kháng mới đúng, trong suốt nước suối sẽ hóa thành cơn sóng thần, những cái kia cây trúc sẽ trở thành là trên thế giới nhất bén thần binh. Lộc Con tự lẩm bẩm. Bất quá Diệp Thần là không nghe được, hắn ý thức tiến vào hư ảo không gian trong đó, đứng ở đó chút chút xanh dưới. Cùng lúc đó, Thái Thượng Thế Giới. Vũ Hoàng Cổ Đế ở trần, yên lặng ở một phiến trúc xanh nước hồ bên trong. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện, cái này thì là chân chánh Thúy Trúc Tiên Trì. Nơi này sức sống và tiên thụy khí, vượt xa Diệp Thần thấy Thúy Trúc Trì. Đột nhiên, Vũ Hoàng Cổ Đế mở mắt ra, hắn ngưng mắt nhìn Thúy Trúc Tiên Trì, thần sắc ngưng trọng. Vì sao, ta cảm nhận được liền Thúy Trúc Tiên Trì chập chờn. Giống như, nó bị lực lượng nào đó tước đoạt. Chẳng lẽ Thúy Trúc Tiên Trì bên trong đánh mất một phần chia, bị người tìm được. Giờ khắc này, Vũ Hoàng Cổ Đế hai tròng mắt bị vô tận lửa giận thay thế. Thúy Trúc Tiên Trì, là hắn chấp trưởng. Người bất kỳ cũng không có tư cách chấm mút. Nếu như chấm mút, hắn liền sẽ lấy cao nhất lực đem rất miễn cưỡng phá hủy. Vũ Hoàng Cổ Đế nhắm mắt lại, chung quanh hư không mơ hồ sụp đổ, thiên cơ dường như muốn vì vậy phá vỡ. Nhưng rất nhanh, một đạo cổ xưa phù văn xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phù văn tựa như hội tụ ra một đôi vô hình màu máu bàn tay, nhẹ nhàng động một cái, liền đem hư không hoàn toàn khép lại, thậm chí ở cuối cùng còn ngưng tụ ra một cặp tròng mắt. Cặp mắt kia cực độ lạnh như băng, chỉ như vậy nhìn chòng chọc Vũ Hoàng Cổ Đế một mắt. Vũ Hoàng Cổ Đế tựa hồ cũng không ngoài suy đoán, hắn cười lạnh một tiếng, người ở ngăn chờ ta điều tra. Coi như ta không điều tra, chỉ cần tên kia tới Thái Thượng Thế Giới, ta là có thể phát hiện tồn tại. Hắn chết, chẳng qua là sớm muộn thôi. Nói xong, Vũ Hoàng Cổ Đế không để ý nữa, tiếp tục hấp thu Thúy Trúc Tiên Trì lực lượng. Hình ảnh quay về. Mông lung sương mù ở giữa rừng qua lại, xen lẫn, Diệp Thần hơi thở một cái hút, liền cảm tâm thần sảng khoái. Nhất là đặc biệt vẫn là vậy rừng trúc bầu trời, mỗi cây cây trúc, kết ra một phiến màu vàng kim lá trúc. Vàng óng sáng chói, thương thúy ướt át, liếc nhìn lại, tựa như có thể từ trong liếc về đến thời gian cuối. Tí tách, màu vàng kim lá cây mạch lạc, chậm rãi ngưng tụ ra một giọt trí thuần vàng óng chất lỏng, theo lá cây tột đỉnh nhỏ xuống. Vàng óng chất lỏng nhỏ xuống, nhìn như nhanh chóng, thực tế cũng không so chậm chạp, liên quan hư không cũng xuất hiện vô số dị tượng, dọc đường tất cả quy luật cũng làm tan biến. Mảnh thiên địa này, căn bản không cách nào chứa nó lực lượng. Hai giọt vàng óng chất lỏng, một trước một sau, phân biệt rơi xuống Diệp Thần cặp mắt bên trong, mà một khắc sau Diệp Thần ngửa đầu nhìn trời, đôi mắt bên trong nổ bắn ra ra kim quang sáng chói, thẳng tới thương khung chỗ sâu. Mỗi cái cây trúc đều có một giọt, những thứ khác chính là nhỏ xuống ở Diệp Thần tứ chi cùng với ngực. Mỗi tiếp nhận một giọt thần thánh vàng óng chất lỏng, Diệp Thần khí thế liền sẽ leo lên một phần. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Lộc Con thật là trợn mắt hốc mồm, trong chốc lát không nói ra lời. Diệp Thần ý thức đã chiếm cứ thành một con thần long, hắn biết Thúy Trúc chỉ đang đem toàn bộ ao ngưng tụ tinh hoa cho mình. Chất lỏng này thuần túy vô cùng, còn mang một món nhàn nhạt thanh thơm. Theo máu hấp thu, ở hắn khí hải bên trong vậy phong bi vậy chấn động, nhất thời diễn hóa ra bốn loại vô thượng siêu cổ thần thuật. Hắn vốn là chỉ là muốn đem cái này Thúy Trúc Trì mang đi, giao cho cựu Nhật chi chủ. Lại không nghĩ rằng Thúy Trúc Trì chủ động nhận chủ, trợ giúp hắn niết bàn tăng lên. Đem tất cả vàng óng chất lỏng hấp thu sau đó, cái này Thúy Trúc Trì liền hoàn toàn đổi thành là hắn bổn mạng vật, theo thần niệm động một cái. Trước mặt tiên khí bốc hơi ao biến mất không gặp, chuyển tới khí hải bên trong, cùng khối kia phong bi cùng tồn tại. Ít đi Thúy Trúc Trì lực lượng gia trì, cái này phiến núp ở hư không chỗ sâu nhiều năm độc lập không gian, liền cũng không nhịn được nữa, bắt đầu sụp đổ dấu hiệu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta đi thôi. Diệp Thần để cho Lộc Con tiến vào tứ hải la bàn trong đó, nhưng là vừa quay đầu,
nhưng phát hiện Lộc Con thần sắc có cái gì không đúng. Nàng thần sắc đổi được đờ đẫn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tựa như gặp được nào đó dạng chuyện bất khả tư nghị vật. Diệp Thần đưa tay một chút, một giọt thúy trúc trì nước dung nhập vào nàng giữa lông mày. Lộc Con lúc này mới cả người chấn động một cái, tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi phát sinh cái gì? Diệp Thần truy hỏi nói. Lộc Con vậy biểu thị có chút mờ mịt, nàng hoàn toàn không biết. Mà lúc này không biết từ hư không nơi nào, truyền tới một đạo tiếng cười khinh miệt. Luân hồi chi chủ, người thiên phú quả thật là tuyệt thế không xong à, bất quá vậy thì như thế nào đâu, cuối cùng vẫn là cho ta làm đồ cưới, ha ha. Bể tan tành hư không, vào giờ khắc này tựa như ngưng văng tung tóe, âm hiểm cực kỳ tiếng cười không ngừng vang vọng, để cho Diệp Thần thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Trước mặt hư không có một đạo màu máu bóng người từ hoang vu chỗ nổi lên, hắn người mặc màu máu trường bào, cả người bao phủ ở vô tận trong xương máu, không thấy rõ dung mạo. Nhưng mà hắn tản ra khí thế, nhưng làm Diệp Thần trong lòng trầm xuống. Đến gần nửa bước thiên quân thực lực. Diệp Thần thậm chí cảm thấy, người này thực lực chân chính vượt quá tại nửa bước thiên quân, mà là sử dụng bí pháp nào đó, hàng làm cho này cùng cấp bậc, phương mới có thể đi vào U Linh triều trạch. Đây đối với hắn mà nói là tin tức tốt, nếu là đối phương không hạ xuống thực lực, mình có thể một chiêu đều không địch. Ngươi là ai? Diệp Thần hỏi, cùng lúc đó, hắn đã chuẩn bị xong thi triển thần thông. Hắn cũng không sợ người này trước mặt, nhưng lúc này không phải đấu thời cơ. Ta là ai? Hi hi, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần rõ ràng, từ nay về sau ngươi vậy sẽ sống, nhưng là lấy năng lượng hình thức ở trong cơ thể ta. Mà ta, vậy sẽ sống. Trở thành đồ chứa một phần chia, trợ giúp ma tổ đại nhân Niết Bàn sống lại. Huyết sắc kia bóng người rốt cuộc lộ ra chút mặt mũi, nhưng ước chừng liếc mắt nhìn lại để cho người tại chỗ rợn cả tóc gáy. Gương mặt đó cũng không phải là hoàn chỉnh, giống như là bị nham thạch nóng chảy hòa tan, máu thịt cũng khuấy tới một chỗ, lộ ra dữ tợn răng lợi. Đẹp mắt không, lại đi vào trước ta nhưng mà hắc ám cấm hải nổi danh Mỹ Nam Tử, vì thuận theo cái này đạo kiếp nạn, ta tự hạ thân phận. Biến thành bộ dáng như vậy, mà đây, cũng không phải là ta chủ ý. Bất quá thật may, ngươi không để cho ta thất vọng, đem ngươi sau khi luyện hóa, ta liền có thể khôi phục dung mạo, quá trình gian khổ, nhưng kết quả nhưng viên mãn. Màu máu bóng người giống như một như người điên lầm bầm lầu bầu. Diệp Thần thấy hắn bộ dáng như vậy, chợt nhớ tới đã từng mơ hồ nghe nói qua một người. Ma tổ vô thiên dưới quyền trí cao chiến lực một trong, Kim Xà Lang Quân. Cái này Kim Xà Lang Quân chính là vô thiên dưới quyền chiến lực hạng cực kỳ gần trước cường giả, giống vậy là ngày cũ thời đại cự phách một trong, liền không nghĩ tới lúc này lại đi tới nơi này. Ngay tại Diệp Thần xuất thần trong một cái chớp mắt này, từ trước đến giờ quả quyết sát phạt Kim Xà Lang Quân đã không kịp chờ đợi. Hắn sau lưng máu thịt ngưng tụ, dài ra một đôi thị huyết to lớn cánh tay, che khuất bầu trời, biển máu chìm nổi, tràn đầy cảm giác bị áp bách năm ngón tay. Hung hăng bắt nổ bốn phía không gian mảnh vỡ. Ngươi thật lấy là ma tổ đại nhân là dựa vào vậy mấy cái phế vật tới làm việc sao? Bọn họ bất quá chỉ là cái cờ hiệu mà thôi. Kim Xà Lang Quân cười gằn, thi triển ra ngút trời võ kỹ. Cửu U Thiên, huyết ảnh ma thủ. Ngày cũ thời đại cường giả nơi truyền thừa võ thống đều là đến từ suối vàng Cửu U, mà đạo uy nghiêm, làm người ta sợ hãi. Đối mặt này cùng gần như nghiền ép vậy cường giả. Diệp Thần cũng sẽ không nương tay, hắn trực tiếp hiến sử dụng ba đại nguyên phù, sấm sét cùng ngọn lửa xen lẫn, còn có bão bất ngờ thành hình. Bất quá, cái này còn không đủ. Diệp Thần thân hình đi về sau bạo lui, đồng thời hắn hai tay niết ấn, triệu hoán pháp quyết, một vòng to lớn kim ngày từ sau lưng hắn bốc lên. Ở đó kim ngày trong đó có một chuôi thiên kiếm, tự động bay lên trời, hấp thu vô tận thái dương lực. Long Uyên thiên kiếm, thái dương xích hoàng trảm. Diệp Thần kinh thiên nhất kích, ào ào, mang theo một vòng hủy thiên diệt địa cút ngày, dùng vô số ngân hà bốc hơi hầu như không còn. Mấy đạo thần thông có bao vây thế, nghênh hướng máu kia ảnh tay khổng lồ. Nhưng mà, đến vậy tay khổng lồ bên cạnh, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình cản lại, đều là nhúc nhích không được. Theo Kim Xà Lang Quân cánh tay vung lên, vậy thông suốt bầu trời huyết ảnh tay khổng lồ đi về trước biến dạng, dường như muốn đem cái này cả thế giới từ trong xé thành hai nửa. Vô số sao rơi tan thành mây khói, ung ung rủ xuống, cùng trong hư không chảy loạn hòa làm một thể. Đều là máu kia ảnh tay khổng lồ thành thế.
cho dù bây giờ Kim Xà Lang Quân từ hàng là bách gia cảnh đỉnh cấp, hắn lĩnh ngộ đạo uẩn cũng không phải Diệp Thần có thể so sánh. Quan hệ đến tinh thần tầng thứ lĩnh ngộ, mà không quan hệ đến thực lực. Nếu như chỉ bàn về tu vi, Diệp Thần hiện tại còn ở vào hoàn chân cảnh. Có thể hắn tinh thần sức lĩnh ngộ đã đạt đến cùng cảnh giới đỉnh cấp đừng, thậm chí có thể chảm phá vậy 99 đạo gông xiềng, đạt tới không người nào có thể phá võ hư cảnh. Diệp Thần tất cả thần thông đều ở đây Kim Xà Lang Quân trước mặt hóa là bọt nước, nồng nặc giọng run rẩy xuyên thấu hư không, hung hăng nện ở Diệp Thần trên mình, để cho hắn thân hình lùi lại hơn ngàn bước. Hai bên tinh thần cảnh giới chênh lệch, không cách nào đo đạc. Thằng nhóc, muốn không muốn ta giúp ngươi một tay, trước mặt tên này có thể khó đối phó. Trong cơ thể hắn hoang lão không thể không lên tiếng nhắc nhở. Lần này thực lực không ngang hàng dưới tình huống, tốt nhất là có thể nhúc nhích dùng thủ đoạn đặc biệt, thoát đi nơi đây thì tốt hơn. Bất quá Diệp Thần nhưng là lắc đầu một cái, vậy màu vàng nhạt hai con ngươi bên trong, có một màn đỏ thẫm ngọn lửa nhấp nháy. Không được, hoang lão, ngươi để cho ta đi nơi nào tìm tốt như vậy đối thủ. Diệp Thần tuét miệng cười một tiếng, máu tươi đầm đìa, nhưng mà nụ cười này nhưng hết sức làm người ta sợ hãi. Ở hắn luân hồi chi chủ trong tự điển đầu, chưa bao giờ có lùi bước cùng mưu lợi hai chữ. Luân hồi chi đạo, nghịch thiên mà đi, cùng vậy thay đổi càn khôn không không lực, có hiệu quả như nhau chỗ. Thấy vậy, hoang lão vậy không khuyên nữa. Hết thảy chú ý. Sau đó hắn liền rơi vào trầm mặc trong đó. Còn như Huyền Hàn Ngọc, nàng hết sức hiểu Diệp Thần tính cách, lúc này chỉ sẽ ở trong hư không yên lặng nhìn chăm chú. Kim Xà Lang Quân, ngươi là ma tộc vô thiên thủ hạ thiên tôn thì như thế nào? Cuối cùng là cũ thời đại người. Diệp Thần triệu hoán ra hoang ma thiên kiếm, vô tận kiếm khí từ trên trời tới, chảy xiết tới hắn bên người, không trở lại hồi. Cũ thời đại người, cũng không nên ở lại sắp tới thời đại mới ngông cuồng như vậy. Mênh mông kiếm khí, như thiên thần hạ xuống, rất xa không không lúc nào không lần nữa nứt ra một cái khe hở, không thuộc về thực tế phép tắc lực lượng đáng sợ từ trong xuyên thấu tới, phụ ở nơi này hoang ma thiên kiếm trên. Chỉ thủy một kiếm, làm quy luật chảy ngược, vạn vật ngừng chuyển, Diệp Thần tim vậy như chỉ thủy vậy sừng sững không nhúc nhích. Thoáng qua tới giữa, giống như ngân hà chìm nổi, vô số sinh linh ở trong đó xem thủy triều lên xuống, tất cả loại quang quái lục ly cảnh tượng chợt lóe lên. Cuối cùng là thần bí quy luật lực lượng hóa là vĩnh hằng, ở một khắc kia định cách. Mà một khắc kia lúc này hạ xuống tại Diệp Thần trên mình, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, khóe mắt rạn nứt, hỗn độn ánh sáng dị tượng muôn vàn, nhìn qua vô cùng khủng bố. Lần này hắn không có triệu hoán hoang ma thiên kiếm đặc biệt chỉ thủy chi đạo âm soái lấy mạng, mà là trực tiếp một kiếm chém ra. Kiếm quang bình tĩnh, đến mức mọi âm thanh yên lặng. Càn khôn cùng thiên đạo bao hàm trong đó. Hoang ma thiên kiếm tiếp xúc tới màu máu đổ sộ ảnh trong nháy mắt kia, thiên địa nổ tung, khó mà nói rõ quy luật lực, nhanh chóng cuộn sạch mở. Cái này một phiến vốn là yếu ớt không gian trực tiếp sụp đổ, hàng ngàn hàng vạn mảnh vỡ rối rít rơi xuống, mà giới bên ngoài không gian chảy loạn, tựa hồ là đánh hơi được mùi vị mãnh thú, cần phải đi vào chiếm đoạt vạn vật. Bất quá còn không cùng có động tác, không không lực lượng đáng sợ, liền đem vô số hư không nước lũ khuấy thành mảnh vỡ. Từ đây không còn tồn tại. Xa ở một chỗ khác Kim Xà Lang Quân bị hoàn toàn rung động đến, hắn không để ý tới máu kia tay đồ sộ ảnh thối giữa, vội vàng từ không gian thần khí bên trong lấy ra một mặt xà hình tấm thuẫn. Cái này Kim Xà thuẫn, là hắn hao phí mấy chục nghìn năm thời gian, thu thập cái này thế gian nhất là máu tanh ác độc máu yêu thú, đổ bê tông tinh thần vẫn thiết đúc thành. Cho dù là thiên quân cường giả một kích toàn lực, vậy có thể chống đỡ. Luân hồi chi chủ như thế nào đi nữa khủng bố, cũng không khả năng kích phá hắn tấm thuẫn. Có thể làm hắn tiếp xúc không tới vậy một phần không không lực lượng thời điểm, trong lòng chỉ có một cái ý tưởng. Hắn sai rồi. Không không vượt qua thực tế quy luật, căn bản không có thể theo lẽ thường để cân nhắc. Kim Xà thuẫn tựa như gặp phải ngút trời đòn nghiêm trọng, giống như là đồ sứ như vậy, nứt ra từng đạo huyết văn, thẳng đến hoàn toàn vỡ nát. Kim Xà Lang Quân ở giây phút sau cùng tùng rớt tấm chắn trong tay, hơn nữa vận lên màu máu sương mù, bảo vệ quanh thân, có thể vẫn gặp phải không không lực chiếm đoạt. Một kiếm chỉ thủy lực lượng hao hết, hoang ma thiên kiếm lần nữa trở lại Diệp Thần trong tay. Lấy được chiến quả sau đó, Diệp Thần không hề ham chiến, mà là dâng lên luân hồi huyết mạch, đã thông hư bia lối đi, muốn phải rời khỏi nơi này.
hắn biết thực lực chân thật của mình cũng không là đối thủ của đối phương. Muốn đi, nằm mơ. Như cự thú vậy gào thét tiếng gầm gừ, ở nơi này phiến hư vô không gian nổ lên, hóa thành một tấm ngút trời miệng to, phong bế tất cả chạy thoát thân đường. Diệp Thần mới vừa thăm dò đi nửa người, liền vội vàng thối lui ra, chỉ gặp trước mắt cửa hư không bị lực lượng cuồng bạo khuấy được nghiền, nếu như hắn chậm một bước nữa, thân thể chỉ sợ cũng sẽ bị khuấy bể. Lại tiếp tục xem Kim Xà Lang Quân, hắn bị thương sau đó, đã đạt đến giận dữ bên bờ. Hai con huyết ảnh tay khổng lồ, đâm rách cái này mảnh không gian, theo tới, còn có xem sóng biển vậy huyết khí sôi trào. Huyết ảnh xen lẫn, đáng sợ máu tanh lực lượng mạnh đến một loại trình độ cao nhất, cơ hồ muốn nghiền nát hết thảy. Diệp Thần ánh mắt xét một cái, biết việc lớn không ổn, xem ra cái này Kim Xà Lang Quân là thật sự nổi giận. Mãnh liệt huyết khí chiếm cứ ở trong hư không, hóa thành từng tờ một liên miên không dứt máu lưới, đem cái này phiến địa phương hỗn loạn hoàn toàn phong tỏa ở, vì vậy Diệp Thần cũng không cách nào chạy đi. Toàn bộ hư không cũng sinh ra liên tục không ngừng đồng tình, run rẩy chỗ mắt thường có thể gặp. Kim Xà Lang Quân bóng người cùng huyết khí kia hòa làm một thể, đổi được mơ hồ không dứt. Một vòng màu máu tựa như thái dương vậy, đem hắn che phủ ở trong đó, oanh oanh liệt liệt, không thể địch nổi. Một đạo lại một đạo trường kiếm màu máu, từ hắn thân thể các nơi tóe ra, hóa thành màu máu thần bàn. Vậy một đạo thần bàn dung hợp ngũ hành sáu đạo lực lượng, miễn cưỡng không ngừng, tựa hồ phải đem thiên địa này toàn bộ thu nhập trong đó. Sống chết chỉ ở trong nhất niệm. Cửu U thuật, thiên địa ma ảnh. Kim Xà Lang Quân thả ra trong tay trung cực võ đạo, cố nhiên bị hạn chế bởi nơi này không gian quy tắc, không thể bùng nổ thực lực chân thật, nhưng Chu Diệt Diệp Thần đối hắn mà nói, thế ở tất được. Vậy tràn đầy vô giới hạn huyết khí lúc này tất cả đều hội tụ tới một chỗ, thành một tôn ngập trời đồ sộ ảnh, phảng phất là hỗn độn thời đại viễn cổ cự thần bàn cổ hạ xuống. Một vòng huyết nguyệt trôi lơ lửng ở trên đầu, trùng điệp không ngừng, đồng tình tiếng làm đại lộ rung động, hóa thành một tòa lại một ngồi huyết quang núi thần, toàn bộ hướng Diệp Thần phúc phung tới. Ta muốn ngươi chết. Kim Xà Lang Quân chưa bao giờ ở một tiểu tử chưa ráo máu đầu trên mình ăn rồi biết, hôm nay nhưng là bị Diệp Thần bày một đạo, thêm không thiếu vết thương. Còn có một món kiếm khí sâu tận xương tủy, thiếu chút nữa đem hắn vai trái chém cách thân thể. Vậy là tới từ không không thời không lực lượng, cơ hồ chỉ có thể tính là đinh điểm, có thể không đáng kể. Nhưng cho dù là lại nhỏ xíu lực lượng, vậy hàm chứa không không chi đạo, hắn kiếp này còn không biết có thể hay không loại trừ cái này lao ảnh hưởng. Như vậy hành vi, làm hắn nổ tung cũng không quá đáng. Nói sau bên kia, Diệp Thần đối mặt cái này ùn ùn kéo đến màu máu đổ sộ ảnh, đã không còn đường lui. Hắn mới vừa thi triển chỉ thủy nhất kiếm, thiếu chút nữa để cho Kim Xà Lang Quân bỏ mạng nơi này. Chỉ tiếc, đối phương cuối cùng là vô thiên bên người siêu cấp cường giả, cảm giác năng lực siêu phàm, cuối cùng tránh được một kiếp. Mà hắn sắp nghênh đón, chính là gió lớn mau mưa vậy phản công. Trong thời gian ngắn, không cách nào lần nữa ngưng tụ chỉ thủy nhất kiếm uy lực, Diệp Thần thần sắc đặc biệt nghiêm túc, còn ngươi lại là đổi được thâm thúy. Nếu tầm thường thủ đoạn không cách nào ngăn cản, vậy thì tới thử một lần cái này. Hắn một lần nữa điều động trong cơ thể lực lượng, chỉ bất quá lúc này, cũng không phải là cháy luân hồi huyết mạch, mà là thúc dục khí hải trong đó tòa kia phong bi. Cảm nhận được liền Diệp Thần triệu hoán sau đó, cái này đến từ siêu thời xưa nghịch thiên phong bi một phần là bốn. Một khối như phượng hoàng bay lượn, thủy thiên dực, như ẩn như hiện. Một khối như Phật Đà ngồi xếp bằng, ngâm tụng kinh văn, Phật quang đại thánh. Một khối có vạn thú lao nhanh, tinh không gào thét, vũ trụ rung động. Mà cuối cùng một khối, chính là không có huyễn tượng biến hóa, chỉ có một đôi tròng mắt lặng lẽ mở ra. Thiên địa, làm sợ hãi. Trước ba khối phong bi ở khối thứ tư trước mặt, liền lộ vẻ được ảm đạm thất sắc. Đôi tròng mắt kia tựa như xuyên qua cổ xưa thời không, từ vô số năm trước siêu thời xưa đi tới hiện tại, phụ tại Diệp Thần trên mình. Diệp Thần thông suốt mở hai mắt ra trong nháy mắt kia, ngửa đầu phát ra hô khiếu chi thanh. Thanh âm kia không giống đến từ hắn bản thân, càng giống như đến từ vũ trụ chỗ sâu, vậy lửa cháy mạnh thiêu đốt xó xỉnh. Bất tử bất diệt, mãi mãi trường sinh. Hắn đầu tóc cũng tản mát ra ánh sáng sáng chói, đi đôi với một tiếng thét dài. Phù văn to lớn ngưng tụ ra, như nước vậy vậy nhẹ nhàng dạo rực, ngay sau đó mũi nhọn lộ ra. Diệp Thần không biết môn pháp thuật này hẳn được gọi tại sao,
hắn liền như vậy, một cách tự nhiên sử xuất ra. Phù văn kia giống như là hai đạo phách khai thiên địa thần kiếm, đường chéo nghiêng chém, xông về Vân Tiêu, cho dù là huyết khí cuồn cuộn, đợt sóng tàn phá, cũng không cách nào ngăn cản cái này hai đạo kinh thiên thần mang. Hắn cùng màu máu đồ sộ ảnh tỷ thí đủ để chấn động toàn bộ tinh không, khí tức bất hủ nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng mất đi là giả không. Đây là hai loại đạo tỷ thí, cũng là lực lượng giao phong. Trừ cái này ra, lại là tức giận cùng tín niệm đấu tranh. Tấc tấc không gian nổ tung, vô số sinh vật làm chết. Lần này tranh đấu phạm vi, đã siêu thoát cái này phiến thời không, thẳng tới ngoại giới. Toàn bộ âm hồn ao đầm cũng bị liên lụy, vô số sơn xuyên con sông cùng với biển đen toàn bộ gãy, hủy diệt, không còn tồn tại. Mà thân ở trong đó người thám hiểm, liền tiếng kêu cứu cũng không kịp phát ra, liền bị quét sạch thành một phiến cho tàn. Đã đến gần bên bờ đầm lầy ba tên hộ pháp, đều là quay đầu, thần sắc kinh nghi bất định. Ở trong chiến trường, bất kỳ đồ đều hóa thành cho tàn, cùng cuồn cuộn mà qua hư không nước lũ hội tụ. Kinh thiên một kích dư âm tiêu tán sau đó, Kim Xà Lang Quân lại lảo đảo hai cái, huyết khí trở nên có chút phù phiếm, hắn cuối cùng vẫn là ăn cưỡng ép áp chế thực lực thua thiệt, không cách nào phát huy đỉnh cấp thực lực. Mà Diệp Thần ở đó hai con ngươi quang minh thối lui sau đó, chiến ý như cũ sôi sục. Hắn không sợ chút nào, thậm chí thúc giục siêu cổ kinh Phật lực lượng, rót vào tứ chi hài cốt. Chỉ chớp mắt, thần thú liền xuất hiện một đạo thân cao đạt tới ngàn trượng kim quang La Hán hư ảnh. Một hồi đại lộ tiếng sấm, từ Tây Thiên chỗ sâu truyền tới, A-di-đà Phật, líu díu không ngừng, làm người ta làm đau màng nhĩ. Kim cương La Hán trừng mắt trợn tròn, trong tay hắn hàng ma sử điên cuồng hấp thu cái này linh khí của thiên địa, đạt tới không có gì sánh kịp đỉnh cấp. Diệp Thần hồn thể ngồi xếp bằng ở kim cương La Hán ấn đường, hắn hai tay niết ấn, nhanh chóng mà rườm rà, đuổi ở Kim Xà Lang Quân nguyên khí khôi phục trước, hoàn thành đại ấn phương pháp. Siêu cổ kinh Phật, hàng ma đạo. Kim quang kia La Hán sau lưng, bay ra một trang lại một trang lóe lên tia sáng kim văn, mỗi ngâm tụng một câu, thì có một món lực lượng gia trì. Hàng ma sử trên, vậy kim quang chói mắt càng ngày càng đậm hơn, thậm chí phá vỡ hư không, chiếu sáng toàn bộ âm hồn ao đầm. Vô số người làm cho này mênh mông như biển lực lượng chấn nhiếp, tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời, trợn mắt hốc mồm. Kim Xà Lang Quân trong mắt, cuối cùng là có một vẻ hoảng sợ. Hắn tu luyện chính là hắc ám máu tanh cổ pháp, sợ nhất chính là thần quang minh thuật cùng với Phật môn phương pháp. Nhưng mà, không đợi hắn thi triển bất kỳ thủ đoạn, vậy hàng ma sử dơ lên thật cao, chọc thủng Vân Tiêu, mang theo bất hủ hỗn độn khí, phát ra vô lượng thần uy, nghiền ép chân không. Như trời lôi nổ tung, tai nạn hạ xuống, hàng ma sử khí thế đạt tới khủng bố, mang theo một cổ trời long đất lở nguyên khí, so với thái dương càng chói mắt. Còn sót lại màu máu đồ sộ ảnh, ở nơi này vậy vô lượng kim quang chèn ép xuống, kêu gào một tiếng, nhất thời hóa là bọt nước. Kim Xà Lang Quân sắc mặt một hồi trắng bệch, hắn cuối cùng không có nhịn được, oa một tiếng, khạc ra búng máu tươi lớn. Khí tức cả người ngay sau đó đổi được uể oải không phấn chấn, vậy chỉ còn sót trong con ngươi, ánh sáng càng mở đi. A-di-đà Phật, thiện tai, cổ có thiên pháp, bây giờ có người nói, người u mê không tỉnh, ta liền đưa ngươi nhập luân hồi. Diệp Thần chấp trưởng chư thiên, sau ót của hắn xuất hiện một cái to lớn màu vàng CD, giống như một vòng từ từ dâng lên mặt trời gay gắt, thần thánh uy nghiêm, không thể xâm phạm, chiếu khắp bát phương. Kim Xà Lang Quân ở nơi này màu vàng CD chiếu dọi xuống, thân xác tiêu tán thành bùn. Vô thiên bên người trọng yếu một trong cường giả, lúc này sa sút. Kim Xà Lang Quân vô luận như thế nào vậy không ngờ tới, mình lại sẽ bại với cái này Phật pháp tay. Cái này nghịch thiên nhất kích, uy lực vô cùng, hoàn toàn đã siêu thoát thực tế quy luật thuộc phạm vi. Kim Xà Lang Quân còn sót lại một chút hồn phách trên không trung bồng bềnh, vậy đoàn màu máu trong ánh sáng, có thể ấn ra hắn vậy hoảng sợ gương mặt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, mình lại sẽ lấy như vậy phương thức thảm bại. Vậy đạo hư vô hơi thở tới từ nơi nào, thật là có thể nói khủng bố. Hắn nhanh hơn điểm thoát đi nơi này mới được. Sớm biết cũng không áp chế thực lực tiến vào trong đó. Hiện tại liền thân xác cũng thì không cách nào tự bảo. Đây là khinh địch báo ứng. Nghĩ như vậy, hắn vận dụng cuối cùng một chút thần hồn lực, dự định chạy khỏi nơi này. Có thể nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,
hư không bể tan tành, một tấm bàn tay khổng lồ ngang trời tới, hoàn toàn phong kín hắn chạy trốn tuyến đường. Tiếp theo, Diệp Thần hai tròng mắt hiện lên, động nhược ánh nến, thiêu đốt giữa trời đất nhất là ngọn lửa nóng bỏng. Phượng Hoàng chân hỏa hàm chứa siêu thời xưa cao nhất chi đạo, và đạo linh lửa có chút khác biệt, ngay tức thì liền đem Kim Xà Lang Quân tàn hồn đốt thành cho tẫn. Một đời cường giả, lúc này biến mất, hơn nữa còn là lấy cực kỳ bực bội phương thức. Giải quyết hết địch nhân trước mặt sau đó, Diệp Thần vậy sắp rơi vào một hồi suy sụp kỳ, hắn tổng cộng vận dụng mấy dạng thần thông, luân hồi huyết mạch đã sớm cây chống đỡ đến đỉnh điểm. Vận dụng hư bia biến dạng hư không sau đó, Diệp Thần truyền tống ra ngoài cái này âm hồn ao đầm, đi tới ngoài thành một nơi rừng rậm. Hắn lúc này, không cách nào trực tiếp truyền tống hồi Bắc Mãng tổ địa, chỉ có thể tạm thời đặt chân ở chỗ này. Hắn thu liễm thần hồn khí thế, đi tới trong Tu La Thành, mà âm hồn ao đầm phát sinh dị biến đã sớm truyền được sôi sùng sục. Diệp Thần hóa thân thành người bình thường, đi tới cái này Tu La Thành quán rượu trong đó, vô luận là đến kia loại địa phương, trà lâu quán rượu, vĩnh viễn đều là lấy được tin tức trọng yếu đường dây. Hắn điểm một bình ít rượu và một điểm nhỏ món, tu luyện đến đây cùng cảnh giới, thật ra thì đối với thế gian thức ăn đã mất nhu cầu, hôm nay thuần túy là làm hao mòn thời gian. Hắn bên uống rượu vừa nhìn ngoài cửa sổ cảnh sông, vậy một con sông lớn lao nhanh qua, ngược lại để cho cái này chàng Tu La nhiều một phần nguy nga khí thế. Cũng không nhiều lúc đó, Diệp Thần nghe được một cái tin, nhưng nhíu mày. Ta nói các ngươi có biết hay không, ma tổ rốt cuộc chuẩn bị đoạt xác già Thiên Ma Đế làm đồ đựng. Ngày cũ thời đại, hoàn toàn muốn cáo biệt. Đến lúc đó, ma tổ nói không chừng cũng có thể đối kháng thái thượng thế giới vị kia. Một người vóc dáng to lớn nam tử vỗ lông xù ngực, không khỏi thần bí cùng người bên cạnh nói. Những người đó rối rít làm cả kinh, bọn họ nhưng mà biết cái này người đàn ông thân phận chính là 10 lục hộ pháp dưới quyền chiến tướng một trong. Từ nơi này trong miệng binh lính truyền tới tin tức, sợ rằng đều không phải là huyệt trống tới gió. Diệp Thần nghe sau khi đến, không khỏi được kinh ngạc, theo lý mà nói, cướp lấy đồ đựng cần phải cần vạn toàn chuẩn bị mới là, vì sao phải đem này gấp như vậy đưa lên nhật trình? Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ cắn trả? Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đi ra quán rượu, lấy ra một quả con dấu đặc thù, đó là hắn cùng già Thiên Ma Đế liên lạc môi giới, lúc mấu chốt có thể công dụng ở trên. Thời khắc này già Thiên Ma Đế đang bên trong phòng đọc sách, từ cùng ma tộc Vô Thiên Đà Thành giao dịch sau đó, hắn liền không lưu luyến nữa tại trong thế gian, mà là một thân một mình bế quan. Càng về sau giây phút, già Thiên Ma Đế nội tâm ngược lại như chỉ thủy vậy bình tĩnh. Ma tổ Vô Thiên đã cho hắn ra lệnh, không lâu sau liền sẽ đoạt xác hắn thân xác. Cho dù là chính hắn chết, chỉ cần không thương tổn tới Diệp Thần, đó chính là tốt, già Thiên Ma Đế trong lòng nghĩ như vậy đến. Vận mạng hắn từ đầu tới đuôi cũng chỉ có thể coi như một nơi bi kịch. Cho dù đã từng uy danh hiển hách, quay đầu lại nhưng không tránh được bị đoạt xác kết quả. Mà hắn tiếp thu được tin tức nào đó sau đó, thần sắc có chút kinh ngạc, do dự một chút, lúc này tay áo bảo vung lên, hư không lối đi bất ngờ thành hình. Hắn từ trong đi vào, chỉ chốc lát sau đi tới Tu La Thành bên trong, Diệp Thần vậy đã sớm ở chỗ này chờ. Ta nghe Vô Thiên ngồi xuống người nói, Vô Thiên đem ở 2 tháng sau đoạt xác ngươi thân xác, vì sao sẽ trước thời hạn như thế nhiều? Diệp Thần tràn đầy nghi ngờ không hiểu hỏi. Thật ra thì lòng hắn bên trong đã có một ít rất nhiều câu trả lời. Chỉ sợ là bởi vì mình đem ở 2 tháng sau mở tiến vào huyền biển lối đi, mà tộc Vô Thiên suy diễn đến nơi này lần nhân quả, vì vậy lấy này lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác già Thiên Ma Đế. Nghĩ như thế, lần trước già Thiên Ma Đế đến tìm mình uống rượu, sướng trò chuyện, chỉ sợ sẽ là trước khi đi tạm biệt. Có thể hắn cũng không muốn nhìn già Thiên Ma Đế như vậy bỏ mình biến mất. Trầm tư chốc lát, Diệp Thần làm ra như nhau cử động kinh người. Hắn 5 ngón tay nắm chặt, sử dụng huyền tôn cửa, ký hiệu cổ xưa phủ đầy chân trời, huyền diệu cao thâm hơi thở tràn ngập ra, nhất thời tràn ngập toàn bộ gian phòng. Diệp Thần kết thành một tầng kết giới, không để cho cái này huyền tôn cửa hơi thở lộ đi ra bên ngoài. Nếu như nói ma tổ Vô Thiên là dùng cái này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi mà nói, vậy ngươi có thể đem hắn cầm lấy đi đưa đến trong tay hắn. Diệp Thần nhìn già Thiên Ma Đế, từng chữ từng câu, nghiêm túc nói. Huyền tôn cửa, quan hệ đến tiến vào huyền biển cơ hội. Cái này cố nhiên trọng yếu.
Nhưng đối với Diệp Thần mà nói, bằng hữu sống chết, so với cái gì đều trọng yếu. Hắn có thể không muốn vậy chín tầng trời thần thuật, cũng có thể không giết Huyền trong biển Huyền Cơ Nguyệt, nhưng muốn hắn buông tha đồng bạn chết, hắn tuyệt không làm được. Hắn sẽ không dùng bằng hữu lợi ích, tới thành toàn mình. Đây là đạo của hắn. Mà già thiên ma đế thần sắc, chính là trở nên có chút phức tạp, có thể chợt hắn quay lưng lại, không để cho Diệp Thần thấy mình hình dáng. Phải chăng đổi là đồ đựng, đó là ta cùng ma tổ thiên tới giữ ước định, cùng còn lại sự việc cũng không có quan hệ. Già thiên ma đế đứng chắp tay, nhàn nhạt nói, giọng tựa hồ có chút âm lãnh. Không, đây cũng không phải là ngươi ý tưởng, ma tổ vô thiên mơ ước ngươi ma khu đã lâu, tuyệt không chỉ là cùng ngươi chung cùng chứa một thể như vậy đơn giản. Diệp Thần đem Huyền Tôn cửa đưa đến Già Thiên Ma Đế trước mắt, để cho hắn thu, hắn tình nguyện không muốn trong này khác biệt Hồng Quân thất bảo, cũng không muốn nhìn bạn tốt từ đây tiêu tán. Già Thiên Ma Đế hừ lạnh một tiếng, tựa hồ không có động tĩnh, nhưng tay ở tay áo bảo trong đó, hơi run ngón tay nhưng bại lộ hắn nội tâm. Ta tim đã hướng cựu Nhật Minh, sẽ không lại sửa lại, ngươi trở về đi thôi. Già Thiên Ma Đế như vậy trả lời. Diệp Thần nhưng không tin. Hắn đi về trước bước ra một bước, ánh mắt lửa đốt, ác liệt bức người. Ta biết người tuyệt sẽ không dễ dàng quy hàng tại ma tổ vô thiên, vì sao lúc này nhắc tới lần nói. Diệp Thần trong lòng vừa có kinh ngạc, lại có nghi ngờ. Ta đã nói, cùng ngươi không liên quan, còn như ngươi Huyền Tôn cửa liền mình giữ đi, cựu Nhật Minh cũng không cần, cho dù là không có thần binh lợi khí phụ trợ, cựu Nhật Minh cũng có thể tự tay đem ngươi bắt được. Già thiên ma đế quay đầu lại, thần sắc cực kỳ lạnh như băng. Lạnh như băng thậm chí để cho Diệp Thần cảm thấy một chút xa lạ. Diệp Thần chính là trợn to mắt, đầy mặt không thể tin. Hắn không ngờ tới, mình bạn tốt già thiên ma đế lại có thể biến thành bộ dáng này. Cái này là thật hay giả? Hắn càng nghiêng về là người sau. Hắn cùng già thiên ma đế quen biết quá lâu, cùng nhau đi tới, hắn vô cùng rõ ràng. Trước mắt tuyệt không phải hắn biết già thiên ma đế. Mới vừa để cho ngươi đi ngươi không đi, hiện tại chỉ sợ là trốn cũng không kịp. Già thiên ma đế lắc đầu một cái, hắn nhẹ nhàng búng tay, nháy mắt tức thì, tử quán này bốn phía, liền vang lên từng cơn bước chân dày đặc thanh âm, còn có thứ gì phá vỡ chân trời, một đạo lưu quang thoáng qua tới. Diệp Thần có một loại trực giác, hơn nữa còn là vô cùng là chính xác trực giác. Hắn có thể phát hiện già thiên ma đế lúc này trên mình lại tràn ngập tí ti hắc vụ, đó là chết chí dấu hiệu. Tầng này hắc vụ là hắn từ đáy lòng tản ra, nếu như nắm trong tay không tốt, linh hồn chết, thân xác đem sẽ trở thành là cực kỳ cường đại đồ đựng. Đến lúc đó, thì sẽ là ma tổ vô thiên sử dụng. Quán rượu cửa bị phá ra, cựu Nhật Minh hộ pháp mang dưới quyền chạy tới. Bắt hắn, tên này chính là Luân Hồi Chi Chủ. Ra vào chúng ta cựu Nhật Minh địa bàn, lại tới lui tự nhiên, là ai cho ngươi lá gan? Hiện trường cựu Nhật Minh người càng ngày càng nhiều, đem Diệp Thần vây quanh vòng tròn, xa xa lại là có lưu quang bay tới, chắc hẳn là chân chánh hộ pháp lại tới. Diệp Thần biết nơi đây không thích hợp ở lâu, hắn sâu đậm nhìn một cái giả thiên ma đế, tiếp theo vận dụng hư không phương pháp, xuyên qua hắc động, trốn ra Tu La Thành. Mà hắn đi lần này. Già thiên ma đế cũng không có tiến hành ngăn trở, hắn thân thể bị bóng mờ nuốt mất. Thành hơn trăm ngàn cựu Nhật Minh cường giả đi theo đuổi theo, chỉ tiếc bọn họ cũng không có qua lại bữa không thực lực, chỉ chốc lát sau liền không theo kịp. Diệp Thần, không nên trách ta. Bàn cờ này, ta có thể hy sinh, nhưng là ngươi không được. Huyền Tôn cửa là đại cục, mà ta không phải. Từ ta lấy ác ma mắt trạng thái và ngươi quen biết bắt đầu, liền định trước ngươi là chủ. Mà ta là vai phụ. Ta tuy là ma đế, nhưng ngươi nhưng là luân hồi siêu thoát sống chết, chỉ có ngươi có đối kháng vô thiên năng lực. Dĩ nhiên, ngươi yên tâm, ta sẽ không mặc cho vô thiên đoạt xác, ta biết làm sao cùng chống lại. Bóng mờ bên trong xuất hiện mấy đạo lời nói, sau đó hoàn toàn yên lặng. Đây là già thiên ma đế thanh âm. Nhưng thời khắc này Diệp Thần nhưng là không nghe được. Cùng lúc đó, Diệp Thần trở lại Bắc Mãng tổ địa, Tiểu Hoàng đã ở chỗ này chờ. Chủ nhân, người tình huống bên kia thế nào? Tiểu Hoàng lập tức lại gần hỏi. Hắn biết được Diệp Thần lần đi, nguy cơ cũng không nhỏ, dẫu sao vậy Thúy Trúc Trì, nhưng mà rất nhiều năm tới cũng không từng bị người thuần phục bảo vật. Tuy là Thúy Trúc Tiên Trì ở giữa một phần chia, cũng
cũng không thuộc về hoàn chỉnh Thúy Trúc Tiên Trì, nhưng tuyệt đối vượt xa bất kỳ thần vật nào. Không sao, ta đã đem Thúy Trúc Trì thu phục tới tay. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tay áo bào huy động, một hơi bích lục ao, nước gợn nhẹ nhàng dạo rực, tản ra nhu hòa nhưng lại hùng vĩ khí tức bàng bạc. Chủ nhân uy vũ, tiểu hoàng không nhịn được hoan hô. Sau đó, Diệp Thần liền đi tới chỗ kia Thiên Võ Ngọa Long Kinh chỗ ở không gian, Hoang Ma Thiên Kiếm ánh sáng ở chỗ này dòng nước chảy, mà Cựu Nhật Chi Chủ hồn phách ở vào nửa ngủ nửa tỉnh gian. Đồ thu hồi lại. Diệp Thần nhắc nhở một câu. Chỗ kia tại mông lung trạng thái Cựu Nhật Chi Chủ, phẩm tương uy nghiêm, sừng sững ở đỉnh núi, hắn bóng người nổi lên, đi ở nơi này Bắc Mãng tổ địa. Xa xa là một phiến lại một mảnh cấm kỵ không gian, nối liền nơi chẳng lành, mà Cựu Nhật Chi Chủ ngẩng đầu nhìn lên trước một tầng lại một tầng không gian sóng gợn, siêu nhiên thế ngoại, rất có loại xào xạc cô độc. Diệp Thần hồi tưởng lại Cựu Nhật Chi Chủ, cả đời này không khỏi có chút thổn thức xúc động. Hắn đã từng huy hoàng qua, sừng bá qua, nhưng cuối cùng không cách nào lấy sức một mình vác lên toàn bộ thời đại bị Vũ Hoàng Cổ Đế thay thế, tàn nhẫn sát hại. Sau khi chết, đối phương còn nghĩ hắn thần hồn tách ra mà đưa, phong ấn ở tám đại thiên kiếm trong đó, trở thành thiên hạ này có 102 tuyệt thế thần binh. Dựa vào đặc thù cảm ứng, Cựu Nhật Chi Chủ bị hắn thức tỉnh, sau đó liền sinh ra cái này cọc giao dịch. Người quả nhiên là như bánh xe hồi trong đó thiên mệnh chi tử, có lẽ và người kia có chút quan hệ. Cựu Nhật Chi Chủ quay đầu lại, trong mắt đại lộ, ánh sáng lưu chuyển, hắn ánh mắt trống rỗng thêm mê mang, đi đôi với vô tận hỗn độn, như thiên địa sơ khai như vậy hùng vĩ vĩ đại, tựa như gặp được loại nào đó viễn cổ trước khi còn sót lại hình ảnh. Diệp Thần trong lòng động một cái, Cựu Nhật Chi Chủ nói người kia, có lẽ chính là hắn thấy. Siêu thời xưa là một cái như thế nào thời đại? Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi nói. Cựu Nhật Chi Chủ không sợ hãi chút nào hắn sẽ xách lên cái này cùng nghi ngờ, hắn tựa hồ dòm ngó thấu hư vọng vũ trụ không gian, tìm được cuối cùng câu trả lời. Đối với siêu thời xưa chuyện cũ, ta biết cũng không nhiều, nhưng là có thể chứng thực phải, thời đại kia xa ở viễn cổ cùng thái cổ, thậm chí hồng hoang trước, đem hết thảy các thứ này tất cả đều lật đổ sau đó, siêu cổ có lẽ mới là tất cả sinh mệnh khởi nguyên. Cựu Nhật Chi Chủ mà nói, cực kỳ bình tĩnh. Nhưng là Diệp Thần sau khi nghe nhưng lòng có cảm giác. Khối thứ ba bia đá liền hiện ra cảnh tượng như vậy, rất nhiều Phật gia cao thủ cũng ở tìm một cái vấn đề câu trả lời. Kết quả vì sao là khởi nguyên? Vì sao là mở đầu? Không mấy năm ánh sáng thời gian tới nay, làm khó một nhóm lại một nhóm người gian đại năng. Có lẽ người cơ duyên sẽ trở thành là trong trời đất này biến số, cho nên ta mới có thể yên tâm giao cho ngươi đi làm chuyện này. Nếu như con gái ta có thể hồi phục, giúp ngươi leo lên vậy tuyệt đỉnh cảnh. Ngươi có thể chớ quên đối xử tử tế nàng. Cựu Nhật Chi Chủ đã sớm ở chỗ này chờ đợi Diệp Thần, sau khi nói xong những lời này, nơi mi tâm của hắn, huỳnh quang bỗng nhiên chớp mắt, ánh sáng xanh tươi tích tích lưu chuyển, giống như tinh không này trong đó nhất là đẹp chói lọi. Cái này cây cổ thụ tên là Bàn Nhược Bồ Đề, trong đó ẩn chứa lực lượng, cùng ngươi luân hồi chi đạo phù hợp. Từ trình độ nào đó mà nói, có thể giúp ngươi cao hơn một tầng lầu. Cựu Nhật Chi Chủ, đem vật trong tay nhẹ nhàng ném đi, ném tới Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần vậy không khách khí, tiếp nhận hắn bảo vật. Mới vừa vào tay, thì có mông lung chói lọi bọc lại hắn cánh tay, thấm vào lòng người lực lượng truyền vào bên trong cơ thể, rất có cuồn cuộn thần uy. Đem ngươi Thúy Trúc chỉ mượn ta dùng một chút đi, chỉ cần cái này đậm đà sinh mạng tinh hoa tiến vào con gái ta huyết mạch bên trong. Liền có thể bảo vệ nàng linh nguyên. Diệp Thần gật đầu một cái, liền thúc giục tâm niệm, đem vậy ao bích lục nước suối giao cho Cựu Nhật Chi Chủ. Chỉ cần xuất trình được hắn đồng ý, có ở đây không hủy diệt điều kiện tiên quyết, Cựu Nhật Chi Chủ có thể điều động Thúy Trúc Trì lực lượng. Hắn đi tới cái này mảnh không gian ra, tĩnh tâm chờ đợi, Hoang Ma Thiên Kiếm trôi lơ lửng tại giữa không trung, khi thì xoay tròn, khi thì chiến minh, vô cùng rộng rãi đại lộ hơi thở, từ trong lan tràn ra. Diệp Thần dùng mấy tia lực lượng phong bế, mới không có để cho hắn tràn ra. Rốt cuộc hai ngày sau, Cựu Nhật Chi Chủ kêu gọi Diệp Thần tiến vào Hoang Ma không gian. Hắn thần sắc lộ vẻ được có chút mệt mỏi, liền hồn phách màu sắc cũng mở đi không thiếu. Bất quá hướng vậy mây mù nhìn, võ giao gương mặt lộ vẻ được vô cùng là trật tự, đắm chìm trong một loại thần thánh trói lọi trong đó, vô hạn sức sống vần quanh trên đó, bồi bổ võ giao thần hồn cùng thân xác. Diệp Thần cẩn thận cảm thụ một phen, kinh ngạc phát hiện,
võ giao nơi đó cực kỳ bé nhỏ thần hồn lực lượng, lại có nơi lớn mạnh. Đây cũng là ta trong đầu phủ đầy bụi trí nhớ, ghi lại này cùng cổ pháp, chỉ cần lấy tới Thúy Trúc Trì, là được bồi bổ, bồi dưỡng con gái ta thần hồn, khiến cho sẽ không rơi xuống, biến mất, tiếp theo nửa năm sẽ tới một lần, thay con gái ta bổ sung một tí Thúy Trúc Trì thần nguyên. Cựu Nhật Chi Chủ vậy uy nghiêm mặt mũi bên trong, nhiều một phần tự ái. Vô luận như thế nào, hắn còn là một phụ thân, cũng không phải là xem mọi người truyền lại như vậy, đem con cái mình đúc thành lò, chỉ là tu đạo trường sinh. Được, ta sẽ xử lý tốt. Diệp Thần gật đầu đáp ứng, coi như là đáp ứng hắn yêu cầu. Đến đây, Cựu Nhật Chi Chủ cái này mới chậm rãi buông lỏng, sau đó chầm chầm ngủ đi. Diệp Thần quay đầu lại, nhìn võ giao vậy trương tinh mỹ tuyệt luân gương mặt, sắc mặt cũng có chút hoảng hốt. Vậy đoàn hắc phụ mang đến dấu vết, đã hoàn toàn biến mất không gặp, óng ánh trắng tinh ánh sáng, ở trong mây mù lộ vẻ được phá lệ vượt trội. Như vậy bọc hạ, phỏng đoán rất khó lại sinh ra trước như vậy quỷ dị hắc phụ. Diệp Thần dứt khoát ngồi ở chỗ này, triệu hoán ra khối thứ ba phong bi, suy diễn lai lịch của nó, nhưng là càng về sau, hắn lại càng phát kinh hồn bạt vía. Vậy đỉnh thiên lập địa nam tử, ước chừng xuất hiện trong nháy mắt, liền bị vô hạn trói lọi che giấu. Tia sáng trói mắt, để cho Diệp Thần luân hồi đồng đều không cách nào chịu đựng uy áp, cấp bận bịu lui ra. Sắp đi ra trước, Diệp Thần tựa hồ gặp được một người, đối diện mình cười mỉa. Không biết đúng hay không là vậy siêu thời xưa người đàn ông. Hắn là đã sớm sắp xếp xong xuôi, vẫn là nói cố ý. Diệp Thần nghĩ như vậy, quyết định cùng Nhâm Phi Phàm sau khi xuất quan, đi trước hỏi hắn. Bất quá vẫn không có thể cùng tới Nhâm Phi Phàm xuất quan, Diệp Thần nhận được một cái khác càng nghiêm nghị tin tức. Địa tâm vực bên kia, Hồng Thiên Kinh cửu đỉnh trong đại trận một đỉnh sắp bố trí xong. Diệp Thần nghe vậy, chợt cảm thấy không ổn. Hồng Thiên Kinh đang bố trí lúc phong tỏa tất cả thiên cơ, chắc là mượn Vũ Hoàng cổ đế lực lượng. Như nếu để cho cửu đỉnh đại trận vậy một đỉnh bố trí xong, sợ rằng Vũ Hoàng cổ đế uy nghiêm có thể lại hàng một phần, bao phủ chư thiên vạn giới. Đến lúc đó sự việc coi như không tốt thu tràng. Nhất niệm đến đây, Diệp Thần không do dự nữa, mà là nhanh chóng chạy tới địa tâm vực, trừ hắn ra, không người có thể ngăn cản Hồng Thiên Kinh. Đang đuổi đến nơi đó trước, Diệp Thần đi trước một chuyến địa tâm vực, tài quyết chi chủ đang ở nơi nào đó địa phương thần bí, nghỉ ngơi lấy sức. Thấy Diệp Thần tới, tài quyết chi chủ ánh mắt có chút phức tạp. Hồng Thiên Kinh vậy một tòa cửu đỉnh đại trận cũng nhanh đúc xong rồi, ta cần ngươi trợ giúp. Bỏ lại một câu nói như vậy, Diệp Thần định mắt thấy hắn, chờ đợi trả lời. Nhưng là tài quyết chi chủ không có trả lời, vậy trống giống hắc ám trong lòng đất, giống như không người tồn tại. Diệp Thần lắc đầu một cái, thẳng rời đi, hắn vốn là vậy không đem hy vọng ký thác vào tài quyết chi chủ trên mình. Mà ở hắn đi không lâu sau, mới có một đạo bóng người từ trong bóng tối hóa ra. Tài quyết chi chủ thở dài, nội tâm khá là quấn quýt. Lý trí nói cho hắn, Hồng Thiên Kinh không phải dễ đối phó, tạm thời trước để bảo đảm mệnh muốn chặt, nhưng nếu vậy cửu đỉnh đại trận thật thành hình, không cách nào nghịch chuyển, vậy hắn thành tựu Vũ Hoàng cổ đế vứt bỏ vật. Đến khi hắn chân thân hạ xuống, dĩ nhiên là không thiếu được nếm mùi đau khổ. Lúc này địa tâm vực một nơi, thật giống như bị loại nào đó diệt thế nguy cơ bao phủ, ở đó Thiên Trụ Sơn đỉnh núi, một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, hắn dưới chân, chính là đã thành hình đỏ thẫm lò. Ở trong đó phảng phất có thế gian nhất là mãnh liệt nham thạch nóng chảy, nóng bỏng vô cùng, tựa như đợt sóng vậy cuồn cuộn lúc đó, ùn ùn kéo đến hơi nóng, có thể đem cả dãy núi lửa đốt mặc. Hồng Thiên Kinh triệu tập một ít đã từng là bộ hạ, thậm chí có một phần chia đến từ Thái Thượng Thế Giới, là Vũ Hoàng cổ đế dưới sự an bài giới, ở dãy núi chung quanh bảo vệ, bọn họ lưu lạc rất nhiều địa phương, thực lực không tính là tuyệt đỉnh, khá vậy gọi là một khối cường giả. Nơi này dị biến đưa tới toàn bộ địa tâm vực náo động, rất nhiều mạnh mẽ bao nhiêu sinh linh bị thức tỉnh, trong ngày thường không hiện núi hạt xương, nhưng trong thực tế hung uy kinh khủng dị thường. Đó rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể ở địa tâm vực nhấc lên lớn như vậy chiến trận. Xem như vậy tồn tại, đối với địa mạch khí vận đi về phía có thể không có lợi à? Đúng vậy, bất quá thực lực của người kia nhìn qua không kém, không giống như là địa tâm vực bản thổ. Hừ, lão phu cũng muốn thăm hắn bước kế tiếp muốn làm gì. Nếu như muốn đối địa tâm vực bất lợi, lão phu kia cũng sẽ không khách khí.
Người nói chuyện chính là cả người hình to lớn ông già tóc trắng, hắn tráng như một tòa núi nhỏ, hung khí ngút trời, cường tráng hai cánh tay cuối cũng không phải là năm ngón tay, mà là hai cây sắc bén lạnh thấu xương đại đao. Vậy đao lóe lên hắc thiết vậy hàn mang, kéo trên đất, vô hình tới giữa trọng lực, để cho mặt đất cũng vùi lấp đi xuống mấy phút. Người này tên là Phách Đao Tôn Giả, là cái này địa tâm vực trong đó tán tu cao thủ, từ trước đến giờ không sợ hãi, thực lực có một không hai quần hùng. Hi hi, người cái này hai cây đao dùng đứng lên phỏng đoán còn không có ta Phù Lục mau, trên núi tên kia không biết đang làm cái gì động tĩnh, nếu như đem đối địa tâm vực bất lợi, vậy ta cũng không để ý để cho hắn ăn mấy cái hỏa lôi thuật. Đột nhiên nhô ra thanh âm, dọa đám người giật mình, bận bịu quay đầu nhìn lại, cả người tài thấp bé đất mập mạp, không biết từ nơi nào nhảy đi ra, đính căng tròn cái bụng, vừa đi thoáng một cái tới giữa, không gian cũng sau đó biến dạng. Hắn là địa tâm vực chỗ sâu tông phái Thiên Long chân nhân, một tay Phù Lục pháp thuật xuất thần nhập hóa, đạt tới đỉnh cao, tương truyền hắn nắm giữ truyền thuyết kia ở giữa cao cấp nguyên phù, thực lực sánh bằng trăm giả cảnh chín tầng trời. Này cùng hai người, so với vậy hắc ám cấm hải ba đại cổ tộc trưởng lão tới, cũng không kịp làm. Tất cả mọi người nhìn vậy Hồng Thiên Kinh một người, qua nửa nén hương cỡ đó, Hồng Thiên Kinh đột nhiên mở hai mắt ra, con mắt lạnh lùng. Từ phía dưới rất nhiều võ giả trên mình quét sạch mà qua. Như vậy uy nghiêm cảm, để cho người không khỏi run lập cập. Hồng Thiên Kinh thật ra thì không hề vui những người này, xem vây xem thú sủng vậy vây quanh ở chung quanh. Nếu như đổi lại trước kia, hắn sợ rằng một trường tìm kiếm, sẽ đem những người này toàn bộ nghiền thành thịt vụn. Chỉ là hiện tại không như vậy cần thiết, hơn nữa thực lực cũng có giới hạn. Hắn hai tay hợp chung một chỗ, biến đổi một loại pháp ấn. Trong miệng nói lẩm bẩm, mà hắn nơi trôi lơ lửng vị trí, đỉnh núi phá vỡ, vô số nóng bỏng nham thạch nóng chảy, hóa thành hỏa long phóng lên cao. Địa tâm vực những cái kia ẩn núp tông phái người cũng đổi sắc mặt. Cái này, là muốn lấy toàn bộ địa tâm vực thành tựu lò luyện. Đừng hòng phá hoại địa tâm vực. Cách đó không xa, một tên tiên khí lung lay tiên tử tới chỗ này, nàng thừa kế chính là vô thượng đạo thống, là thiên chi kiêu nữ. Địa tâm vực sinh linh còn có rất nhiều võ giả, đều rối rít bay lên không, đem dãy núi này vây quanh vòng tròn, cùng Hồng Thiên Kinh thủ hạ Hắc Vũ võ sĩ đối lập đứng. Là ai nhiễu ta thanh tu, quấy rầy ta qua nhiều năm như vậy bế quan? Đi đôi với một tiếng giống to, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Bầu trời chỗ sâu kim quang lóng lánh, một đầu hoàng kim sư tử đạp mây mù tới, nó mắt thần lấp lánh, uy nghiêm túc mục, để cho vô số cường giả làm thán phục. Đầu này hoàng kim sư tử, đã là 2/3 thân thể bước chân vào trăm giả cảnh hậu kỳ, là địa tâm vực chỗ sâu cường giả đứng đầu một trong. Truyền thuyết trong cơ thể hắn có một chút thượng cổ vàng kim sư vương thuần khiết huyết mạch, tương lai phi thăng lúc đó, tránh được mở chín đạo lôi kiếp, thành công bước vào vậy linh khí biển. Trẻ tuổi hoàng kim sư tử ngửa mặt lên trời gầm thét, trên người hắn bộ lông màu vàng dịu hiền tơ lụa, giống như là một con thượng đẳng tơ lụa gấm vóc. Xem ra đầu này hoàng kim sư tử rất nhanh thì phải bước vào tầng thứ cao hơn. Có người thở dài nói. Huyết mạch hắn có thể lấy vô hạn tiến hóa, hơn nữa cái này hoàng kim sư tử nhất tộc tuổi thọ vô cùng dài, lại qua mấy triệu năm, sợ rằng có thể chân tránh diễn hóa ra thứ hai tơ thuần túy huyết mạch. Đến lúc đó hắn cũng không quá đang lúc tráng niên mà thôi. Rất nhiều võ giả thán phục tại cái này hoàng kim sư tử thiên phú. Ngoài ra còn có mấy người cùng hoàng kim sư tử cùng. Đi tới Hồng Thiên Kinh bên cạnh. Hồng Thiên Kinh lần này động tĩnh hiển nhiên quá lớn, rất miễn cưỡng đem những cái kia núp ở địa tâm vực chỗ sâu cường giả đều kinh động. Bất quá lần này, địa tâm vực Hồng gia, Tiêu gia các gia tộc, cũng không có ra mặt. Bọn họ biết mình ra mặt cũng không có dùng. Liền ngay cả tâm miếu mấy vị kia lão tổ cũng là thở dài một tiếng, chỉ có thể đứng xa nhìn. Còn như nhúng tay, căn bản không có thể. Lúc này Hồng Thiên Kinh cũng không hiển lộ ra chân thân, hơn nữa thực lực chưa thành vừa được hy vọng của hắn trình độ cao nhất.